tử sắc kiếm võng, kim sắc quang hoàn, bạch sắc kiếm hoa, ba đòn công kích dữ dội tạo thành công thế đáng sợ đánh thẳng vào Hắc Y Nhân. Tuy nhiên công thế này dưới đòn phản công của pháp quyết tối cao Ma Tông Tâm Dục Vô Ngân lập tức tan vỡ. Nhân ảnh vừa tiến lên lại lùi về, mỗi người trong nhóm tấn công đều kêu lên kinh hoàng cấp tốc tránh né. Sắc mặt Triển Ngọc đại biến, toàn thân tử sắc quang hoa mờ nhạt liên tục biến hóa, vòng chân khí hộ thể dao động kịch liệt. Kim quang quanh thân Giới Thiện không ngừng thu lại, ánh mắt lộ chút kinh hãi tựa hồ nhận ra điều gì. Còn Bạch Trường Tùng cao thủ Bạch Vân phái lại cấp tốc vung kiếm biến chiêu nhằm chống lại tinh thần lực công kích đáng sợ. Tuy nhiên mọi hành động đều phí công vì tinh thần lực công kích vô hình vô ảnh đâu có thể phòng ngự dễ dàng như vậy. Tiếng cười cay nghiệt âm hiểm phát ra từ miệng Hắc Y trung niên, ánh mắt tà ác trở nên lạnh lẽo, hắn đẩy tần số tinh thần 3 lên gấp 3 lần với tốc độ 6.3700 lần đồng loạt công kích 3 người trước mặt. Giữa không trung, Triển Ngọc vừa kêu lên cảnh báo liền chúng phải tinh thần lực công kích, chỉ có thể hét lên đau đớn. Giới Thiện bên cạnh toàn thân kim quang mở đi, cả người lộn tung lên trời. Tình hình Bạch Trường Tùng cũng gần giống vậy, sau khi phun ra một búng máu tươi người bị bắn tung va vào một cây đại thụ, vô lực rơi xuống. Xung quanh vài tiếng kêu kinh hãi truyền đến, một số tu đạo nhân thọ thương đứng dậy tới tấp dùng toàn bộ sức lực tấn công vào Hắc Y trung niên. Còn Lãnh Túc và Tâm Nhi không hề chú ý đến cuộc chiến, chỉ chuyên tâm trườn tới Ánh Nguyệt Tình. Nhìn lên trời đêm, đột nhiên Viên Mộc lên tiếng, trăng đã lên quá đỉnh, liệu truyền thuyết có xảy ra không? Bất Danh huynh những người này không phải là đối thủ của ma đầu, hay là huynh đến giúp đỡ họ một tay? Viên Mộc nhìn Văn Bất Danh, ngữ khí có phần thay đổi. Văn Bất Danh nhìn vào hiện trường, hầu như những người thọ thương lúc đến gần Hắc Y nhân chừng 2 trượng đều bị một sức mạnh vô hình chấn bay. Tiếng thét đau đớn của từng người sầu thảm tan vào trong gió. Văn Bất Danh trầm giọng nói, tên ma đầu này tu vi cực cao, thực lực có lẽ thuộc vào hàng ma tiên. Pháp quyết Tâm Dục Vô Ngân của hắn thật bá đạo quỷ dị, khiến người ta vô pháp tránh né. Để ta đến lĩnh giáo hắn, xem thử rốt cuộc hắn lợi hại đến mức nào. Dứt lời thân ảnh Văn Bất Danh chớp động, vô thanh vô tức xuất hiện cách Hắc Y trung niên 1 trượng và lặng lẽ nhìn hắn. Chương 111 kịch liệt nhất chiến, cẩn thận quan sát Văn Bất Danh đang đứng trước mặt, Hắc Y trung niên ánh mắt trở nên lạnh lùng, thần sắc cũng trầm trọng hẳn. Nhìn điệu bộ thản nhiên biểu hiện ra bên ngoài của Văn Bất Danh, hắn có thể cảm nhận được người này thật không đơn giản. Với tình hình hiện nay ở trong trường đấu, Hắc Y trung niên hiểu rằng có thêm Văn Bất Danh với tư thế ung dung nhàn tản như thế chắc chắn thực lực sẽ mạnh mẽ tương đương. Công phu Ma Tông Tâm Dục Vô Ngân quả là tinh thâm, người có thể cho ta biết tôn tính đại danh không? Có duyên gặp gỡ ở đây cho dù bất kể là bạn hay là thù cũng nên thông báo danh tính để tiện đường xưng hô. Ta tên gọi Văn Bất Danh đến từ đỉnh Thiên Sơn, còn ngươi chắc hẳn cao nhân ma vực. Điềm tĩnh nhìn Hắc Y trung niên, Văn Bất Danh hỏi một cách bình thản. Văn Bất Danh, đỉnh Thiên Sơn, ngươi đến từ Hạo Thiên Phủ, không ngờ lại là Hạo Thiên Phủ thần bí nhất của Nho gia, chẳng trách ngươi tu vi cao cường, một chút bất ngờ đây. Còn ta, cứ gọi ta là Lãnh Tàn Khuyết cũng được, ngươi ra mặt phải chăng vì báo thù cho chúng để lấy lại thể diện hay là vì mục đích khác? Lạnh lùng nhìn Văn Bất Danh, Hắc Y trung niên Lãnh Tàn Khuyết cất tiếng hỏi. Đảo mắt nhìn tứ phía, Văn Bất Danh bình tĩnh trả lời. Báo cừu không phải là việc của ta, chẳng qua ta không muốn những người này chết mà thôi. Đồng thời ta cũng muốn lĩnh giáo Ma Tông tâm pháp của ngươi thử xem lợi hại đến mức nào. Lãnh Tàn Khuyết di chuyển mục quang sang Viên Mộc và Bách Linh âm trầm hỏi. Còn hai người này cùng đến đây với ngươi phải chăng để đối phó với ta? Nếu đúng như vậy, ngươi kêu chúng cùng lên để ta thu thập các ngươi một lần cho tiện, sau đó bàn bạc công việc chính cũng dễ. Nhìn lại Viên Mộc, Văn Bất Danh cười nói. Nếu ngươi có nhã hứng muốn thử thật sự ta cũng rất muốn xem, bất quá hiện tại ngươi phải thông qua cửa ải ta trước. Được rồi, chúng ta cứ đọ sức trước đã xem ai lợi hại hơn nào. Kha kha, thật khó có cơ hội giao phong với cao thủ ma vực, hôm nay phải thử một phen thế mới thỏa mãn tâm nguyện. Thanh âm vừa dứt, Hắc Y nhân Lãnh Tàn Khuyết đã xuất hiện ngay mặt, trong đôi mắt ám hồng sắc quang hoa lóe sáng, một cỗ tinh thần ba đáng sợ cực mạnh với tần số hơn 5.000 lần mỗi thức tấn công thẳng vào Văn Bất Danh, khiến hắn bị bao trùm trong vô số đòn tấn công. Ánh mắt biến đổi, Văn Bất Danh hơi tức giận nói. Xem ra ta đã quên, không nên nói đến chữ tín với người đến từ ma vực, người thật là hèn hạ vô sỉ. Văn Bất Danh vừa nói vừa bạo phát một khối xích hồng quang hoa chí cương chí dương, dùng liệt diễm hình thành vòng phòng ngự bao ngoài thân chống lại đòn công kích của Lãnh Tàn Khuyết. Cười khoái trá, Lãnh Tàn Khuyết nói. Bây giờ ngươi có thể vĩnh viễn nhớ điều đó rồi, đáng tiếc là ngươi đã không còn cơ hội trong tương lai nữa. Nho gia pháp quyết tuy có hạo nhiên chính khí, nhưng khi ứng phó với Ma Tông pháp quyết của ta lại không có hiệu quả cao như Phật gia và Đạo gia pháp quyết. Ngươi cứ từ từ vùng vẫy đi. Văn Bất Danh hơi chấn động, đến lúc đối đầu mới phát hiện pháp quyết ma tông tâm dục vô ngân bá đạo hơn nhiều so với tưởng tượng. Cảm giác các đạo tinh thần ba di chuyển rất nhanh xung quanh, xâm thực vòng phòng ngự của mình một cách thần tốc, Văn Bất Danh liền gia tăng công lực chống đỡ cho vầng hào quang nhằm bảo vệ thân thể. Đồng thời, Văn Bất Danh cũng động thủ phản kích lại, toàn lực thi triển hạo nhiên thiên cương tinh thuần dữ dội, liệt diễm bên ngoài thân bốc cao, một đạo hồng quang phát ra chiếu sáng cả khu rừng. Liệt diễm chí cương chí dương với nhiệt độ cao đáng sợ cuồn cuộn ngất trời, trong vòng 3 trượng quanh Văn Bất Danh hóa thành một biển lửa, tất cả ma khí âm xâm quỷ dị đều bị liệt diễm đốt thành cho bụi. Nhìn lên song phương đối đầu giữa không trung, Bách Linh kéo nhẹ tay Viên Mộc hỏi: "Mộc đầu, huynh nói trong bọn họ ai lợi hại hơn, còn Văn Bất Danh có thắng nổi không?" Thản nhiên nhìn cuộc đả đấu, Viên Mộc suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Trận chiến này có phần thú vị, e rằng không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Tu vi của Văn Bất Danh không thua kém nhưng muốn tiêu diệt Lãnh Tàn Khuyết tuyệt đối không phải là việc đơn giản. Hơn nữa mọi việc đều có thể xảy ra, không ai nói chắc được điều gì." Ánh mắt rời khỏi trận chiến, mục quang Viên Mộc lóe lên một chút thần bí rồi dừng lại nơi Lãnh Túc và Tâm Nhân. Sâu trong đáy mắt Bách Linh xuất hiện vẻ kinh ngạc ngầm thoáng qua, như thể sửng sốt như phát hiện điều gì. Mục quang dõi theo hướng nhìn của Viên Mộc, trên mặt đất một đôi tình nhân đang cố sức trườn về phía Ánh Nguyệt Tình, tốc độ rất chậm chạp, tình cảnh khiến những người chứng kiến đều hết sức thương cảm. Có lẽ bây giờ họ không còn là những ma đầu ma vực gì nữa, mà chỉ là một đôi tình lữ sắp chết. Ánh trăng xuyên qua tàn cây thưa thớt, từ từ dịch tới khoảng không phía trên Ánh Nguyệt Tình, ánh sáng màu bạch kim từng bước dọi xuống đáy giếng. Nhìn Tâm Nhân, gương mặt tái nhợt của Lãnh Túc đầy vẻ nhu tình yếu ớt nói: "Tâm Nhi, kiên trì lên, nàng trông kia, trăng tròn đã chiếu vào trong giếng rồi, tình thiên viên nguyệt trong truyền thuyết sẽ lập tức xuất hiện ngay thôi. Chỉ cần chúng ta có thể nhìn thấy hình bóng của nhau ở trong đó, cho dù cuộc sống này có kết thúc thì kiếp sau nhất định sẽ đoàn tụ và hạnh phúc bên nhau." Gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Tâm Nhân hơi mỉm cười khẽ nói: "Nhất định sẽ gặp, kiếp này chúng ta tuy không thể bạc đầu giai lão nhưng con tim chúng ta vĩnh viễn gắn bó với nhau. Bất kể kiếp lai sinh hay nhiều kiếp nữa, chúng ta đều hạnh phúc bên nhau, bởi vì kiếp này chúng ta đã chịu quá nhiều đau khổ. Thời gian bây giờ không còn sớm, chúng ta hãy gắng thêm chút nữa thôi, chỉ cần trước khi chết được thỏa mộng thì cũng đủ lắm rồi." Nở nụ cười nhìn Lãnh Túc, Tâm Nhân bắt đầu cố hết sức gia tăng tốc độ. Trên gương mặt Lãnh Túc lộ vẻ tươi cười, giây phút này hắn đã quên sạch mọi cừu hận nhân quả, trong tim chỉ lưu hồi ức đẹp nhất của kiếp này. Dù chỉ trong chốc lát nhưng cũng đủ trở thành điều chân quý và tốt đẹp nhất trong cuộc đời của hắn. Trong rừng, Triển Ngọc dưới mặt đất chậm chậm đứng dậy, đưa ánh mắt cừu hận nhìn cuộc chiến của Văn Bất Danh và Lãnh Tàn Khuyết. Cách đó không xa, Giới Thiện lắc lư bò dậy, mục quang hướng về phía Bạch Trường Tùng ở ngoài 2 trượng có phần lo âu. Thấy Bạch Trường Tùng chỉ bị trọng thương, mục quang Giới Thiện bất giác chuyển sang Triển Ngọc, cười khổ khẽ nói: "Triển huynh, thực lực tên ma vật này chắc còn mạnh hơn ma tiên lúc trước xuất hiện trên Thái Huyền Sơn. Với thực lực của ba chúng ta muốn tiêu diệt hắn có lẽ gặp không ít khó khăn." Ánh mắt lạnh lẽo có phần âm trầm nhìn Lãnh Tàn Khuyết, Triển Ngọc lạnh giọng nói: "Tên ma đầu này tuy bọn ta tạm thời không tiêu đi được nhưng ngươi xem cao thủ Hạo Thiên Phủ này chắc có thể tiêu diệt được hắn. Một lúc nữa chúng ta chỉ cần đứng bên cạnh hiệp trợ, tin rằng nhất định tiêu diệt được chúng. Bây giờ bọn ta thừa cơ tiêu diệt đôi ma đầu kia, ngươi nói xem đúng không?" Mục quang Triển Ngọc nhìn lướt qua Giới Thiện rồi quay sang nơi Lãnh Túc và Tâm Nhân. Yên lặng nhìn hai kẻ đang đối diện với cái chết, Giới Thiện giọng hơi trùng xuống: "Hay là mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt, đó cũng là quyết định đúng đắn. Triển huynh thấy được không?" Cất lên một tiếng cười sắc lạnh, Triển Ngọc cất giọng lạnh lùng: "Tà ma ngoại đạo, ai ai cũng muốn chu diệt, đối phó lũ ma vật này sao có thể lưu tình. Ta đến tiêu diệt bọn chúng cũng là vì nhân gian trừ hại, bảo vệ yên bình cho bách tính." Vừa dứt lời, Triển Ngọc vọt lên không tiến thẳng về phía Lãnh Túc. Giới Thiện nhìn thân ảnh Triển Ngọc lắc đầu, ánh mắt lộ ra một chút than thở. Dưới bóng cây đại thụ, Viên Mộc thờ ơ nhìn thân ảnh Triển Ngọc, trên mặt hiện lên một nụ cười khinh miệt. Bạch Linh bên cạnh nhìn chăm chú thái độ của chàng thấy có phần không vui, bất giác hỏi: "Mộc đầu, tên kia thật đáng ghét, huynh phải đến ngăn cải nhắn, nếu không đôi tình nhân kia chết chắc." Gương mặt Viên Mộc không chút biểu hiện lên tiếng, cứu hay không cứu chẳng qua là một chút thời gian mà thôi, hơn nữa có một số việc đã định sẵn không ai có thể thay đổi được. Ví dụ như người kia hắn muốn giết hai người này nhưng ai biết ông trời quyết định ra sao, có lẽ xảy ra điều bất ngờ cũng không chừng. Điều bất ngờ gì chàng lại không nói rõ. Nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Lãnh Túc, sắc mặt Triển Ngọc cay nghiệt nói: "Ma đầu, cái chết của các ngươi đã đến hạn rồi. Các ngươi đã muốn chết bên giếng thì ta sẽ thành toàn cho. Tạm biệt, nhân gian không hoan nghênh những tên ma đầu như các ngươi." Trường kiếm trong tay ngân vang vọt ra, một đạo huyền thanh sắc quang mang chém xéo xuống nữ tử đang nằm trên mặt đất. Lãnh Túc nhìn Triển Ngọc, nhìn bằng ánh mắt khinh miệt hoàn toàn không để ý đến. Mục quang hắn lại trở nên nhu hòa khi nhìn vào tâm nhân, trong mắt Lãnh Túc hiện lên chút nuối tiếc, có lẽ vì tâm nguyện cuối cùng của hai người đã không thể hoàn thành khiến trong tim mang mối hận suốt đời. Kiếm mang gần chạm vào người tâm nhân, Lãnh Túc đột nhiên bật cười, trong thân thể thình lình bùng phát một cỗ sức mạnh dướn người nghênh đón trường kiếm. Hiển nhiên dù có chết hắn cũng muốn dùng thân mình tìm chút sinh cơ cho nữ nhân hắn yêu nhất trên đời, cho dù thời gian đó rất ngắn ngủi nhưng ít nhất một lần tồn tại là một lần thắng lợi. Tâm nhân hét khẽ, tay phải bỗng cử động như muốn giữ chặt Lãnh Túc, đáng tiếc là nàng không thể đưa lên. Khó nhọc xoay đầu nhìn bên trên, ánh mắt tâm nhân hiện lên vẻ thê lương, tựa hồ hy vọng của kiếp này đã đi xa. Không lên tiếng, cũng không tiếng khóc, bất quá sâu trong đôi mắt nàng chan chứa đầy vẻ nhu tình cùng với lòng thương yêu sâu sắc. Có thể trong khoảnh khắc này sinh tồn đối với nàng đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng chính là tấm chân tình khắc cốt ghi tâm. Cuộc đời của nàng tuy kết cục bi thảm nhưng tình yêu của hai người có lẽ trong thiên địa khó tìm, âu cũng là một việc đáng kiêu ngạo. Trường kiếm đến gần thân thể Lãnh Túc, tại trường đấu trừ Viên Mộc những người còn lại đều nhận thấy Lãnh Túc chết chắc nên mọi người cùng bật tiếng than khẽ. Triển Ngọc cười lạnh nói, ngươi thích chết trước, cũng tốt, bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Nói xong hắn tăng thêm lực đạo, trường kiếm chuyển hướng hung hãn bổ vào đầu Lãnh Túc. Bên kia Hắc Y trung niên Lãnh Tàn Khuyết đã giao thủ với Văn Bất Danh vài chục chiêu tạm thời bất phân thắng bại. Lãnh Tàn Khuyết dù ứng phó với Văn Bất Danh vẫn luôn để mắt đến tình hình Lãnh Túc. Mắt thấy Triển Ngọc bổ kiếm vào Lãnh Túc muốn đưa hắn vào tử địa khiến cho Lãnh Tàn Khuyết nổi cơn phẫn nộ, một cỗ tinh thần ba đáng sợ cực mạnh với tần số 7.3600 lần mỗi thức ập đến kích trúng đại não Triển Ngọc. Trong nháy mắt, trường kiếm Triển Ngọc sắp bổ trúng Lãnh Túc đột nhiên rơi xuống, hắn đưa hai tay lên ôm đầu hét lên điên cuồng, thân thể bị một cỗ sức mạnh vô hình chấn bay. Từng giọt máu tươi rơi vãi trong không trung dưới hồng quang cường thịnh chói mắt của Văn Bất Danh ánh lên sáng lóa. Đồng thời thân ảnh Lãnh Tàn Khuyết lay động thoát khỏi sự đeo bám của Văn Bất Danh, hắn xuất hiện ngay trước mặt Lãnh Túc âm sâm quan sát mọi người xung quanh. Thấy không ai tiếp tục tiến tới, Lãnh Tàn Khuyết nhìn Lãnh Túc rồi đưa mắt sang Ánh Nguyệt Tình cách đó hơn một trượng bất giác cười âm hiểm nói. Lãnh Túc, người muốn xem trong Ánh Nguyệt Tình có hay không hình bóng nữ nhân người yêu thương phải không? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nói ra nơi cất giấu thì ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Thế nào, dù sao ngươi cũng không sống được, chỉ bằng trao đổi để tâm nguyện của ngươi được hoàn thành, ngươi nên tính toán cho kỹ. Thân thể rơi xuống đất Lãnh Túc kêu lên một tiếng, hắn không mảy may để ý đến Lãnh Tàn Khuyết chỉ từ từ nhìn tâm nhân ánh mắt không có gì đau buồn, ngay lúc này được cùng chết bên nhau đối với hắn là một điều hạnh phúc. Với cái nhìn khích lệ tâm nhân, Lãnh Túc không nói lời nào chỉ trông về Ánh Nguyệt Tình kiên cường trườn tới phía trước. Nở nụ cười ôn nhu tâm nhân khe khẽ gật đầu, mọi chuyện xung quanh một điểm nàng cũng không để ý, trong mắt trừ Lãnh Túc chỉ có Ánh Nguyệt Tình. Lãnh Tàn Khuyết thấy Lãnh Túc không thèm chú ý, bất giác sắc mặt trở nên giận dữ đang muốn bộc phát. Nhưng nhân ảnh loáng qua, Văn Bất Danh xuất hiện ngay trước mặt với khí thế cường đại phong tỏa khí tức toàn thân hắn. Đưa mắt nhìn hai người dưới mặt đất, Văn Bất Danh trầm giọng nói. Chuyện của chúng ta chưa xong, ngươi muốn bỏ chạy sao? Bây giờ phải tiếp tục nào, trước khi giải quyết xong trận chiến giữa ngươi và ta, ngươi còn muốn xen vào việc khác ư? Nói xong thân ảnh vọt tới, trường kiếm tràn đầy chính khí hóa thành một đạo hỏa long công vào Lãnh Tàn Khuyết. Hừ, Lãnh Tàn Khuyết gầm lên, mà tông pháp quyết với toàn bộ công lực của hắn bạo phát phản kích mạnh mẽ đòn tấn công của Văn Bất Danh. Liệt diễm cường mãnh giao kích với hắc sắc ma khí không chút nhân nhược, lấy cương trọi với cương. Hạo nhiên thiên cương của Văn Bất Danh chí cương chí dương, chí đại chí cường đã tu luyện đến cảnh giới tối cao, uy lực rất mạnh có thể nói thế gian khó tìm. Nhưng thực lực Lãnh Tàn Khuyết cũng phi thường, hắn là nhân vật trọng yếu của ma vực, tu vi của hắn chí cao không mảy may yếu hơn các cao thủ thuộc hàng ma tiên. Hai bên giao đấu, mức độ dữ dội của cuộc chiến cũng có thể tưởng tượng được. Tiếng gào thét, tiếng nổ chấn động cả bầu trời, gió lốc quét qua mặt đất làm lá khô quay cuồng bay tung tóe. Trong cuộc giao chiến song phương đều xuất toàn lực, ám hồng quang hoa chớp động không ngừng, các đạo tinh thần ba mạnh mẽ vô thanh vô tức hủy diệt mọi thứ xung quanh. Bên cạnh, những đạo môn đệ tử bị trọng thương đang quan chiến dưới sự tác động của pháp quyết tâm dục vô ngân đáng sợ quỷ dị, không ai không kêu lên thảm thiết. Đại não bị dị lực tinh thần xâm nhập, mỗi người tự ôm đầu điên cuồng đập vào cây cối hầu có thể giảm bớt phần nào nỗi thống khổ. Viên Mộc kéo Bách Linh lại gần, bên ngoài thân bố trí một vòng phòng ngự hoàn toàn ngăn chặn tinh thần ba đáng sợ. Nhìn đôi tình nhân dưới ánh trăng sáng, Viên Mộc khẽ nói. Có lẽ tình thiên viên nguyệt lần này xuất hiện vì bọn họ. Tình là thứ gì, ái là thứ gì mà để gian nan hiểm trở, vinh nhục cùng chia. Sống cũng như chết, hận cũng lại yêu, dù đường đi cách trở thì tâm vẫn mãi bên nhau. Siết chặt bàn tay Viên Mộc, Bách Linh đột nhiên hỏi. Mộc đầu, nếu có một ngày muội chợt gặp phải nguy hiểm trọng thương gần chết, liệu huynh có cư xử với muội giống như Lãnh Túc không? Lặng lẽ nhìn Bách Linh, Viên Mộc trầm giọng trả lời. Chuyện của tương lai không ai có thể nói trước, có thể cả đời cô không gặp chuyện đó, cũng không nhất định là phải có đúng không? Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, hãy cẩn thận nhìn cho kỹ kìa, cô không phải muốn nhìn thấy tình thiên viên nguyệt sao? Nói không chừng nó lập tức xuất hiện đấy. Yên lặng quan sát Viên Mộc, ánh mắt Bách Linh chất chứa vẻ si mê, nàng thì thầm. Bất kể huynh có đối xử với muội giống như thế hay không, chỉ cần có ngày nào đó huynh gặp nguy hiểm trọng thương gần chết, muội nhất định đến cứu huynh. Bất kể kết cục thế nào muội nhất định đến đó. Nghe được điều đó, Viên Mộc nhìn nàng rồi trông lên bầu trời đêm điềm đạm nói. Có lẽ sẽ có một ngày như thế, chỉ là cô khi đó không cứu nổi ta. Thật ra cái tên Mộc đầu nghe lâu rồi cũng rất êm tai phải không? Bách Linh chợt ngẩn người nhìn chàng, phát hiện trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhẹ trông rất anh tuấn. Nhãn châu chuyển động, Bách Linh nở nụ cười đẹp như hoa hàm tiếu nói. Từ nay về sau muội luôn gọi huynh là Mộc đầu, mặc kệ tên thật của huynh là gì huynh vĩnh viễn là Mộc đầu trong tim muội. Không nói gì cũng không gật đầu, Viên Mộc chỉ mỉm cười vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc. Trong lúc Lãnh Tàn Khuyết toàn lực phát động pháp quyết Tâm Dục Vô Ngân, cuối cùng vài tu đạo nhân trọng thương trước đó kêu lên thảm thiết, họ bị sức mạnh xâm thực tà ác tiến nhập vào đại não mang theo nỗi thống khổ rời khỏi nhân thế. Trong số người thọ thương có Triển Ngọc, Giới Thiện, Bạch Trường Tùng, Vân Hoa đang cố gắng giữ kiên trì, tình hình hết sức nguy hiểm. Lúc này, vầng trăng tròn đang ở giữa bầu trời, ánh trăng sáng tỏ chiếu thẳng vào đáy Ánh Nguyệt Tình. Ánh trăng chiếu xuống làm cả khu rừng bao phủ bởi một tầng ánh sáng bạch kim mờ ảo. Bên trong Ánh Nguyệt Tình đột nhiên phát sinh dị biến, vầng quang hoa hình tròn nhu hòa xuất hiện dưới đáy giếng phát tán hồng, hoàng, lam tam sắc quang mang nhàn nhạt, khiến cho gần đó xuất hiện một đạo hào quang màu sắc kỳ lạ. Ánh Nguyệt Tình phát sinh dị biến khiến cho ánh mắt mọi người đều di chuyển đến phía trên nó. Trong trận đấu, Văn Bất Danh và Lãnh Tàn Khuyết đều tung người thối lui về sau, Mục Quang kinh ngạc nhìn chăm chú tam sắc quang hoa như thể chưa từng nghĩ đến điều này, theo truyền thuyết từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tình thiên viên nguyệt, thế mà thật sự đã xuất hiện. Thấy Lãnh Túc và Tâm Nhi còn cách Ánh Nguyệt Tình chưa tới 5 thước, Lãnh Tàn Khuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ di động thân thể bắn tới hai người. Vào thời khắc hắn động thân, Văn Bất Danh liền minh bạch ý định của hắn, quang hoa quanh thân lóe lên thoáng cái ngăn chặn trước mặt Lãnh Tàn Khuyết. Tránh ra, ta không có thời gian cho ngươi quấy rối. Đợi ta xong chuyện sẽ tìm ngươi tính sổ. Nói xong thân ảnh hắn chấp động cực nhanh, chỉ muốn tránh né Văn Bất Danh cản trở đến gần hai người Lãnh Túc. Tuy nhiên Văn Bất Danh lại trầm giọng nói. Đáng tiếc ta bây giờ có dư rất nhiều thời gian, vì vậy muốn chạy cũng không dễ như thế. Vừa nói Văn Bất Danh vừa huyễn hóa ra hơn 100 đạo thân ảnh hình thành vô số quang ảnh dày đặc xung quanh, mỗi lần Lãnh Tàn Khuyết tiến lên đều bị ngăn trở. Lãnh Tàn Khuyết bị cản lại tức giận giống lên và cùng Văn Bất Danh lại một lần nữa giao chiến, do lần này hiểu rõ về Lãnh Tàn Khuyết nên sức tấn công của Văn Bất Danh tăng lên gấp 3 lần. Toàn thân Văn Bất Danh liệt hỏa chân nguyên bạo phát huy lực gấp 10 lần với khí thế điên cuồng quét sạch tất cả thiêu đốt vạn vật. Hạ quyết tâm đánh trọng thương Lãnh Tàn Khuyết cho bằng được. Còn Lãnh Tàn Khuyết vừa thấy Văn Bất Danh công kích hung mãnh, hắn liền xuất một cỗ ma khí cuồn cuộn bao phủ toàn thân, tinh thần lực công kích tăng lên nhiều lần tập trung toàn bộ sức mạnh hung hãn phản kích. Hai người lại động thủ lần nữa, lực công kích dữ dội bùng nổ giữa không trung với sức mạnh chấn động mọi vật, làm cho thân thể hai người phải bắn tung ra ngoài. Vừa lùi ra, Văn Bất Danh nhoáng một cái lại xuất hiện trước mặt Lãnh Tàn Khuyết. Hồng quang lóe sáng, trương kiếm trong tay Văn Bất Danh với luồng khí nóng hừng hực thiêu đốt mọi thứ, hình thành một đạo xích diễm hỏa quang cầu chụp lấy Lãnh Tàn Khuyết trong tiếng gào thét điên cuồng kinh hãi lẫn phẫn nộ. Lãnh Tàn Khuyết vừa bị khốn bên trong, tinh thần lực công kích xung quanh bị dừng lại. Triển Ngọc, Giới Thiện, Bạch Trường Tùng sau khi thở phào nhẹ nhõm bỗng nhiên nhớ đến Ánh Nguyệt Tình, bất giác ba người đồng loạt lướt tới. Vừa nhìn thấy Lãnh Túc, Triển Ngọc trong lòng đại nộ, ban nãy chỉ vì hắn mà bản thân bị Lãnh Tàn Khuyết đánh trọng thương, bây giờ Lãnh Tàn Khuyết đã bị khốn. Ánh mắt Triển Ngọc chợt trở nên lạnh lẽo, một cước phi thẳng vào ngực Lãnh Túc. Chương 112 Viên Mộc xuất thủ. Tuy nhiên, không biết là mạng của Lãnh Túc chưa đến lúc tuyệt hay là gã Triển Ngọc vận khí không tốt. Khi một cước của Triển Ngọc còn cách ngực của Lãnh Túc 3 tấc thì bên cạnh Lãnh Túc có một đạo hắc quang hoa lóe lên, đó là thân ảnh của một nhân vật thần bí toàn thân tỏa ra hắc sắc ma diễm xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Ánh mắt của thần bí nhân lạnh lẽo như đâm xuyên qua hắc sắc ma diễm chiếu thẳng vào trên mặt Triển Ngọc, hắn hừ, lạnh một tiếng và bắn kèm theo cỗ hàn lưu vô hình xé nát y phục toàn thân của Triển Ngọc, phá vỡ huyết quản làm cho máu tươi bắn tung tóe. Tay trái thần bí nhân hờ hững vung lên, luồng khói đen dưới sự điều khiển của hắn hóa thành đạo kiếm mang rất mạnh đâm thủng trái tim Bạch Trường Tùng, một dòng máu tươi từ thân thể Bạch Trường Tùng bắn vọt ra bên cạnh Ánh Nguyệt Tình. Cùng lúc đó tay phải hắn đảo lộn, để khởi hai cỗ kình lực một chính một phản chuyển động đan xen với lực ly tâm xoáy tròn đập vào Giới Thiện. Trúng trưởng, Triển Ngọc phang ra 3 trượng kêu lên thảm thiết, cả người lộn nhào xuống đất không đứng dậy nổi. Còn thân thể Bạch Trường Tùng dưới sức mạnh dữ dội nên bị bay tuốt vào rừng sâu không còn thấy động tĩnh. Giới Thiện do tư tâm không lớn, khi bị thần bí nhân công kích ngược lại nên đến phút cuối cũng tạo được sự phòng ngự yếu ớt bảo vệ các bộ vị trọng yếu toàn thân. Sau khi đánh bay 3 người xung quanh Lãnh Túc, thần bí nhân nhìn qua Văn Bất Danh miệng phát ra tiếng cười âm hiểm và xuất một đạo tinh thần lực khủng khiếp kích vào thân thể hắn. Bị kích trúng, quang hoa quanh thân Văn Bất Danh mở đi, sau khi thân thể rung lên kịch liệt 2 lần lập tức tách khỏi Lãnh Tàn Khuyết nghiêng mình né ra xa vài thước. Kinh hãi nhìn thần bí nhân, trong lòng Văn Bất Danh chợt dâng lên dự cảm bất tường, hắn không hiểu vì sao lại xuất hiện việc này. Thần bí nhân sau khi giải cứu Lãnh Tàn Khuyết, mục quang chăm chú nhìn Lãnh Túc âm trầm hỏi. Tàn Khuyết, người đã hỏi ra được vật đó ở đâu chưa? Bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải lấy được nó. Lãnh Tàn Khuyết hạ giọng đáp, bẩm Tam Tôn Chủ, thuộc hạ sắp sửa tra hỏi thì bị tên đáng ghét của Hạo Thiên Phủ tấn công, bởi vậy tạm thời chưa thu được tin tức. Hơn nữa Lãnh Túc rất cứng đầu, sợ rằng không dễ dàng hỏi hắn được. Đồ vô dụng, có chuyện còn con thế lo liệu cũng không xong, với tình hình hiện tại của bọn chúng mà ngươi không thể hỏi ra được, như vậy thì dùng ngươi vào việc gì? Bây giờ ta ngăn chặn tất cả những kẻ nào đến gần, việc tra vấn giao cho ngươi làm. Tốt nhất đừng khiến ta thất vọng, nếu không hậu quả ra sao chắc ngươi cũng biết. Thân thể chấn động, Lãnh Tàn Khuyết run sợ đáp, thuộc hạ sẽ cố hết sức hoàn thành, hy vọng sẽ làm Tam Tôn Chủ hài lòng. Lời vừa dứt, hắn nhằm hướng Lãnh Túc cùng Tâm Nhi đi tới. Nhìn Lãnh Tàn Khuyết đang bước tới gần, trong ánh mắt Lãnh Túc thoáng hiện chút tiếc nuối, giống như cái nhìn cuối cùng dường như cả đời chưa từng gặp qua. Mục quang quét qua thần bí nhân, Lãnh Túc cất tiếng nói với Tâm Nhi. Thời gian không còn nhiều nữa, có lẽ chúng ta không thể nhìn thấy trăng tròn trong giếng, nhưng ta tin nhất định nơi đó có hình bóng chúng ta. Tâm Nhi, đã đến lúc phải rời bỏ thế gian này rồi, kiếp này đi theo ta chịu khổ nàng có hối hận không? Tâm Nhi lắc đầu nhẹ nhẹ, rất bình tĩnh khẽ đáp. Không, thiếp rất hạnh phúc, không một lời thừa thãi. Ánh mắt hai người giao nhau như tạo lập nên mối liên hệ bền chặt không thể tách rời. Khoảnh khắc này trở thành vĩnh hằng, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau đã trở thành hồi ức của hai người và vĩnh viễn lưu lại trong tim. Lãnh Tàn Khuyết túm chặt ngực Lãnh Túc, giọng gay gắt. Bây giờ ta hỏi lại ngươi lần nữa, vật đó ngươi giấu ở đâu? Chỉ cần ngươi nói ra ta sẽ thả hai người bọn ngươi, ngoài ra còn chữa trị thương thế cho các ngươi. Thế nào, điều kiện như vậy chỉ trong mơ mới có thể ngươi không sợ chết. Nhưng không lẽ ngươi không sợ nàng ta chết sao? Ngươi đã biết nàng ta theo ngươi chịu khổ, giờ có cơ hội thoát khỏi khổ nạn, ngươi có nguyện ý cho nàng ta hy vọng sống sót không? Ánh mắt Lãnh Túc hơi biến đổi, im lặng nhìn Tâm Nhi, trong lòng hắn đang đứng trước một lựa chọn khó khăn. Lời của Lãnh Tàn Khuyết tất nhiên không hẳn là thật, nhưng đó lại là hy vọng duy nhất của hắn, không cần biết là thật hay giả đều có thể đánh cược một phen, nếu bỏ qua sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Dường như đoán được tâm ý của Lãnh Túc, ánh mắt Tâm Nhi có vẻ tươi cười, nàng bình tĩnh đáp. Chúng ta đã không có cơ hội để sống trong thế giới này, nhưng chắc có một thế giới khác chúng ta sẽ thích ứng. Chàng từng tiếp xúc với hắn nhiều lần, lời hắn nói thật hư ra sao lẽ nào chàng không biết. Với lại vật đó mà rơi vào tay bọn chúng thì hậu quả rất khủng khiếp và sẽ nguy hại cho cả thế gian. Chàng đừng nên thỏa hiệp, trong tim đã không có ham muốn tự nhiên mọi chuyện sẽ tùy tâm thôi. Nghe xong lời của Tâm Nhi, Lãnh Túc khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn về phía Ánh Nguyệt Tình, mở miệng nói. Kiếp sau nàng hãy nhớ rằng tình yêu của ta dành cho nàng sẽ luôn gắn với Ánh Nguyệt Tình này. Bây giờ ta đi trước một bước, ta đã trông thấy cánh cổng của thiên đường rồi. Hãy nhớ, ta sẽ đợi nàng ở thiên đường. Trên khuôn mặt tái nhợt như sắp chết của Tâm Nhi nở nụ một cười ôn nhu và có chút yên tâm. Cuộc đời này cuối cùng đến hồi kết, chắc nàng cũng nên buông tay thôi. Bình thản nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, những giọt lệ long lanh xuất hiện trên khóe mắt Tâm Nhi âm thầm lan dài trên khuôn mặt nhợt nhạt. Trong ngọn gió đêm, những giọt lệ long lanh đó chứa đựng bao nhiêu đau khổ, có lẽ có một chút thất ý và có lẽ còn có thêm một chút si mê. Bên kia, Viên Mộc đưa mắt nhìn Giới Thiện đang trọng thương, thấy Giới Thiện thương thế tuy nặng nhưng không nguy đến tính mạng, tiện thể chàng ta nhìn sang thần bí nhân. Vừa nhìn thấy người này ánh mắt Viên Mộc lộ vẻ nghiêm túc, sắc mặt trầm hẳn xuống. Bách Linh nhìn Viên Mộc khẽ cất tiếng, Mộc đầu, người vừa đến trông rất thần bí và cũng rất tà dị. Huynh nói xem liệu Văn Bất Danh có thể là đối thủ của hắn không? Nếu huynh không đến giúp đỡ, một mình hắn ta ứng phó sợ rằng nguy mất. Khẽ lắc đầu, Viên Mộc hạ giọng trả lời. Người này nghe gọi là Tam Tôn Chủ, có thể là một cao thủ trong ma vực, với tu vi của Văn Bất Danh chắc chắn có sự cách biệt. Chỉ là ta không đoán ra chúng muốn tìm vật gì ở Lãnh Túc. Văn Bất Danh trầm giọng thốt, Viên Mộc, ta đến ngăn chặn tên tam tôn chủ này, người dẫn Bách Linh đi xem Ánh Nguyệt Tình. Để xem tình thiên viên nguyệt trong truyền thuyết là chân hay giả. Ngoài ra cũng có thể nói là hoàn thành tâm nguyện của đôi tình lữ, coi như làm một điều tốt vậy. Dứt lời, toàn thân hắn công lực đề cao tới mức tối đa, cả người hóa thành một đạo liệt diễm cuồn cuộn ngất trời, lượn tròn quanh thần bí nhân tạo thành một vòng huyết sắc hồng liên chói mắt. Viên Mộc nhìn qua Giới Thiện hơi suy nghĩ, cuối cùng vẫn đứng nguyên tại vị trí không chút động đậy. Lúc này, Lãnh Tàn Khuyết thấy Lãnh Túc không muốn mở miệng nói ra hạ lạc vật đó nên trong lòng rất tức giận, nắm chặt tóc Tâm Nhi, lòng bàn tay lóe sáng một khối hắc sắc quang cầu tà ác, điên cuồng tấn công thần kinh đại não của Tâm Nhi. Nhìn vẻ mặt thống khổ thê thảm của Tâm Nhi, Lãnh Tàn Khuyết giận dữ quát lên. Lãnh Túc, lần cuối cùng ta hỏi ngươi, vật đó giấu ở đâu? Ngươi chỉ cần nói nơi hạ lạc của Ma Long Châu, ta sẽ lập tức thả các ngươi quyết không nuốt lời. Hừ, nói mau, xem tình hình của nàng ta chắc chẳng chịu được lâu, đợi đến khi ngươi muốn nói thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Lãnh Túc nhìn vẻ thống khổ của Tâm Nhi cười buồn bã, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực và chỉ biết buông tiếng thở dài. Đôi môi hơi run run, trong mắt Lãnh Túc lệ quang nhạt nhòa như muốn mở miệng nói ra nơi giấu Ma Long Châu để Tâm Nhi không phải chịu khổ. Nhưng khi hắn nhìn về phía Tâm Nhi, dù nét mặt đau đớn nhưng đôi mắt nàng lại có vẻ nhu hòa tựa hồ muốn bày tỏ với hắn là đừng có nói. Lãnh Túc trong lòng đã hiểu rõ tâm ý của Tâm Nhi, bất giác hắn đau khổ ngước lên nhìn trời đêm. Ngắm vầng trăng tròn, Lãnh Túc phát ra tiếng gầm giận dữ, thanh âm thê thảm như xé nát tim gan. Viên Mộc, Bách Linh, Giới Thiện ở phía bên kia đều rất xúc động, trong ánh mắt như có một tiếng than khẽ. Lãnh Túc tựa hồ đang chất vấn thiên địa trong nhân gian có thiên lý, có chân tình hay không? Tại sao một tình yêu bất diệt luôn luôn không được dung nạp trong thiên địa? Trong tiếng gầm giận dữ, không biết Lãnh Túc lấy hơi sức từ đâu, cả người đột nhiên bắn vào tới đâm thẳng vào Lãnh Tàn Khuyết. Thừa dịp thân thể Lãnh Túc đụng vào Lãnh Tàn Khuyết làm cho hắn không để ý, Lãnh Túc liền đoạt lại Tâm Nhi, đồng thời dựa vào lực phản chấn bắn tung ra rơi thẳng vào trong Ánh Nguyệt Tình cách đó vài thước. Giây phút này dẫu có chết, hắn cũng muốn chết chung với Tâm Nhi. Thần sắc lộ vẻ tức giận, Lãnh Tàn Khuyết âm trầm nói: "Các ngươi muốn chết, vậy có hỏi qua ta chưa? Hôm nay nếu không nói ra nơi hạ lạc của vật đó thì các ngươi dù muốn chết cũng không được." Hai tay cùng xuất ra, nắm chặt hai thân thể đang rơi nhanh xuống giếng kéo ngược trở lại. Lạnh lùng nhìn Lãnh Túc, tay phải Lãnh Tàn Khuyết vừa dụng lực phát một khối hắc sắc ma khí đánh nát tay trái Lãnh Túc, hóa thành một vùng huyết vụ trôi dạt trong không khí. Thấy thủ đoạn hung tàn của Lãnh Tàn Khuyết, Giới Thiện khẽ niệm một câu Phật pháp và để tụ toàn bộ chân nguyên còn lại, Phật châu trong tay tỏa ra kim quang nhàn nhạt đánh thẳng vào bối tâm Lãnh Tàn Khuyết. Phật châu vừa xuất, trên mặt Giới Thiện lộ vẻ kiên định, lăng không bàn tỏa thành hình Phật Đà bảo tướng trang nghiêm, toàn thân kim quang lóe sáng nhanh chóng tiếp cận Lãnh Tàn Khuyết. Phật quang chí đại chí thánh, là khắc tinh của tất cả yêu ma quỷ quái trên thế gian. Giới Thiện cảm động vì Lãnh Túc và Tâm Nhi nên dù đang bị trọng thương vẫn không do dự thi triển Phật quang phổ chiếu, dốc hết tâm lực để làm một điều gì đó cho hai người si tình này. Nhìn Giới Thiện, Viên Mộc than khẽ, trên mặt tỏ ý khen ngợi và khâm phục. Đang muốn tiếp tục thi triển thủ đoạn ác độc nhằm bước Lãnh Túc nói ra nơi hạ lạc của Ma Long Châu, Lãnh Tàn Khuyết đột nhiên phát giác có người đang đến gần nên nhanh chóng xoay người lạnh lẽo nhìn Giới Thiện. Cảm nhận được sự uy hiếp của Phật quang, Lãnh Tàn Khuyết hét lên giận dữ, một mặt phát ra Tâm Dục Vô Ngân pháp quyết, một mặt vung quyền công kích một đòn. Giữa không trung hắc sắc quyền ảnh kèm theo ma khí kinh người đánh vào ngực Giới Thiện cực nhanh. Hắc sắc quyền ảnh cùng kim sắc Phật quang quanh thân Giới Thiện va chạm, vì tính chất hai bên tương phản, khí tức đối lập tức thì phát sinh tiếng nổ rất lớn. Một tiếng quát giận dữ cùng một tiếng kêu bi thảm vang lên, song phương va chạm trên không rồi mỗi bên đều bật lui về sau. Khác biệt ở chỗ, Giới Thiện thân thể trọng thương vẫn cố gắng thi triển Phật quang, tuy đối với Lãnh Tàn Khuyết có phần khắc chế nhưng chân nguyên không đủ nên bị quyền kình cường đại ghê gớm đánh trọng thương lần nữa. Còn Lãnh Tàn Khuyết vì chịu thiệt dưới Phật quang của Giới Thiện, gương mặt tràn ngập sự phẫn nộ lùi về sau né tránh. Đứng dưới cây đại thụ, Viên Mộc đang suy nghĩ về cái tên Ma Long Châu thốt ra từ miệng Lãnh Tàn Khuyết. Nhớ lại trước khi gặp Bách Linh, chàng ta đã nghe một câu, Ma Long xuất, nại hà hiện, huyền thiên giám, nhiễm trần duyên, từ miệng hai người tiểu phu. Lẽ nào Ma Long xuất là nói đến Ma Long Châu này chăng? Nếu nói như vậy còn lại nại hà hiện và huyền thiên giám ám chỉ điều gì? Nhận thấy khí lưu trong không trung có sự khác lạ, Viên Mộc ngẩng đầu nhìn lên vừa hay thấy cảnh Giới Thiện bị văng ra. Nhìn lướt qua hướng Giới Thiện bay, có một cây đại thụ im lìm như đứng đó chờ hắn rớt xuống. Viên Mộc thần sắc có vẻ nghi hoặc, ánh mắt chuyển biến nhanh chóng, hiển nhiên đang suy nghĩ một việc quan trọng. Viên Mộc khẽ lắc đầu than, vô thanh vô tức xuất hiện giữa không trung đỡ lấy Giới Thiện. Thần sắc có chút ngạc nhiên, Giới Thiện hoàn toàn không ngờ lúc này lại có người đỡ hắn. Sau khi há miệng khạc ra một ngụm máu, ánh mắt ảm đạm của Giới Thiện nhìn Viên Mộc, gương mặt hắn lộ vẻ bất ngờ. Giới Thiện kinh ngạc kêu lên, là ngươi, làm thế nào ngươi lại ở đây, sao ta không lưu tâm đến ngươi nhỉ? Nhẹ nhàng đặt Giới Thiện dưới cây đại thụ, Viên Mộc thản nhiên đáp. Ta luôn luôn ở đây, chỉ là ngươi không chú ý. Hãy nghỉ ngơi một chút đi, ta đến gặp Lãnh Tàn Khuyết. Dứt lời cả người chàng ta biến mất, xuất hiện ngay bên cạnh Ánh Nguyệt Tình lạnh lùng nhìn Lãnh Tàn Khuyết. Phía xa Bách Linh nhìn theo bóng dáng Viên Mộc, gương mặt mỹ lệ mỉm cười hết sức thần bí tựa như ám chỉ điều gì, đáng tiếc cái gã Viên Mộc lại không thể phát hiện được. Lãnh Tàn Khuyết hờ hững nhìn Viên Mộc ánh mắt có chút cảnh giác, có lẽ việc Viên Mộc vô thanh vô tức xuất hiện khiến trong lòng hắn ý thức được việc này có điều gì đó không bình thường. Nhìn qua cuộc chiến giữa Văn Bất Danh và Tam Tôn Chủ, Văn Bất Danh đã bị Tam Tôn Chủ dồn ép khí thức thu lại rất nhanh, đang toàn lực phòng ngự không còn sức phản kháng. Ánh mắt chuyển động, trên mặt Lãnh Tàn Khuyết xuất hiện nụ cười âm hiểm mở miệng nói. Ngươi tự tìm đến cái chết, đừng trách ta ác độc. Vừa dứt lời, hắn phát động tinh thần dị lực vô ảnh vô hình nhằm vào Viên Mộc công kích. Thờ ơ nhìn lướt qua hắn, mục quang của Viên Mộc chuyển sang Lãnh Túc và Tâm Nhân. Nhìn đôi tình nhân ma vực, ánh mắt Viên Mộc lộ vẻ cổ quái, hữu thủ khẽ động một luồng chân khí nhu hòa nhẹ nhàng quấn lấy hai thân thể đưa họ đến miệng giếng Ánh Nguyệt Tình. Thấy hai người quay đầu lại, Viên Mộc khẽ gật đầu như biểu lộ sự chúc phúc, sau đó mục quang chàng ta chuyển sang Lãnh Tàn Khuyết. Cảm nhận pháp quyết, tâm dục vô ngân của Lãnh Tàn Khuyết rất thâm hậu, Viên Mộc bất giác cười lạnh, một cỗ khí thế hào hùng và quỷ dị nhanh chóng tràn ngập xung quanh Ánh Nguyệt Tình. Kêu lên kinh hãi, Lãnh Tàn Khuyết hoảng hốt lùi về một trượng, ánh mắt nghi ngờ nhìn chàng ta. Phía đằng xa, Triển Ngọc đang trọng thương nhìn Viên Mộc ánh mắt trông rất cổ quái, sự thù hận hiện lên rõ ràng. Lúc Lãnh Tàn Khuyết định mở miệng, Viên Mộc liền quay đầu nhìn lại nơi mình đứng ban nãy, ở đó vô thanh vô tức xuất hiện một người đang hờ hững nhìn những người hiện diện trong rừng. Nhìn gương mặt anh tuấn lạnh nhạt và thanh đại đao cổ quái quỷ dị, trong mắt Viên Mộc xuất hiện một nụ cười nhạt, không thể ngờ rằng có thể gặp hắn ta ở đây. Bách Linh nhìn thần bí nhân đột nhiên xuất hiện, trong ánh mắt có một tia kinh hãi như phát hiện điều gì. Còn thần bí nhân phát hiện Bách Linh nhìn mình, trong ánh mắt thấp thoáng tia kinh dị. Thần bí nhân không nói gì nhìn lướt qua Ánh Nguyệt Tình, mục quang dừng lại nơi Tam Tôn Chủ ma vực, thần sắc có ba phần kỳ dị. Bên cạnh Ánh Nguyệt Tình, Lãnh Thúc cùng Tâm Nhi đã bỏ tới miệng giếng đang chuyên tâm nhìn vào trong đó. Hai người tay nắm chặt tay, hai trái tim đã hòa vào làm một thành tâm nhìn vào Ánh Nguyệt Tình, hy vọng có thể thấy được hình bóng của người mình yêu thương trong giếng. Nhưng đáng tiếc, ngoại trừ nước giếng lấp lánh tam sắc quang mang, họ chỉ thấy bóng trăng tròn lay động lặng lẽ phản chiếu dưới đáy giếng. Khẽ ngước đầu nhìn trăng tròn trên trời, một chút tuyệt vọng xuất hiện trong mắt Lãnh Túc. Tình thiên viên nguyệt trong truyền thuyết miễn là người hữu tình, người si tình mới có thể nhìn người mình yêu nhất trong đời, nhưng tại sao trong khoảnh khắc này Lãnh Túc lại không thể nhìn thấy? Là hắn chưa đủ si tình hay là hắn không có duyên phận? Không có một lời, một câu nói, Lãnh Túc chỉ lặng yên nhìn vành trăng sáng, trong mắt rơi xuống hai dòng lệ ngầm than thở, là ai ở phương xa khóc thầm. Nở nụ cười ôn nhu, Tâm Nhi khẽ nói, Túc, chàng đừng nên đau lòng, không phải chúng ta đang ở bên nhau sao? Tuy trải qua vô số kiếp nạn nhưng cuối cùng chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, điều đó cũng đủ vui mừng rồi. Tuy phải nói lời giã biệt thế giới này nhưng đối với chúng ta đó là hồi ức nên có, đó là việc đáng mừng. Bởi vì ở một thế giới khác chúng ta sẽ không phải chia ly, không phải rơi nước mắt nữa. Việc này tốt biết bao, ở đó có những ngọn núi, có những dòng sông, có nhiều ngọn gió, có vô vàn cảnh đẹp, ngoài chúng ta ra còn có thiên địa. Đó là thế giới của hai chúng ta, an tĩnh tường hòa, không còn thống khổ, không có máu rơi. Lời nói nhẹ nhàng tựa như lời trong mộng, lại giống như lời thì thầm. Tuy thế chúng lại vô tình làm xúc động hai tâm linh. Trên gương mặt tang thương tái nhật sắp chết hiện lên một tia hy vọng và trông mong, Lãnh Túc nhìn Tâm Nhi dịu dàng nói. Tâm Nhi, nàng đừng lo, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Giờ ta phải đi trước một bước, nàng hãy nhớ đừng quên là bất kể đời nào, kiếp nào, ở nơi tương phùng ta luôn chờ đợi nàng. Tương phùng xứ, lai thời lộ, kiếp này duyên đã tận, kiếp sau duyên tiếp tục. Nơi đây đã không xuất hiện tình thiên viên nguyệt trong truyền thuyết, vậy để chúng ta dùng tình yêu cả đời bổ khuyết phần còn thiếu của tình thiên. Hy vọng tất cả những đôi tình nhân hậu thế đều có thể tình mãn viên nguyệt, mỹ mãn nhân gian. Nhìn người con gái hắn yêu nhất trong đời lần cuối, ánh mắt Lãnh Túc dần dần ảm đạm, trên mặt từng dòng lệ tuôn rơi nhỏ xuống Ánh Nguyệt Tình. Hai tay hắn trở nên vô lực, nghiêng đầu nở nụ cười đau khổ, cả thân thể hắn thuận theo trọng tâm dồn về phía trước nhẹ nhàng rơi vào Ánh Nguyệt Tình. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt không còn sáng lên nữa, nụ cười vĩnh viễn giữ lại, và như thế một người si tình của ma vực chỉ vì một tâm nguyện cuối cùng táng thân trong Ánh Nguyệt Tình. Mục quang nhìn theo Lãnh Túc đang rơi xuống, trên mặt Tâm Nhi hiện lên vẻ bình tĩnh và yên bình khẽ nói. Đừng sợ, thiếp lập tức đi cùng chàng, từ giờ về sau, không ai có thể chia cách chúng ta nữa, bởi vì ở phương trời đó chỉ có thiếp và chàng. Khi Tâm Nhi định nhảy vào Ánh Nguyệt Tình, đột nhiên nghĩ đến điều gì, bất giác quay đầu nhìn Viên Mộc, trong ánh mắt chất chứa lời cảm kích. Lãnh Tàn Khuyết đang toàn lực giao chiến với Viên Mộc, muốn đánh lui chàng ta để đến bờ giếng túm lấy Lãnh Túc, tra hỏi nơi cất giấu Ma Long Châu. Nhưng Viên Mộc lại hiểu rất rõ tâm tư của hắn, toàn thân bố trí phòng ngự nghiêm mật không cho hắn một chút cơ hội. Đồng thời, mỗi khi tay của Viên Mộc điểm vào Lãnh Tàn Khuyết, hắn đều phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh khủng, cấp tốc tránh né như gặp phải vật gì đó vô cùng đáng sợ. Còn tinh thần dị lực bá đạo của Lãnh Tàn Khuyết vừa tiếp cận Viên Mộc liền tự động tan biến, điều này làm hắn vừa kinh sợ vừa giận dữ, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Bên kia, khi Tam Tôn Chủ phát hiện ra Lãnh Túc nhảy vào giếng tự tuyệt liền hết sức phẫn nộ, toàn thân hắc sắc quang hoa bạo phát khiến Văn Bất Danh đang toàn lực cản trở bị trọng thương bắn tung ra ngoài. Hắc sắc quang hoa lóe lên, Tam Tôn Chủ chợt xuất hiện bên cạnh Ánh Nguyệt Tỉnh túm lấy Tâm Nhi. Chương 113 Ánh Nguyệt Phương Hồn. Mắt thấy Tâm Nhi sắp rơi vào tay Tam Tôn Chủ, một đạo âm ảnh vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Tâm Nhi ngăn cản ý đồ của hắn. Thần bí nhân cất giọng lạnh lùng. Ma Tôn vẫn khỏe chứ hả? Sao đột nhiên lại đến nhân gian vậy? Trong khi âm thanh lạnh lẽo vang lên từ trong giếng, một đạo âm quang xẹt qua lập tức ép Tam Tôn Chủ quay trở lại. Thần bí nhân ôm đại đao xéo bên hông đưa ánh mắt hướng về Ma Tôn Chủ với cái nhìn lành lạnh, tất cả mọi người không hề nhìn ra hắn đã từng xuất thủ. Nhìn người thần bí đó, quang mang toàn thân Tam Tôn Chủ rung động, tâm trạng hắn cực kỳ chấn kinh. Có một chút kinh ngạc và bi phẫn, Tam Tôn Chủ tức giận quát. Lại là ngươi, đáng ghét, tại sao ngươi lại hay chống đối ta vậy? Lúc trước tại ma vực một mình ngươi đã giết không ít thủ hạ của ta, hôm nay ngươi lại xuất hiện ở đây, có phải ngươi cố ý muốn chống lại ta không? Thần bí nhân cất tiếng cười lạnh lẽo nói, đây là nhân gian, không phải là nơi để ngươi hoành hành. Cũng giống như lúc trước ta đến ma vực đã bị ngươi cản trở, ở đây cũng không hoan nghênh ngươi. Nếu ngươi muốn nghĩ ta cố ý chống lại ngươi thì ta cũng không để tâm. Bây giờ có ta ở đây, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi ra đi hay là ta ra tay? Ánh mắt Tam Tôn Chủ nhìn chằm chằm vào thần bí nhân thầm tính toán, hiển nhiên hắn rất khó xử với tình huống đang xảy ra này. Liếc nhìn Lãnh Tàn Khuyết thì thấy đã bị Viên Mộc ép đến không còn sức chống cự, Tam Tôn Chủ bất chợt tức giận trong lòng. Phân tích kỹ lưỡng tình hình thực tế trước mắt, Tam Tôn Chủ phẫn nộ, hứ, một tiếng đầy vẻ không cam tâm, mở miệng nói. Hôm nay để ngươi đắc ý một chút, để ta giải quyết tên kia xong ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hãy đợi đấy, nói xong hắn di động thân ảnh xuất hiện bên cạnh Viên Mộc, túm lấy Lãnh Tàn Khuyết rồi nhanh chóng biến mất. Nhìn thần bí nhân, Viên Mộc không nói gì chỉ là gật đầu nhẹ nhàng với ánh mắt đồng tình. Viên Mộc bước tới bên cạnh giếng và nhìn thấy Bách Linh đang chạy tới, hắn liền đưa ánh mắt đến chỗ Tâm Nhi. Nhìn thiếu nữ ấy lặng yên, Viên Mộc trầm ngâm không nói gì, chỉ thấy trong ánh mắt hắn ẩn ước sự tiếc thương vô cùng. Phía bên ngoài, Giới Thiện, Triển Ngọc, Vân Hoa tuy cơ thể khó cử động nhưng ánh mắt không ngừng hướng về phía Viên Mộc, lâu lâu lại nhìn Bạch Linh và thần bí nhân đang đứng đó. Cảm ơn ngươi, người lương thiện, kiếp này tuy sắp phải chết, nhưng ta và Lãnh Túc đều sẽ luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với người. Trước khi chết không có gì để cảm ơn, chỉ có chuỗi Ngọc Châu này là vật bình sinh ta rất yêu mến, xem như thể hiện tấm lòng của hai chúng ta, hy vọng ngươi không chê. Âm thanh rất nhỏ, thể hiện sức lực đã quá yếu ớt, nhưng những câu nói đầy sự cảm kích ấy khiến người khác khó có thể chối từ. Cố sức nắm lấy chuỗi Ngọc Châu ngũ quang thập sắc từ cổ tay, Tâm Nhi nhẹ nhàng đưa cho Viên Mộc nói khẽ. Đó là món quà quý nhất Lãnh Túc tặng cho ta, bây giờ chuyển tặng lại cho ngươi. Hy vọng khi ngươi sẽ đeo nó trên tay nó sẽ luôn bảo vệ ngươi, đem đến vận may cho ngươi. Kiếp này của ta đã đi hết cũng đến lúc nên ra đi rồi, Túc đang đợi ta nên ta sẽ đi bầu bạn với chàng. Kiếp này tuy tang thương nhiều hơn vui vẻ nhưng trong lòng ta lại có những hồi ức đẹp đẽ nhất, cho dù hồi ức đó rất ngắn ngủi nhưng hơn hẳn cả đời sống bình dị mà lại vô vị. Cho dù có chết ta cũng sẽ chết chung với Túc, đây cũng coi như là kết cục tốt nhất. Kiếp này có hồi ức hối hận, hồi ức là đẹp đẽ nhưng ngoảnh lại không thể không khiến người ta đau lòng. Nếu ai có hỏi di hận điều gì, thì đó là trước khi chết không thấy được tận mắt thân ảnh của ta và Túc trong Ánh Nguyệt Tình. Có lẽ tình cảm của ta và Túc đã không cần lấy gì để chứng minh, không phải sao? Viên Mộc nhẹ nhàng tiếp lấy sâu Ngọc Châu mà cũng không hề nhìn, nhưng trong lòng hắn rất rõ sâu Ngọc Châu này có 10 viên, màu sắc của mỗi viên đều khác nhau. Nhẹ nhàng đeo sâu Ngọc Châu vào tay phải, Viên Mộc nhìn Tâm Nhi nói có chút cảm thán. Tình yêu của hai người đủ làm cảm động cả thiên địa, nên không cần có bất cứ sự chứng minh nào. Lúc này tất cả mọi người, cây cối và hoa cỏ ở đây, cả thiên địa mênh mông đều có thể chứng giám cho tình yêu của hai người. Kiếp này tuy không được ở bên nhau đến già, nhưng ta tin kiếp sau hai người sẽ vĩnh viễn bên nhau. Nhìn Viên Mộc với ánh mắt cảm kích, Mục Quang Tâm Nhi nhìn lên trời thấy ánh trăng tròn, dưới ánh trăng lung linh tứ phía đều tĩnh lặng. Trước khi chết, hai hàng lệ châu của nàng mang theo tang thương ngọt bùi cả kiếp lướt qua khuôn mặt trắng lạnh rơi xuống Ánh Nguyệt Tình. Tâm Nhi nở nụ cười đầy nước mắt và thở một hơi dài, cơ thể nàng và đôi tay vô lực rơi dần xuống Ánh Nguyệt Tình. Nhìn người thiếu nữ si tình tuấn tiết đi theo người đàn ông mình đã hết lòng thương yêu, Viên Mộc, Bạch Linh, thần bí nhân đứng bên giếng trên mặt cùng biểu lộ tiếc thương. Giới Thiện và Văn Bất Danh mỗi người đều than nhẹ thầm tiếc cho đôi tình nhân ấy. Thiên nhược hữu tình thiên dịch lão trời mà có tình thì trời đã già, có lẽ ông trời không già bởi vì ông ấy vốn là vô tình. Vầng trăng vẫn yên lặng đứng giữa không trung tỏa ánh sáng xung quanh, vầng trăng hôm nay rất đặc biệt và rất sáng. Đang lúc mọi người vì chuyện Tâm Nhi cảm thấy tiếc thương thì trong Ánh Nguyệt Tình đột nhiên phát ra một đạo quang hoa chói chang, một trụ sáng tam sắc hướng lên không trung nối với vầng trăng tròn ở trên trời. Lúc này thiên địa xuất hiện kỳ ảnh, chỉ thấy trong quang trụ tam sắc rực rỡ hiện ra đôi nhân ảnh như mộng như ảo. Theo ánh sáng dần mạnh của quang hoa, đôi nhân ảnh cũng càng rõ nét, cuối cùng thân ảnh Lãnh Túc và Tâm Nhi dựa vào nhau xuất hiện trước mắt, Viên Mộc và mọi người đều ngẩng đầu cầu chúc họ hạnh phúc, đồng thời cảm thấy vô cùng vui mừng thay họ. Sau khi cường quang xuất hiện, dần dần quang hoa cũng nhạt đi. Nhìn quang trụ và đôi tình nhân từ từ biến mất, trong mắt Viên Mộc, Bạch Linh, thần bí nhân, Văn Bất Danh, Giới Thiện đều lộ ra niềm vui nhẹ nhẹ. Người hữu tình cuối cùng vẫn sẽ đến bên nhau, ai nói tang thiên vô tình vậy. Lúc quang trụ biến mất, thân ảnh Lãnh Túc và Tâm Nhi cũng tan biến theo, biến mất tại nhân gian này. Rồi sau khi tất cả quang hoa biến mất, miếng bia đá bên Ánh Nguyệt Tình hiện ra một hàng chữ sáng nhấp nháy xuất hiện trong mắt mọi người một cách rõ ràng. Ánh Nguyệt Tình, thiên cổ truyền thuyết, bách thế nan ngộ. Chi tình lệ, ánh nguyệt trụy, phương hồn bất tán, sinh tử tương tùy. Tình thiên viên nguyệt, hữu duyên chi nhân, kim thế tương hồi. Riêng ánh nguyệt, truyền thuyết thiên cổ, trăm đời khó gặp. Nước mắt si tình, ánh sáng mặt trăng tụ lại, hồn lạnh lẽo không trôi, sống chết có nhau. Tình như ánh trăng, người có duyên, kiếp này gặp lại nhau. Nhìn hàng chữ đó Viên Mộc thở nhẹ thốt, thì ra cái gọi là tình thiên viên nguyệt phải như thế mới khai mở được. Chi tình lệ, ánh nguyệt trụy, thật là tang thương mà mỹ lệ. Hắn cất tiếng than nhỏ một tiếng, Bạch Linh và thần bí nhân cũng đều không nói gì chỉ nhìn Ánh Nguyệt Tình trong yên lặng. Nhìn hai người một cái, Viên Mộc đi đến miệng giếng nhìn sâu xuống đáy giếng. Vừa nhìn xuống Viên Mộc cảm thấy kỳ lạ, giếng này rất sâu nhưng nhìn một cái là đã thấy. Nhưng trăng tròn trên nước giếng rất rõ và sáng trong như là trước mắt vậy, trông rất kỳ dị. Nước giếng lấp lánh quang mang tam sắc nhẹ nhẹ ánh lên trăng tròn, tạo cho con người ta một cảm giác là lạ. Nhìn vầng trăng tròn trong giếng ánh mắt Viên Mộc biến đổi, vì trên trăng tròn sáng trong lại xuất hiện một nhân ảnh rất rõ. Yên lặng nhìn đáy giếng ánh mắt Viên Mộc trông rất kỳ lạ, sắc mặt hắn trầm lặng hẳn, không ai đoán ra lúc này hắn đang nghĩ gì trong lòng. Ngước mặt nhìn đêm yên tĩnh, ánh mắt Viên Mộc mang theo một chút thần sắc yêu hòa hình như đang nhớ về chuyện xưa. Bên kia Bạch Linh thấy hắn thần sắc cổ quái, bất chợt hiếu kỳ đến gần miệng giếng cúi đầu nhìn vào trong. Nhìn chăm chú một lát, Bạch Linh ngước đầu nhìn Viên Mộc nói nhỏ. Đầu gỗ, huynh nhìn thấy gì vậy? Không trả lời cũng không nhìn Bạch Linh, Viên Mộc cứ như thế đứng yên lặng nhìn bầu trời đầy sao. Trong gió khuya, hắn như một pho tượng đá đang nghĩ về nơi xa xôi. Thần bí nhân nhìn Viên Mộc một cái, mặt hơi thoáng trầm tư rồi cũng cất bước đến bên miệng giếng nhìn xuống. Yên lặng nhìn xuống đáy Ánh Nguyệt Tình, sắc mặt thần bí nhân biến đổi không thôi, lâu sau mới ngước mặt nhìn Viên Mộc và xoay người bước đi. Vừa lúc thần bí nhân rời khỏi, trăng tròn trên trời rời về hướng đông, quang hoa tam sắc nhợt nhạt dưới đáy giếng tan biến trong yên lặng. Nhìn thần bí nhân ra đi, mắt Văn Bất Danh nhắm lại, trên mặt hắn lộ ra cảm xúc di hận. Thân ảnh di động đến bên cạnh Viên Mộc, Văn Bất Danh nhìn xuống đáy giếng nhưng hắn không nhìn thấy bất kỳ điều gì ở trong đó cả. Quay đầu nhìn Viên Mộc, Văn Bất Danh hỏi, các ngươi rốt cuộc có thấy gì không, tình thiên viên nguyệt trong truyền thuyết rốt cuộc có phải thật không? Viên Mộc thu hồi mục quang trầm lặng nhìn hắn một cái rồi xoay người bước ra ngoài không để ý tiếng kêu của Bạch Linh. Trong bóng đêm, thân ảnh nhẹ nhẹ của Viên Mộc dưới ánh trăng tròn mang theo một chút tang thương. Bạch Linh và Văn Bất Danh nhìn nhau đều cảm nhận được sự không ổn của Viên Mộc đang định đuổi theo, nhưng lúc này một âm thanh đã kéo thân ảnh Viên Mộc lại. Lục Vân, rốt cuộc ngươi đã thấy gì, tại sao lại im lặng không lên tiếng vậy? Dưới đất, Giới Thiện đang bị trọng thương mở miệng hỏi. Thân ảnh khẽ dừng lại, Viên Mộc không quay đầu cũng không nói năng chỉ đứng lặng yên một lúc lại tiếp tục bước ra ngoài. Đằng sau Văn Bất Danh hỏi với giọng kinh ngạc, Lục Vân, là hắn, sao mình lại không đoán ra, kỳ lạ, hắn tại sao lại như vậy? Cái gì Lục Vân? Văn Bất Danh ngươi nói, đầu gỗ, tên thật của hắn là Lục Vân phải không? Lục Vân này lai lịch thế nào nói ta nghe mau. Nắm lấy áo Văn Bất Danh, Bạch Linh hỏi với giọng nôn nóng. Thần sắc Văn Bất Danh có chút kỳ lạ, hắn nhìn Bạch Linh đang định mở miệng nhưng lúc này ngoài rừng truyền đến tiếng nói của thần bí nhân. Thất huyền vạn lý truyền tương tư, đoạn trường nhất khúc tố tâm huyền, u mộng đoạn giang nam. Tiếng thất huyền truyền nỗi nhớ ngàn dặm, một khúc não ruột nói lên nỗi lòng, mơ sầu đứt giang nam. Văn Bất Danh nhíu mày nói, câu này hình như chưa kết thúc, nhưng nghe sao mà tang thương quá. Bạch Linh bên cạnh kéo mạnh y phục của hắn thúc, người đuổi theo mau, đầu gỗ tự nhiên đi ra ngoài, nếu chậm là đuổi không kịp đâu. Lúc đó tìm không thấy người ta sẽ bắt người đền, dắt ta đuổi theo mau. Văn Bất Danh định thần lại vội dắt Bạch Linh đuổi sau Lục Vân. Lúc nghe nửa từ khúc ca từ của thần bí nhân, Viên Mộc có lẽ giờ nên gọi là Lục Vân trong lòng chớp động một ý nghĩ, chắc chắn chàng ý thức được điều gì đó. Chỉ thấy thân ảnh chàng lóe sáng, người đã xuất hiện ở trong rừng sâu đuổi theo hướng thần bí nhân nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị. Thần bí nhân không nói gì chỉ nhìn Lục Vân lạnh lùng đợi chàng mở miệng. Hai lần gặp ngươi cũng không nhắc đến tên mình, bây giờ để ta đoán. Tên ngươi có phải là Lưu Tinh? Lặng lẽ nhìn thần bí nhân, Lục Vân cẩn thận quan sát phản ứng của hắn. Thần bí nhân nghe thất hai từ Lưu Tinh sắc mặt liền thay đổi, cơ thể run lên. Nhìn Lục Vân ánh mắt người thần bí lộ ra một tia quang hoa lóe sáng, hắn lẳng lặng nói. Chắc chắn ngươi không biết cái tên này, trừ phi ngươi biết từ người khác. Mà ngươi biết đến cái tên này trên thế gian không còn mấy người, ngươi từ miệng ai mà biết vậy? Nhìn hắn thoáng chút cảm thông, Lục Vân nhẹ giọng, có một người từng nói với ta, Lưu Tinh và ta rất giống nhau, bây giờ gặp rồi ta mới phát hiện có lẽ chúng ta thật sự có mấy điểm tương đồng. Người đó là một cô gái, có lẽ ngươi biết tên cô ấy, đúng không? Nói xong, Lục Vân nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cảm thán. Có lẽ tình yêu tìm kiếm mấy trăm năm này cũng là thế gian chỉ có một, không đúng sao? Thần bí nhân Lưu Tinh dùng mình một cái, mạnh tay nắm lấy vai Lưu Vân hỏi với giọng kích động. Là Vũ Nhi phải không? Nhất định là cô ấy. Cô ấy khỏe không? Cô ấy ở đâu mau nói ta nghe. Ta đã tìm cô ấy hơn 200 năm rồi, tam gian thất giới hầu như đều đã đến, nhưng mà vẫn không có tin tức của cô ấy. Ngươi nhất định biết tung tích của cô ấy, nói ta nghe mau, nói ta nghe mau. Nhìn thần sắc kích động của thần bí nhân Lưu Tinh, Lục Vân nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Vẫn dĩ đoạn, khúc không truyền, nhân dĩ viễn, thanh mục huyết lệ hàm, trụy hồng diễm, hồn đã bay, bài hát tan vào hư không, người đã xa mất. Đôi mắt trong thanh hàm lệ máu, tụ lại nhuộm thành màu đỏ, Dạ Vũ kêu ta nói với ngươi rằng, hy vọng ngươi sẽ quên tất cả chuyện xưa vì rất nhiều chuyện đã thay đổi. Nhưng ta biết cả đời ngươi vĩnh viễn sẽ không quên được. Tuy miệng cô ấy nói không muốn gặp ngươi nhưng trong mắt cô ấy lúc nào cũng thấm đẫm nước mắt. Chỉ là lúc ngươi thấy cô ấy thì đừng đau lòng, bởi vì cô ấy bây giờ chỉ là vân bách chi thể. Có hồn không có xác, cơ thể run lên, Lưu Tinh lùi mấy bước trong miệng lẩm nhẩm lấy bốn chữ, vân bách chi thể. Đối với kẻ tu chân, cái mà gọi là vân bách chi thể đều hiểu rất rõ, kỳ thực là chỉ người đã chết chỉ còn lại linh hồn. Ngẩng đầu lặng lẽ nhìn trời âm thanh Lưu Tinh có chút yêu thương. Cô ấy bây giờ ở đâu? Tôi muốn đi tìm cô ấy. Khẽ nhìn Lưu Tinh, Lục Vân nói nhỏ. Phía tây dịch viên khoảng 300 dặm có một tòa hồng diệp lĩnh. Trong đó có rừng cây và có một cái giếng không ngàn năm, Dạ Vũ đang ở trong đó. Ta đã hạ một đạo phong ấn dưới đáy giếng để che giấu khí thức của cô ấy, ngươi phải tìm thật kỹ mới thấy. Với tu vi của ngươi chỉ cần vào trong giếng chắc có thể hóa giải phong ấn ấy dễ dàng. Hãy đi nhanh đi, cô ấy đã đợi ngươi hơn 100 năm trong đó rồi, ta cầu chúc hạnh phúc cho hai người. Nhìn Lục Vân, Lưu Tinh xúc động không nói nên lời cảm kích chỉ nhẹ giọng thốt một câu. Lục viện tụ, thiên lạ ly, tử hoa hiện, cửu chuyển minh. Lục viện tụ lại, thiên hạ có biến, ánh sáng tím xuất hiện, cửu chuyển uy phong, hy vọng ngươi có thể nhớ những câu này trong lòng, có thể sẽ có lợi cho ngươi. Rồi không một lời giải thích Lưu Tinh xoay người biến mất. Nhìn thân ảnh Lưu Tinh tan trong màn đêm, Lục Vân chỉ đứng lặng im ở đó suy đoán lời nói của Lưu Tinh. Là ám chỉ gì vậy? Lục viện tụ thì chàng hiểu nhưng thiên hạ ly cái gì? Tử hoa hiện, tử hoa ám chỉ cái gì? Cửu chuyển mang ý nghĩa gì đây? Lúc này cho dù có suy đoán chàng cũng không thể hiểu rõ. Khi Văn Bất Danh dắt theo Bạch Linh đuổi đến nơi, chỉ thấy một mình Lục Vân trầm tư ở đó. Bạch Linh vội bước lên nắm lấy tay Lục Vân, nói nghiêm nghị. Đầu gỗ, huynh sao vậy? Lúc nãy sao bỗng nhiên đã chạy đi nhanh như thế? Nhìn Bạch Linh, Lục Vân điềm nhiên nói. Không có gì, ta chỉ không muốn thấy những người bị thương nặng trong rừng thôi. Được rồi, nếu hai người đã ra tới nơi này thì chúng ta rời khỏi đây trước đi. Nói xong chàng cười nhẹ nhìn Bạch Linh một cái, nắm lấy ngọc thủ của nàng tiến về phía trước. Văn Bất Danh đi theo một bên, mở miệng hỏi. Viên Mộc, à không nên gọi ngươi là Lục Vân mới đúng. Tại sao ngươi lại ẩn giấu thân phận của mình vậy? Cười nhẹ nhẹ, Lục Vân trả lời. Không nói cho ngươi nghe được, đó là bí mật. có thể trong tương lai không xa ngươi tự nhiên sẽ hiểu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bây giờ ta không muốn nhắc đến chuyện này nữa, nếu không muốn nói tới chuyện này thì thôi, vậy, đầu gỗ, huynh mau nói muội biết trong Ánh Nguyệt Tình đã nhìn thấy gì. Bạch Linh nắm lấy tay Lục Vân bắt đầu dở giọng nũng nịu. Nhìn khuôn mặt ngọc ngà đẹp mê hồn lại thêm vài nét kiều mị, Lục Vân nhịn không được hít một hơi sâu cười đau khổ. Đại tiểu thư, bộ dạng cô trông không giống thục nữ một chút nào, thật là chuyện mất mặt đấy. Nở nụ cười quyến rũ, đôi mắt Bạch Linh lúng liếng. Việc đó có liên quan gì chứ, chỉ cần khiến huynh mở miệng thì thành công rồi. Nói người ta nghe đi, người ta muốn biết huynh rốt cuộc đã thấy nhân ảnh của ai. Đôi mắt to tròn long lanh, ẩn chứa đầy vẻ quyến rũ ngây ngất nhìn Lục Vân dò hỏi. Khẽ rời mục quang, Lục Vân cười trả lời lãnh đạm. Đó cũng là bí mật, tạm thời không thể nói nàng biết được. Sau này khi mọi thứ xảy ra, mới có thể nói cho nàng nghe. Nói xong nhìn xung quanh tứ phía rồi vòng tay ôm lấy cơ thể Bạch Linh bay thẳng lên trời, biến mất trong màn đêm. Tàng Thi Giang nằm ở vùng phụ cận sông Trường Giang, nhìn bề ngoài chỉ là một con suối hẹp xanh ngắt, tịnh không có thứ khí thế hào hùng như sông Trường Giang hay Hoàng Hà, lại không có vẻ tươi đẹp như Lệ Giang. Nơi đây có đặc điểm duy nhất là âm sâm quỷ dị và thường nghe thấy một vài thanh âm cổ quái. Vì nguyên nhân ánh sáng, nước sông vốn dĩ màu xanh ngắt, nhìn phía trên lại như bao phủ một lớp hắc vụ nhàn nhạt, gây cảm giác mấy phần bí hiểm. Trên vách đá dựng đứng, một khối cự thạch nhô ra ngoài không trung nằm nghiêng nghiêng cách mặt sông chừng 5 trượng. Trên cự thạch, 7 bóng người đang đứng, ánh mắt nhìn chăm chú mặt sông. Trong nhóm, người đứng đầu là trưởng giáo Bồ Đề Học Viện Pháp Quả Đại Sư, bên trái là Pháp Tính Đại Sư, bên phải là Pháp Giới Đại Sư. 4 người phía sau, ngoại trừ đệ tử kiệt xuất nhất bổn nhất, còn lại chính là 3 đại trưởng lão của Bồ Đề Học Viện Pháp Tương, Pháp Phổ, Pháp Tế. Lặng lẽ nhìn mặt sông, Pháp Tính Đại Sư nói. Hôm nay đã là lần thứ 3 ma khí tuôn ra điên cuồng, xem tình hình này cao thủ ma vực đã không kiềm chế được, chuẩn bị toàn lực phát động rồi. Trong thời gian gần đây, số lần chúng phát động tấn công càng lúc càng nhiều, thế công càng lúc càng mạnh, dường như chúng muốn gấp rút tiến vào nhân gian. Pháp Giới Đại Sư phía bên phải nói tiếp, xem chấn động của hàng ma sử vài ngày nay, thế công của ma vực ngày càng mạnh mẽ, có lẽ không bao lâu nữa hàng ma sử không thể áp chế được nữa. Khi đó chúng ta muốn dựa vào sức mạnh ngăn cản bọn chúng, chắc phải trả cái giá vô cùng nghiêm trọng. Tình hình rất nguy cấp, chúng ta nhất định phải nghĩ ra những biện pháp khác, nếu không đến lúc đó đã không còn kịp. Pháp Quả Đại Sư trầm mặc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mặt sông, ánh mắt thấp thoáng vẻ kỳ dị. Nhìn một hồi, Pháp Quả Đại Sư đột nhiên hỏi, bổn nhất, con thì sao? Đối với việc này có cách nhìn thế nào, nói ta nghe xem. Nhìn thân ảnh trưởng giáo, bổn nhất trầm giọng nói, thưa trưởng giáo, đệ tử thấy rằng mấy ngày nay tuy thế công của ma vực từng bước tăng cường, nhưng mục đích của chúng không phải ở nơi này. Đệ tử cho là với thực lực đã bộc lộ của ma vực, chúng hoàn toàn có khả năng chọc thủng áp chế của hàng ma sử, thoát ra ngoài một số cao thủ cấp độ ma tiên. Nhưng trước giờ nhiều lần như thế, chúng luôn quanh quẩn ở đáy sông, mỗi khi đến thời khắc quan trọng liền đột nhiên lui về. Nhìn bề ngoài chúng ta bức ép chúng quay trở lại, thực tế rất có khả năng đây là âm mưu của chúng. Đệ tử nhận thấy, chúng làm như thế có thể để thu hút toàn bộ sự chú ý của chúng ta, tiện cho chúng tiến hành âm mưu. Nhìn lại việc ma tiên xuất hiện lần đầu tiên trên Thái Huyền Sơn, chúng nhất định đã tìm được lối ra khác, ở đây bất quá là dấu hiệu giả tạo để che đậy tai mắt người khác mà thôi. Chương 114 ám lưu dũng động, quay đầu nhìn về phía bổn nhất, nhãn thần Pháp Quả Đại Sư lộ suốt một tia tán thưởng, nhẹ giọng. Những phán đoán của ngươi tuy chỉ là phỏng đoán nhưng thực sự lại thể hiện sự hiểu biết hơn người. Điểm mấu chốt trong lời nói của ngươi, ta đã đoán được rồi, có thể khẳng định là hoàn toàn chính xác, chỉ là bây giờ chúng ta nên hành động như ra sao. Bổn nhất, nếu cho ngươi làm chủ việc này, ngươi sẽ xử lý thế nào? Thoáng trầm tư, bổn nhất nghiêm túc nói, do sự việc có quan hệ tới sự an nguy của thiên hạ, đệ tử cho rằng điều quan trọng nhất là lấy đại cục làm đầu. Hiện tại chúng ta đối mặt với tình huống này, nếu nói là bỏ nơi này không phòng thủ kỹ càng, chỉ rằng sau này sẽ trở tay không kịp. Nếu để toàn bộ cao thủ của chúng ta ở lại đây cũng không phải là biện pháp hay. Tuy tạm thời chưa biết lối xuất nhập mới của ma vực ở nơi nào, nhưng chúng ta cũng phải tận lực thu thập tin tức từ mọi hướng, tận khả năng để tìm ra lối xuất nhập đó rồi cố gắng phong ấn nó lại. Còn như tại đây, chúng ta cũng phải học hỏi kế sách của đám ma vực cao thủ đó, thực hiện man thiên quá hải chi kế. Ngoài việc lưu lại một bộ phận cao thủ, những người còn lại tạm thời sẽ do môn hạ khác thay thế nhằm che mắt bọn chúng. Đồng thời chúng ta bí mật phái xuất các cao thủ đi đến những nơi khác nhau trong thiên hạ nhằm điều tra lối xuất nhập mới của ma vực. Hai bên cùng lúc tiến hành thì có thể hy vọng thành công, nhưng chúng ta phải sử dụng hợp lý nguồn nhân lực hữu hạn trong tay. Mục quang lướt qua tất cả mọi người, Pháp Quả Đại Sư hỏi. Mọi người thấy phương pháp của bổn nhất như thế nào, ai thấy có gì sai hay thiếu sót cứ tự nhiên đề xuất. Sự việc liên quan đến ma vực tuy hiện thời rất cấp bách, nhưng chúng ta vẫn có thể cường hành áp chế bọn chúng, giữ vững sự bình an cho bách tính trong thiên hạ. Để quá trình hành sự được cẩn mật, dĩ nhiên chúng ta phải tìm ra kế sách vẹn toàn nhằm đối phó với đợt hạo kiếp thiên địa này. Trầm mặc một lúc, Pháp Tính Đại Sư lên tiếng, suy luận của bổn nhất so với quan điểm của đệ tuy có bất đồng, nhưng cũng không thể phủ nhận đó là phương pháp khá hay. Trước mắt, với thực lực chúng ta tập trung ở đây, muốn cường hành áp chế thông đạo này đích xác thực lực có dư. Vì thế, việc phân chia một phần thực lực để truy tầm khắp nơi lối xuất nhập mới của ma vực khả dĩ thực hiện được, chỉ là khi tuyển chọn nhân lực cần phải thận trọng. Bên cạnh, Pháp Tể Đại Sư cũng góp lời. Hiện tại theo tin tức của đệ tử các nơi truyền về, nhân gian đã xuất hiện không ít sự kiện liên quan đến việc ma vật đả thương thường nhân. Giới Thiện cũng cung cấp một tin tức, tình thiên viên nguyệt trong truyền thuyết sẽ xuất hiện tại Ánh Nguyệt Tình. Để đề phòng ma vật làm thương hại đến đám thiếu niên đến xem, hắn ta đã tiến đến Ánh Nguyệt Tình. Theo suy nghĩ của đệ thì trong thời khắc này, hành tung của ma vật trong thiên hạ ẩn ẩn hiện, có lẽ chúng ta sẽ rất khó khăn để tìm ra thông đạo mới của bọn chúng. Pháp Quả Đại Sư nhẹ gật đầu tán thành, sự việc này tự nhiên không dễ dàng gì rồi, nhưng bất kể nói sao đi nữa, thay vì ngồi đây chờ chết, chúng ta phải cố gắng một phen, kết quả thế nào thì còn phải xem ý trời. Hiện tại nếu không ai phản đối thì chúng ta cứ theo phương án của bổn nhất mà hành sự. Thiết lập một nhóm người sẽ do bổn nhất dẫn đầu, 3 người Pháp Tính, Pháp Phổ, Pháp Tương đồng hành hỗ trợ, tuyển chọn thêm một vài cao thủ trong bổn viện để giúp sức, tốt nhất là phân ra là 4 hướng nhằm mở rộng phạm vi truy tìm. Hiện tại 3 vị sư đệ cùng bổn nhất có thể xuất phát, mọi việc ở đây giao cho bọn ta lo liệu. Sau khi tiến chân 4 người bổn nhất, Pháp Quả Đại Sư quay sang Pháp Giới phân phó. Đệ hãy quay về Bồ Đề Học Viện tuyển chọn ra những đệ tử tu vi thâm hậu hóa trang thành hình dạng 4 người bổn nhất, sau đó hãy lập tức đến đây, đệ nhanh đi. Dứt lời, Pháp Quả Đại Sư ngồi xuống tĩnh tọa, lăng không bay lên cao 3 xích rồi định thân ở đó một cách trang nghiêm. Ở bên cạnh, Pháp Tể nhìn xuống mặt nước, lặng lặng chú ý động tĩnh của ma vực. Khi Pháp Giới quay lại, chỉ thấy sau lưng ông ta nhóm 4 người bổn nhất cũng đồng thời quay lại. Dĩ nhiên cả 4 đều là người khác hóa trang thành. Đến bên cạnh Pháp Quả Đại Sư, thần sắc Pháp Giới khẽ biến đổi, nhẹ giọng. Trưởng giáo sư huynh, bổn viện có một vị khách tôn quý ghé thăm, hiện đang chờ đợi tại Bồ Đề Các, thỉnh sư huynh quay trở lại đó để tiếp đãi. Rồi thẳng chân, Pháp Quả Đại Sư nhanh chóng đứng dậy, mục quang chú thị nhìn qua Pháp Giới. Khẽ nhíu đôi mày, đại sư hỏi, người đó là ai, sao nhìn thần sắc của đệ có gì đó không hợp lý, chẳng lẽ thân phận của vị khách này có gì đặc biệt? Nhẹ gật đầu, Pháp Giới Đại Sư thấp giọng đáp, đệ không dám khẳng định, cũng không dám tin vào mắt mình. Người này có vẻ bên ngoài cực kỳ giống với Huyền Mộc sư thúc năm xưa, nhưng đệ thấy không hợp lý lắm nên không dám nhận bừa. Thử nghĩ Huyền Mộc sư thúc viên tịch đã lâu, làm sao có khả năng xuất hiện tại đây được. Thân thể lập tức chấn động, trên khuôn mặt Pháp Quả lộ suốt một thoáng trầm tư, toàn thân như đang chìm đắm trong bể trầm mặc. Khẽ thở dài, Pháp Quả Đại Sư lắc đầu nói, có vẻ như lời nói của sư phụ năm nào đã ứng nghiệm, có lẽ kiếp nạn này chúng ta không thể tránh khỏi rồi. Đệ hãy lo phòng thủ nơi này, để ta quay lại xem thử thế nào. Dứt lời, nhìn lướt qua mọi người, toàn thân Pháp Quả Đại Sư kim quang lóe sáng, nhân ảnh nhanh chóng biến mất. Sâu trong cánh rừng, một tòa biệt viện rộng lớn lặng lẽ vươn cao. Từ trên không nhìn xuống chỉ thấy biệt viện đó tứ phía vuông góc, bên ngoài lúc nào cũng lấp lánh ánh kim quang nhàn nhạt tạo thành một đạo quang cháo bao phủ cả biệt viện. Nhìn chung biệt viện này có 4 cánh cổng, trên cổng tránh diện có treo tấm bảng với 4 chữ lớn óng ánh kim sắc Bồ Đề Học Viện, lấp lánh những tia hào quang thần bí. Ánh kim quang khẽ lóe lên, thân ảnh Pháp Quả Đại Sư xuất hiện tại môn khẩu. Nhìn vào 4 chữ óng ánh kim sắc đó, nhãn thần Pháp Quả Đại Sư lộ suốt một tia quang mang kỳ dị rồi nhanh chóng động thân tiến vào bên trong. Đi xuyên qua thông đạo, Pháp Quả Đại Sư hướng về tòa tháp cao nơi trung tâm biệt viện mà tiến thẳng đến, rất nhanh sau đó đã hiện diện trước tòa tháp này Bồ Đề Các. Quan sát thân ảnh to lớn trong Bồ Đề Các, thần sắc Pháp Quả Đại Sư khẽ biến đổi, hiển nhiên thân ảnh này quá quen thuộc với ông ta. Tuy việc đã xảy ra nhiều năm, nhưng sâu trong thâm tâm ông vẫn luôn nhớ tới, thân ảnh của người này thật sự chẳng khác gì Huyền Mộc sư thúc năm nào, cao thủ kiệt xuất nhất Bồ Đề Học Viện Huyền Mộc Đại Sư. Sư phụ có lần đã từng nói Huyền Mộc sư thúc đã viên tịch phi thăng thành tiên rồi, tại sao đột nhiên quay lại? Pháp Quả hà, thế nào, cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của ta lắm sao? Vạn pháp vô tương, nhất thiết hư vô, xem ra tu vi của ngươi không có tiến bộ lắm. Dứt lời, thân ảnh cao lớn khẽ xoay người lại, mỉm cười quan sát Pháp Quả Đại Sư. Quan sát vị sư thúc khoảng 40 tuổi vẫn bộ dạng uy mãnh như ngày nào, Pháp Quả Đại Sư đáp không tự chủ. Pháp quả bái kiến sư thúc, không ngờ phong thái sư thúc vẫn không một chút thay đổi so với 200 năm trước, thực sự khiến đệ tử vô cùng kinh ngạc. Sư thúc đến đây, không biết có việc gì sai khiến. Mục quang lướt qua tứ phía, Huyền Mộc Đại Sư điềm nhiên nói. Đã nhiều năm qua rồi nhưng nơi này không một chút biến đổi, thực sự vẫn như xưa. Ta đến đây trước tiên là ghé thăm mọi người, thuận tiện cũng có việc muốn nói với ngươi. Sự tình này có liên hệ đến cả thiên hạ, vì thế bất đắc dĩ ta phải tự thân đến đây. Thần sắc pháp quả khẽ biến đổi, nhãn thần phát xuất một tia hoài nghi tựa hồ đã minh bạch mục đích của Huyền Mộc Đại Sư. Yên lặng nhìn sang Huyền Mộc, Pháp Quả Đại Sư dò hỏi. Có phải sư thúc vì trận hạo kiếp của nhân gian mà đến đây? Không biết sư thúc đến từ nơi nào và định đi đâu vậy? Khẽ điểm một nụ cười, Huyền Mộc Đại Sư trả lời. Nói ngươi cố chấp ngươi còn không thừa nhận, ta đến từ đâu, việc này có trọng yếu lắm không? Dù ta đến từ đâu và ta định đi đâu, có quan hệ đến ngươi sao? Điều mà ngươi phải quan tâm là mục đích lần này của ta, chỉ có vậy thôi. Bất quá nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói, ta đến từ Vân Chi Pháp Giới. Ta đến đây là vì trận hạo kiếp của nhân gian hiện tại đang diễn ra, các môn phái chính đạo trong thiên hạ cần phải liên hợp với nhau, cùng đồng tâm hiệp lực chống lại, may ra có thể bước qua cơn nguy kịch này. Sư thúc có việc gì cứ dạy bảo, Pháp Quả xin rửa tai lắng nghe. Nhìn qua Huyền Mộc Đại Sư, Pháp Quả không hỏi nhiều nữa, chỉ yên lặng lắng nghe những gì ông ta nói. Gật đầu với vẻ hài lòng, Huyền Mộc Đại Sư mỉm cười. Lúc này vì sự an nguy của nhân gian, Cửu Thiên Hư Vô Giới và Vân Chi Pháp Giới cùng nhau liên thủ, đồng thời lộ diện liên hợp các môn phái tu chân lớn trong nhân gian lại cùng lập thành Lục Viện Liên Minh và Tam Phái Liên Minh. Điều họ muốn là trước khi ngày Thái Âm Tế Nhật đến, sẽ liên kết các cao thủ chánh đạo ở nhân gian giới lại với nhau hình thành một lực lượng cường đại nhằm ứng phó với trường hạo kiếp này. Vì khi Thái Âm Tế Nhật xuất hiện, vực chi tam giới sẽ lại xuất hiện tại nhân gian một lần nữa, khiến cho cả nhân gian giới cùng toàn bộ thiên chi tam giới đều bị ảnh hưởng. Để tận lực giảm thiểu sự nguy hại của trường hạo kiếp này, lục viện chân tu phải liên hợp lại với nhau, ta đến đây cũng là vì vấn đề này. Sau một lúc trầm mặc, Pháp Quả Đại Sư nói, theo ý sư thúc thì chúng ta phải tiến hành như thế nào? Nhìn qua Pháp Quả, nhãn thần Huyền Mộc lộ suốt một tia kinh dị, lúc này Pháp Quả bỗng nhiên biến thành cao thâm mặc chắc khôn lường, khiến cho người khác không thể nhìn thấu. Huyền Mộc Đại Sư nhẹ nhàng nói, sự việc này đã có kế hoạch thương nghị thấu đáo, ta đến chỉ là để báo cho ngươi biết, trong Lục Viện Liên Minh lần này Thiên Kiếm Viện sẽ làm chủ, người làm minh chủ đã được chọn lựa sẵn rồi. Người này là ai, sau này ngươi sẽ được biết, ngươi chỉ cần toàn lực phối hợp, cùng nhau tiến hành thật tốt. Trong số những viện khác thì Đạo Viện và Phụng Hoàng Thư Viện cũng đã biết rồi, chỉ còn lại Nho Viện và Dịch Viện thôi. Việc thành lập liên minh này phải được tiến hành càng nhanh càng tốt vì ngày Thái Âm Tế Nhật càng lúc càng tới gần rồi. Thời gian cụ thể sau này Thiên Kiếm Viện tự khắc sẽ phái người đến để thông chi cho ngươi hay, tới lúc đó ngươi chỉ cần tán đồng là được. Hiện tại ngươi còn gì hỏi ta nữa không? Tiến tới một vài bước, Pháp Quả quan sát Huyền Mộc Đại Sư rồi trầm giọng hỏi. Nếu việc này do sư thúc đứng ra, đệ tử tự nhiên không một chút phản đối. Chỉ là đệ tử có một điểm muốn hỏi sư thúc rõ ràng, đó là người chủ sự, người đó xuất xứ từ đâu, là Cửu Thiên Hư Vô Giới hay Vân Chi Pháp Giới? Ngoài Lục Viện, trong liên minh còn có những môn phái thiên hạ chánh đạo nào? Việc này ta đã nói rồi, Cửu Thiên Hư Vô Giới cùng với Vân Chi Pháp Giới sẽ liên thủ. Chủ sự tạm thời sẽ do người của Hư Vô Giới đảm nhận, cụ thể là ai sau này ngươi sẽ biết, hiện tại ta không thể cho ngươi hay được. Còn những môn phái tham gia liên minh, ta có thể nói cho ngươi biết là toàn bộ tu chân giới với hầu hết các cao thủ chánh đạo, tất cả đều là đối tượng để mời gia nhập liên minh, bao gồm cả Tiên Kiếm Môn, Vạn Phật Tông và Vô Vi Đạo trong ngũ phái. Ba phái này sẽ liên kết thành Tam Phái Liên Minh đi theo bên cạnh và hỗ trợ Lục Viện Liên Minh. Khẽ gật đầu, Pháp Quả Đại Sư có phần trầm trọng nói. Có vẻ như sự tình vô cùng nghiêm trọng, nếu không làm sao có thể liên can đến toàn bộ giới tu chân trong thiên hạ. Đích xác là vô cùng nghiêm trọng, nếu không Hư Vô Giới đã không ra mặt để xen vào sự tình ở nhân gian. Tốt rồi, sự tình này ngươi đã minh bạch, tới lúc ta phải đi rồi, khi Lục Viện Liên Minh thành lập, chúng ta sẽ tái ngộ. Dứt lời, toàn thân Huyền Mộc kim quang lóe sáng, hóa thành một đạo Phật ấn từ to lớn biến thành nhỏ dần, cuối cùng biến mất một cách thần kỳ trong không trung. Quay sang nhìn tòa Bồ Đề Các vắng lặng, Pháp Quả Đại Sư thở dài. Ai, có lẽ lời tiên đoán hàng ngàn năm trước đã thực sự xuất hiện. Hư vô xuất, yêu ma hiện, thái âm nhật, thất giới loạn. Có lẽ không thể tránh khỏi trường hạo kiếp này rồi. Tránh khỏi, là tránh khỏi cái gì? Tiếc là ông ta lại không nói ra. Lúc này tại Thiên Kiếm Viện Thái Huyền Sơn, khi Kiếm Vô Trần và Liễu Tinh Hồn quay trở về, Lý Trường Xuân tức khắc phái người lệnh cho hai người nhanh chóng đến Thiên Huyền Động, hỏi han tường tận mọi thứ trong chuyến đi vào quỷ vực vừa rồi. Sau khi nghe Kiếm Vô Trần thuật lại, Lý Trường Xuân trầm thanh nói. Mặc dù Gia Hào đã hy sinh, nhưng các người có thể mang được phong hồn phù trở về nhân gian, âu đó cũng là cái chết có giá trị. Đối với hậu sự của Gia Hào, chúng ta nhất thiết phải tổ chức một cách long trọng, bởi vì sự hy sinh của y là để mang lại hòa bình cho nhân gian. Hơn nữa ta cũng có một việc muốn nói với các ngươi, đó là việc về Lục Viện Liên Minh. Có lẽ sự tình này các ngươi đã phong phanh nghe nói đến, phải không? Gật đầu, Liễu Tinh Hồn thắc mắc, sự việc này trên đường về đệ đã nghe nói đến, thực sự là chuyện gì, tại sao lại có thể đột nhiên xảy ra không một dấu hiệu gì hết vậy? Đứng bên cạnh Liễu Tinh Hồn, nhãn thần Kiếm Vô Trần nhìn Lý Trường Xuân, thần sắc nghi vấn. Khẽ điểm một nụ cười, Lý Trường Xuân đắc ý trả lời. Có một vài việc đột ngột phát sinh không lâu trước đây, Phong Lôi Chân Quân tiền bối bên đạo viện đã đích thân nói với ta. Người nói rằng hạo kiếp ở nhân gian hiện tại đã xuất hiện, để ứng phó với trường hạo kiếp này, Lục Viện phải thiết lập liên minh cùng nhau chống cự, vì thế yêu cầu Thiên Kiếm Viện chúng ta ra mặt, liên hợp với ngũ viện còn lại thiết lập Lục Viện Liên Minh. Hiện tại đạo viện, Bồ Đề Học Viện, Phượng Hoàng Thư Viện tất cả đều được người ra mặt giải quyết hết, chỉ còn lại Dịch Viện và Nho Viện thôi. Phong Lôi Chân Quân, không phải theo truyền thuyết người đã phi thăng cách đây hơn 200 năm rồi sao, tại sao lại xuất hiện ở Thiên Kiếm Viện chúng ta nhỉ? Khuôn mặt lộ vẻ vô cùng ngạc nhiên, Liễu Tinh Hồn không dám tin tưởng vào điều đó nên buộc miệng đặt câu hỏi. Bên cạnh, Kiếm Vô Trần cũng cất tiếng. Dịch Viện cùng Nho Viện có quan hệ rất tốt với nhau, bây giờ chỉ còn lại hai viện này, e rằng khó xử đấy. Hơn nữa sau khi Lục Viện Liên Minh thành lập, người nào của viện nào sẽ đảm nhận chức minh chủ? Có lẽ đó mới chính là vấn đề thiết yếu. Điềm nhiên nở tiếp một nụ cười, Lý Trường Xuân nói. Phong Lôi Chân Quân đích thực đã phi thăng thành tiên, lần này người đến là từ Vân Chi Pháp Giới. Về vấn đề ai làm minh chủ, các người không cần suy nghĩ, minh chủ đã được xác định trước rồi, còn cụ thể là ai thì tạm thời ta không dám khẳng định, nhưng ta cũng có thể báo cho các người một tin vui, đó là người của Thiên Kiếm Viện chúng ta. Còn việc của Dịch Viện và Nho Viện, đến khi mọi người đều đồng ý, chẳng lẽ họ có thể không đáp ứng hay sao? Nhãn thần cổ quái quan sát Lý Trường Xuân, Liễu Tinh Hồn di khai mục quang, thấp giọng chúc mừng. Cung hỉ sư huynh, Thiên Kiếm Viện chúng ta rốt cuộc vẫn là Lục Viện chí tôn, ha ha ha. Mỉm cười đắc ý, Lý Trường Xuân tiếp, miễn là chúng ta đồng tâm hiệp lực, ta tin chắc rằng Thiên Kiếm Viện chúng ta sẽ ngày càng phát dương quang đại, có thể trở thành tu chân đệ nhất môn phái. Bây giờ các ngươi về rồi, ta chuẩn bị bắt đầu hành động, lập tức liên lạc với Dịch, Nho lưỡng viện, sớm hoàn thành việc liên minh Lục Viện. Hiện tại Vô Trần tạm thời không được xuất động, cố gắng tăng cường tu luyện tại Thiên Huyền Động nhằm vượt qua Lục Vân. Để khi chúng ta trở thành Lục Viện Liên Minh chi thủ, lúc đó không ai dám nói lời dị nghị. Còn Tinh Hồn sư đệ, ta đang định giao cho đệ giải quyết việc liên lạc với hai viện còn lại, đệ xem thế nào, có thể hoàn thành không? Nghe những lời này, hai người Liễu Tinh Hồn cùng Kiếm Vô Trần có những biểu tình khác nhau. Chỉ thấy nhãn thần Kiếm Vô Trần lóe lên một tia quang mang kỳ dị, âm thầm phát thệ với lòng mình nhất định phải chấp lấy cơ hội này tu luyện tốt Tử Hoa Thôn Nhật Tâm Quyết cùng phương pháp thi triển Huyết Hà Đồ, trong thời gian ngắn vượt qua Lục Vân. Sau khi tu luyện thành công, nhất quyết cùng Lục Vân một lần nữa tranh phân cao hạ, lấy lại tất cả vinh quang đã mất trước đây. Nhưng ở bên cạnh, sắc mặt Liễu Tinh Hồn có gì đó hơi khó coi, thần tình có phần lúng túng. Trong tâm lý hiển nhiên minh bạch, nếu tự bản thân quay trở lại Dịch Viện cùng Nho Viện, vì những sự việc xảy ra ở Quỷ Vực, lưỡng viện tuyệt đối không hoan hỉ, làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn qua Lý Trường Xuân, Liễu Tinh Hồn nói với thần sắc ngập ngừng. Sư huynh, đệ nghĩ việc này huynh hãy giao cho người khác xử lý giúp đệ. Lần này thu hồi phong hồn phù, tất cả Nho Viện và Dịch Viện đều hiểu lầm đệ, nếu việc này do tự tay đệ thực hiện, có lẽ một phần thành công cũng không có. Tốt hơn hết đệ không nên xuất hiện, huynh nghĩ có đúng không? Lý Trường Xuân nghe những lời đó của Liễu Tinh Hồn, không muốn ép buộc sư đệ mình, đổi giọng. Nếu vậy, việc này cứ giao cho Vô Hối sư đệ giải quyết. Ngày mai ta cùng Vô Hối lên đường tiến đến Nho Viện và Dịch Viện, tiện thể thăm dò phản ứng của Nho, Dịch lưỡng viện luôn. Tin rằng trong lòng họ tuy không tán đồng, nhưng tứ viện chúng ta trước giờ đồng ý thì tới lúc đó họ không tán thành cũng không được. Mọi việc đã an bài xong, đệ đi đường đã mệt mỏi nhiều rồi, cũng nên sớm nghỉ ngơi đi, khi nào có việc ta sẽ cho người gọi đệ. Kiếm Vô Trần cùng Liễu Tinh Hồn khe khẽ gật đầu, đồng thời chuyển thân rời khỏi. Nhìn hai người khuất dần trong tầm mắt, Lý Trường Xuân xoay người nhìn lại Thiên Huyền Động một lần nữa, khóe miệng khẽ nở một nụ cười, đứng nhìn tĩnh lặng. Trong hang động tĩnh mịch, đột nhiên một đạo nhân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trước mắt Lý Trường Xuân, định thần nhìn lại, bất ngờ lại là Vô Tâm. Mỉm cười nhìn Vô Tâm, Lý Trường Xuân hỏi, thế nào rồi, tầng cuối cùng của ám ảnh lưu quang pháp quyết con đã luyện tập tới đâu, bao lâu nữa thì có thể hoàn thành? hy vọng nữa con có thể luyện thành trong 3 tháng, vì khi đó ta sẽ trở thành Lục Viện Liên Minh chi thủ, cần con giúp ta giải quyết một vài việc bí mật. Yên lặng nhìn vào Lý Trường Xuân, nhãn thần Vô Tâm có chút cổ quái. Miễn là không có việc ngoài ý muốn xảy ra, trong vòng 2 tháng nữa con có thể tu luyện xong tầng cuối cùng. Lần này người kêu con đến đây là muốn hỏi chuyện này sao? Khẽ lắc đầu, Lý Trường Xuân nói, về việc tu luyện của con, ta chỉ tùy ý hỏi vậy thôi. Còn việc ta giao phó cho con, đó là hy vọng con lưu tâm đến động tĩnh của Liễu Tinh Hồn giúp ta, coi hắn có phải có dị tâm không, nếu là thật thì tìm cơ hội giải quyết việc này đi. Hơn nữa, con phải thường xuyên tuần tra hậu sơn, cố gắng tìm ra Huyền Thiên Thần Kiếm đứng thứ 3 trong thần binh phổ thượng vị bài danh, theo như truyền thuyết thì nó tọa hạ trên Thái Huyền Sơn. Nếu có thể tìm thấy, tương lai có thể sẽ giúp đỡ con rất nhiều đó. Lãnh đạm nhìn Lý Trường Xuân, Vô Tâm nhẹ gật đầu. Nếu không có chuyện gì khác, con xin phép rút lui. Nhìn thấy thần tình lãnh đạm của Vô Tâm, Lý Trường Xuân khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng nói. Mỗi lần ta và con gặp nhau, con luôn lạnh nhạt với ta như vậy. Nếu được thấy con mỉm cười với ta, điều đó sẽ khiến cho ta cao hứng vô cùng. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đó là được nhìn thấy nụ cười của con, chẳng lẽ việc ấy đối với con khó khăn lắm sao? Một tia thương cảm lặng lẽ xuất hiện trên mặt Lý Trường Xuân, làm cho khuôn mặt ông ta như già đi mấy tuổi. Không nói một lời nào, Vô Tâm chỉ nhìn lướt qua ông ta một cách hờ hững rồi chuyển thân quay đi, lập tức một đạo ám quang lóe lên, thân ảnh hắn ta cũng nhanh chóng biến mất. Phía trong sơn động, vẻ tĩnh mịch lại được khôi phục như cũ, chỉ thấy tại nơi đó Lý Trường Xuân vẫn đang đứng nhìn một cách ngây dại. Không gian tĩnh mịch, một tiếng thở dài thoáng qua chất chứa vài phần thất vọng, vài phần chán trường, khe khẽ vang vọng trong khoảng không sơn động. Khi tiếng thở dài tiêu thất, thân ảnh Lý Trường Xuân xuất hiện tại động khẩu, mang theo một tia nhìn lạnh lùng, lẳng lặng rời khỏi. Rốt cuộc giữa Lý Trường Xuân và Vô Tâm ẩn giấu điều gì? Tại sao ông ta lại có thần sắc hổ thẹn như vậy khi đối diện với Vô Tâm? Nhưng sao Vô Tâm lại lạnh nhạt với ông ta như vậy? Chương 115 Vô Nại Đoá Tị. Trên một ngọn núi nhỏ vô danh đột nhiên hạ xuống 3 đạo nhân ảnh. Nhìn kỹ 3 người này chính là Lục Vân, Bách Linh cùng Văn Bất Danh. Đảo mắt ngắm cảnh sắc xung quanh, Lục Vân rời tay khỏi Bách Linh, một mình tìm tảng đá ngồi xuống lặng lẽ nhìn về phía tây. Bên cạnh, Bách Linh sau khi hết nhìn về hướng đông trông về hướng tây liền chạy đến bên cạnh Văn Bất Danh, kéo áo hắn truy hỏi. Lúc trước ngươi vẫn chưa nói ta hay những sự tích về Lục Vân. Hiện giờ nhân lúc rảnh rỗi ngươi nói mau đi, ta muốn biết vì sao khi ngươi nghe đến tên của huynh ấy lại giật mình như thế. Nhìn Lục Vân thấy chàng không có động tính, Văn Bất Danh hạ giọng trả lời Bách Linh. Việc này cô nương hãy đi hỏi hắn sẽ tốt hơn, những việc của hắn ta cũng chỉ nghe nói nên hiểu biết không được đầy đủ. Vì thế ta nói không chính xác, cô nên tìm đến hắn ta nhé. Nói xong kéo tay Bách Linh ra lùi lại vài bước, ánh mắt rời khỏi Lục Vân. Nhãn châu Bách Linh đảo lộn nhanh chóng, cái miệng nhỏ nhắn trề môi nhìn chằm chằm vào Văn Bất Danh. Đột nhiên Bách Linh nhoẻn miệng cười, nhảy đến bên người Văn Bất Danh, kéo áo hắn hạ giọng nói. Chúng ta sang bên kia nói chuyện, nói nhỏ một chút huynh ấy không nghe được đâu. Sắc mặt sững sờ, Văn Bất Danh cười khổ nói. Đại tiểu thư ơi, cô suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Với tu vi của hắn đừng nói đi xa một chút, dù cô đi xa 3 dặm nói nho nhỏ hắn cũng có thể nghe thấy. Hiểu chưa, điều này chỉ vô dụng thôi, cô nên trực tiếp tìm đến hắn thi triển mỹ nhân kế của cô, nhất định thành công ngay. Mau đi đi, tôi chúc cô mã đáo thành công trước. Nói xong, hắn vội né sang một bên muốn tránh ra xa Bách Linh. Nở nụ cười tinh quái, Bách Linh giữ chặt áo hắn không buông, trừng mắt nói. Ngươi cho ta là con ngốc sao? Nếu ta có thể từ huynh ấy hỏi ra được vậy còn tìm ngươi làm gì hả? Trên đường ta đã hỏi 99 lần rồi, hỏi nữa là lần thứ 100. Mặc kệ, ngươi phải nói cho ta hay, nếu không ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã gặp ta. Nói xong nhìn Văn Bất Danh cười, thần tình thập phần cổ quái, tựa hồ ẩn tàng nguy hiểm không nhìn thấy được. Vẻ mặt đau khổ, Văn Bất Danh nói. Đại tiểu thư ơi, hiện tại ta đã hối hận vì gặp phải cô rồi. Cô hãy buông tha cho ta. Ta bất quá chỉ là lão đầu tử không thích hợp để nô đùa, cô nên tìm Lục Vân mà đùa giỡn nhé. Hắn nhân phẩm tốt tu vi lại cao, sánh đôi với cô đúng là một đôi trời đất tạo nên, khi đó hai người tiếu ngạo thiên hạ, khoái ý thần châu sẽ được nhiều người hâm mộ à. Bách Linh nghe vậy, trên gương mặt lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ cảm thấy cao hứng đối với câu, một đôi trời đất tạo nên. Nhìn Văn Bất Danh có phần đáng thương, Bách Linh ra vẻ hào phóng nói. Được rồi, thấy ngươi có vẻ thành thực lại thêm là một lão đầu. Ta cũng phá lệ thi ân. Ngươi chỉ cần kể lại kỹ càng những điều ngươi biết liên quan đến Lục Vân cho ta hay, ta sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Thế nào, bổn đại tiểu thư đã dễ chịu lắm rồi, ngươi còn không mau tạ ơn. Ban đầu Văn Bất Danh nghe lời Bách Linh nói trong lòng vui sướng, nghĩ rằng cuối cùng cũng thoát được tiểu ma nữ khó đối phó này. Nhưng hắn chưa kịp biểu lộ ra, câu nói tiếp theo của Bách Linh giống như gáo nước lạnh đổ lên đầu. Ngơ ngác nhìn bộ dạng nghiêm trang của Bách Linh với vẻ mặt ban phát cho mình ân huệ lớn như trời, Văn Bất Danh thật không biết nên cười hay khóc. Nhìn lướt qua Lục Vân, Văn Bất Danh đột nhiên nhận thấy hắn có chút đáng thương. Một thiếu nữ cả ngày ồn ào không ngớt đi theo bên mình, có lẽ từ nay về sau cuộc sống của Lục Vân sẽ không dễ chịu lắm. Thu hồi mục quang, thấy Bách Linh đang lườm mình, Văn Bất Danh vội cười nói. Ta sợ cô rồi, được chưa đại tiểu thư của ta? Cô đã muốn biết chuyện của Lục Vân, vậy chúng ta đến bên kia nói một chút về hắn. Nói xong kéo Bách Linh đến bên cạnh, hạ giọng kể về một số tin đồn trong tu chân giới có liên quan đến Lục Vân. Không chú ý đến hai người, Lục Vân sau một lúc ngóng về phương xa, ánh mắt tiện thể nhìn qua chuỗi ngọc châu trên tay trái. Nhìn các viên ngọc lớn nhỏ như nhau chỉ có màu sắc bất đồng, Lục Vân bất giác nghĩ về buổi tối hôm qua, về Lãnh Túc đã chết và nữ tử tên là Tâm Nhi. Nhẹ nhàng vuốt ve ngọc châu trên tay, Lục Vân chìm sâu trong suy tư, đột nhiên ánh mắt chàng biến đổi, mục quang nhìn chăm chú vào ngọc châu trên cổ tay, trong mắt có chút kỳ dị thoáng qua. Hồi tưởng lại cảm giác ngắn ngủi ban nãy, trong lòng Lục Vân có phần kỳ quái. Không rõ vì sao khi nãy vuốt ve ngọc châu, trong lòng đột nhiên có cảm giác như đang sờ vào một vật bản thân rất quen thuộc, tựa một tiếng kêu gọi của tâm linh thoáng qua tim chàng trong một sát na ngắn ngủi. Ý nghĩ vừa động, ý niệm thần ba như thấu hiểu tâm tư Lục Vân lập tức bắt đầu phân tích tìm hiểu chuỗi ngọc châu. Theo sự thâm nhập tìm hiểu ý niệm thần ba, Lục Vân phát giác rất nhanh điều cổ quái của chuỗi ngọc. 10 viên ngọc châu màu sắc bất đồng này đều là loại ngọc thượng đẳng, trong số đó có một viên ngọc màu xám cho lại ẩn tàng một cỗ khí tức cực kỳ quái dị. Lặng lẽ nhìn ngọc châu, sắc mặt Lục Vân hơi trầm xuống suy nghĩ về việc này. Nhìn trời cao, Lục Vân than khẽ, nỗi yêu thương nhàn nhạt theo gió phiêu lãng trên đỉnh núi. Trong lúc Lục Vân im lặng ngắm nhìn bầu trời, Bách Linh lại chạy đến bên cạnh kéo tay áo chàng, nở nụ cười yêu kiều nói. Thì ra huynh lợi hại đến vậy à, thật tốt quá. Từ nay muội quyết định đi theo huynh, có Lục Viện môn hạ đệ nhất cao thủ bảo hộ vừa an toàn vừa uy phong, thật quá sung sướng. Nhìn điệu bộ đắc ý của Bách Linh, Lục Vân hơi lắc đầu nói. Ta bất quá chỉ là một đệ tử của Dịch Viên mà thôi, tịnh không phải Lục Viện môn hạ đệ nhất cao thủ gì đó. Đi theo ta chỉ có đủ loại phiền toái, không được phong quang đắc ý gì cả, cô mau về nhà đi, nơi này không thích hợp với cô đâu. Nhìn thần sắc có chút uể oải của Lục Vân, Bách Linh nhăn chiếc mũi xinh đẹp hừ khẽ. Không ngờ Lục Viện môn hạ đệ nhất cao thủ lại có bộ dạng gục đầu ủ rũ, thật là xấu mặt. Bộ dạng này của huynh không chỉ làm mất thể diện Lục Viện còn làm mất mặt chính bản thân mình. Nếu như người khác biết huynh chính là Lục Viện môn hạ đệ nhất cao thủ Lục Vân, nhất định chỉ vào mũi huynh mà mắng thứ không có tiền đồ. Trời đất bao la, một người như huynh lẽ nào vẫn còn sợ điều gì sao? Trở thành loại người như thế chỉ có thể cúi đầu trước số phận, vậy sống để làm gì? Nhìn muội cái gì, muội há sợ huynh sao? Lục Vân nghĩ đến những lời Bách Linh nói, thầm nghĩ hay bản thân thực sự đã cúi đầu trước số phận. Tuy thế, những chuyện này đều không phải là mong muốn của chàng, bất quá chàng bây giờ khiến người khác có cảm giác như vậy. Bình thản nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ, ngọc nhan thế gian khó tìm của Bách Linh, sâu trong nội tâm của Lục Vân bắt đầu dâng trào một cỗ khí thế bất phục thiên địa. Thời gian trôi thật mau, trong nháy mắt cỗ đại khí hào hùng bạo phát từ thân Lục Vân lập tức tràn ngập trong chu vi 3 dặm. Thấy quanh thân Lục Vân lóe sáng ngũ thải quang hoa, Bách Linh tỏ vẻ hâm mộ nói. Đẹp quá, ngũ sắc rực rỡ quá tuyệt vời, thật xứng đáng là Lục Viện đệ nhất, kỳ lạ ghê, so với người khác á, à không, phải nói là rất lợi hại. Ha ha, như vậy mới đúng là phong thái Lục Viện môn hạ đệ nhất cao thủ, khiến người khác vừa nhìn thấy đã biết bất phàm. Bách Linh vừa nói vừa mỉm cười đánh giá Lục Vân, gương mặt hiện lên vẻ vui sướng. Cách đó 2 trượng, ánh mắt Văn Bất Danh nhìn Lục Vân thoáng hiện vẻ kinh hãi. Tu luyện nhiều năm, hắn chưa từng thấy qua người nào quanh thân phát ra ngũ thái quang hoa như vậy. Đối với người tu chân, tài nghệ chú trọng ở chỗ tinh chứ không phải nhiều, tu luyện đồng thời nhiều loại pháp quyết là điều đại kỵ của việc tu chân. Nhưng bây giờ hắn lại cảm nhận rất rõ ràng có khí tức của mấy loại pháp quyết khác nhau trên thân Lục Vân. Điều này không khiến hắn vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ sao được. Nở nụ cười ngạo nghễ, Lục Vân nhìn Bách Linh dịu dàng nói. Không ngờ cô ngoài tính tình điêu ngoa còn biết không ít chuyện. Tuy bị cô mắng cho một trận nhưng ta cần phải cảm tạ cô. Tung hoành thiên hạ chính là được làm mọi việc theo ý mình, cả đời này ta không khuất phục trước bất kỳ ai. Chờ xem, một ngày nào đó ta sẽ ngạo thị thiên hạ, tung hoành thất giới. Nói đến câu cuối cùng, cả người Lục Vân toát ra hào khí can vân, khí thế như hồng hoang. Tốt, muội sẽ chờ để nhìn thấy huynh ngạo thị thiên hạ, tung hoành thất giới. dù sao muội cũng quyết định đi theo huynh, thời gian còn nhiều mà. Nói xong nở một nụ cười trông thật khả ái khiến Lục Vân nhìn mà thầm hô không hay. Khí thế vừa thu lại, Lục Vân lập tức khôi phục nguyên dạng, vẻ như không biết nên khóc hay cười, nói. Bách Linh đại tiểu thư, cô thật sự quyết định theo ta không rời à? Nếu đúng như vậy, xem ra ta nên rời khỏi cô. Huynh dám, nếu huynh dám rời khỏi muội, muội sẽ tìm đến dịch viên nói huynh bội tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm. Đến lúc đó muội xem huynh còn mặt mũi nào nhìn người trong thiên hạ, làm sao sống tiếp ở dịch viên. Kéo tay Lục Vân, Bách Linh nhìn chàng có vẻ đắc ý, lộ ra chút ngang ngược đáng yêu, ánh mắt lóe lên vài tia kỳ lạ. Văn Bất Danh đứng kế bên nghe xong nhịn không được bật cười ha hả. Nhìn thần sắc kinh ngạc của Lục Vân, gương mặt Văn Bất Danh giống như hả hê khoái chí, miệng không ngừng cười nói. Có mới nới cũ, bội nghĩa bạc tình, hố hố, cứ như vậy Lục Vân người vĩnh viễn không cất đầu lên nổi. Điều này so với mỹ nhân kế còn lợi hại hơn, Bách Linh đại tiểu thư thật xứng đáng là thông minh nhất thiên hạ, tài nữ xinh đẹp nhất, thật là cao minh, Bất Danh thật sự bái phục sát đất. Thấy thái độ khoa trương của Văn Bất Danh, Lục Vân hừ khẽ chừng mắt nhìn hắn ta. Tựa hồ cảm thấy hắn cố ý tác quái, sắc mặt Lục Vân bất thiện nói. Thông minh, ta thấy chỉ là đồ ngốc, ta chỉ cần lòng dạ ác độc một chút giết người diệt khẩu, chẳng phải mọi chuyện đều giải quyết xong sao. Hừ, Văn Bất Danh nghe xong sắc mặt ngẩn ngơ, mục quang chuyển sang phía Bách Linh, muốn xem phản ứng của nàng như thế nào. Bách Linh không chút tức giận, ngược lại thân thể còn đến gần Lục Vân, ngọc diện tiếp cận chàng hỏi. Sát nhân diệt khẩu à, nào, bây giờ có thể giết được rồi đó. Vừa nói, thân thể vừa áp sát vào mình Lục Vân làm cho thần sắc chàng trở nên bối rối buộc phải lùi về sau. Nhìn dáng điệu thanh nhã của Bách Linh, ngoại trừ than thở trong lòng, Lục Vân thật không biết làm sao để gây khó dễ cho nàng ta. Cảm thấy nàng càng lúc càng cận kề, Lục Vân đành chịu thua nói. Được rồi, cô lợi hại, ta trốn tránh vậy. Dứt lời, quanh thân Lục Vân quang hoa lóe sáng, cả người vụt biến mất. Kinh ngạc nhìn xung quanh, Bách Linh trợn tròn mắt nhìn Văn Bất Danh nói. Người đâu, chạy đến nơi nào rồi? Sao ngươi không chặn huynh ấy lại, ngươi mau đi tìm về cho ta, nếu không ta không để yên cho ngươi nhé. Văn Bất Danh quét mắt nhìn tứ phía, lắc đầu nói. Điều này sao cô lại trách ta, chẳng phải chính cô bức bách hắn bỏ chạy sao, ta làm sao biết hắn chạy trốn theo hướng nào. Bây giờ ngoại trừ việc đi tìm kiếm xung quanh, ta không có biện pháp nào hết. Dứt lời nhìn Bách Linh tỏ vẻ vô tội, mặt khác lại cẩn thận đề phòng. Ta mặc kệ ngươi tìm bằng cách nào, dù sao cũng phải tìm được người về cho ta. Bây giờ ngươi dẫn ta đi, trước tiên chúng ta đến bên kia tìm, mau lên. Dứt lời chỉ tay về hướng Tây Bắc, Văn Bất Danh đành bất lực lắc đầu, hạ giọng thì thầm. Lục Vân à, ngươi thật không biết ý tứ, bỏ mặc vị đại tiểu thư khó đối phó này lại cho ta, đợi ta tìm được ngươi tất sẽ tính sổ ngươi. Nói xong dẫn Bách Linh theo hướng nàng ta nói cất mình bay đi. Giữa không trung ngũ thái quang hoa chợt hiện, Lục Vân nhìn hai nhân ảnh xa xa, khóe môi nhế xiết lên tươi cười. Quang hoa quanh thân Lục Vân thu lại, chàng chọn một hướng khác ngự gió bay đi. Lặng lẽ phi hành giữa không trung, nhìn dưới mặt đất núi sông lướt qua, trong lòng Lục Vân dâng trào thứ cảm giác vui vẻ. Có lẽ mặt đất bao la dưới chân khiến chàng có cảm giác phiêu bồng vượt lên trên cả mây xanh. Trong lúc Lục Vân đang đắm chìm trong cảm giác vui vẻ, dưới mặt đất phản xạ vài tia quang mang thu hút sự chú ý của chàng. Ý niệm vừa động, một tấm đồ án hiện rõ trong đầu chàng. Tại một nơi hoang dã có vài nhân ảnh di động rất nhanh, đao qua kiếm lại đả đấu hết sức kịch liệt. Nơi này hiện diện tổng cộng 6 người, trong đó 5 người cùng vây công một hắc y nam tử, sự liên thủ thập phần cường đại. Còn hắc y nam tử lợi hại tương đương, đối với sự vây công của 5 người không hề có một chút yếu thế, toàn lực phản kích đánh 5 người xung quanh thỉnh thoảng phải lui ra sau. Dừng lại giữa không trung, Lục Vân hạ xuống trăm trượng theo dõi trường đả đấu xa xa. Đánh nhau như thế này với Lục Vân giống như xem trẻ con chơi đùa không có một chút ý nghĩa, nhưng vì sao chàng dừng lại quan sát. Nguyên lai khi Lục Vân phát giác 6 người này, đồng thời cũng cảm nhận xung quanh 6 người ẩn tàng vài đạo khí tức của cao thủ tu chân, những cao thủ này đều cố gắng che giấu khí tức của mình không biết định thực hiện mưu ma trước quỷ gì đây. Trong lúc Lục Vân đoán không ra, hắc y nam tử vốn dĩ đang chiếm thế thượng phong đột nhiên kêu lên phẫn nộ cả người bắn tung sang ngang. Hắn vừa kêu lên thảm thiết, lập tức 5 người đang vây công vô cùng mừng rỡ, 5 thanh trường kiếm lóe hàn quang hung hãn đâm vào thân thể hắc y nam tử. Khẽ nhíu đôi chân mày, Lục Vân phát giác người xuất thủ trong bóng tối chính là một trung niên áo vải đang ẩn núp trong bụi cỏ bên trái. Vì sao người này lúc bắt đầu không hạ thủ mà đợi đến bây giờ mới ám toán? Trong lúc vẫn chưa nghĩ ra được manh mối, xung quanh nơi hoang dã tức thì xuất hiện 3 đạo nhân ảnh. Trong 3 người có một lão đạo chừng ngũ tuần, một hòa thượng trạc tứ tuần, còn lại là một kiếm khách khoảng 30 mấy tuổi. Ba người nhìn thấy hắc y nam tử bị giết, ánh mắt đều lộ vẻ tức giận, đồng loạt hét lên giận dữ, xuất thủ hủy diệt toàn bộ 5 người vây công. Cấp tốc hạ xuống bên cạnh hắc y nam tử, kiếm khách xem xét cẩn thận thương thế của hắn, không dằn nổi vẻ bi phẫn, nét mặt hết sức thất vọng. Nhìn hòa thượng và đạo sĩ đến gần, kiếm khách lắc đầu nói: "Không còn hy vọng rồi, tâm mạch hắn đã đứt đoạn, lại không biết pháp thuật, chưa tu luyện xuất nguyên anh, vì vậy không còn kịp rồi." Cẩn thận nhìn qua thương thế của hắc y nam tử, hòa thượng hỏi đạo sĩ: "Thanh Hư lão đạo, môn phái người tinh thông nhất là âm dương bí thuật, người xem thử còn khả năng hỏi ra chút tin tức không, cố gắng hỏi cho được hạ lạc của vật kia." Thần sắc nghiêm túc nhìn thân thể hắc y nam tử, Thanh Hư lão đạo hơi ngập ngừng nói: "Nếu nói biện pháp trong phái ta đích xác có, chỉ là như lời Âm Huyền Sinh nói, người này tâm mạch đứt đoạn lại không hiểu thuật tu chân, chỉ dựa vào một thân võ công nội lực quả thật vô pháp cầm cự đến lúc ta triển khai thi pháp. Bây giờ ta chỉ có thể cố gắng dùng thử thu hồn thuật của bổn phái, xem có thể từ ý thức tiềm tàng của hắn tìm được tin tức chúng ta muốn có không." Kiếm khách Âm Huyền Sinh nhìn một vòng xung quanh rồi nói với hòa thượng: "Như Vân Đại Sư, với tình hình hiện nay hai người chúng ta nếu muốn trấn thủ bên ngoài để Thanh Hư lão đạo thi pháp chắc không dễ dàng gì. Thời khắc này mạo hiểm thử không phải có chút lỗ mãng sao? Hơn nữa kết quả cuối cùng thành công hay không, không ai dám đoán trước." Như Vân hòa thượng trầm tư một chút hỏi: "Lão đạo, người cần bao nhiêu thời gian và nắm chắc mấy phần thành công? Xung quanh đây ẩn tàng ít nhất 4 đạo khí tức cổ quái, một khi thời gian dài quá ta và Huyền Sinh chắc không cầm cự nổi." Quét mắt nhìn 4 phía, lão đạo khai khẩu nói: "Thời gian chừng ăn xong bữa cơm, còn nắm chắc e rằng không tới 4 phần. Dẫu sao về tình hình hắn hiện giờ chưa từng trải qua tu luyện, linh hồn tán mà không tụ, vì thế rất khó xử lý. Các người nói xem có cần thử một lần không, nếu nói không thử ta cũng đỡ phải phí sức." Như Vân Đại Sư nói: "Đã có một tia hy vọng thì cũng nên thử một lần, dù sao vật này quan hệ trọng đại, nếu rơi vào tay tà ma cả thiên hạ sẽ gặp phải hạo kiếp. Động thủ đi lão đạo, bọn ta sẽ bảo vệ cho ngươi." Nói xong cùng Âm Huyền Sinh một trước một sau, mỗi người phát xuất khí thế cường đại, hình thành một khí cháo mạnh mẽ bao trùm 3 người vào trong. Lục Vân nhìn 3 người thầm nghĩ không hiểu vật họ nói đến là gì. 3 người này rõ ràng không quen biết hắc y nam tử, cứu hắn bất quá muốn từ miệng hắn hỏi ra vật họ cần. Nhưng đã như vậy, bố y trung niên xuất thủ hạ sát hắc y nam tử để giết người diệt khẩu hay là vì những nguyên nhân nào khác. Hơn nữa ý niệm thần ba còn phát giác một điều, tu vi 3 người rất tinh thâm, trong lục viện không thể tìm ra những cao thủ như thế này. Đến lúc này, thân phận của họ đã gợi lên sự chú ý của Lục Vân. Đồng thời Lục Vân bắt đầu thăm dò 4 cỗ khí tức ẩn núp xung quanh, trong lòng mơ hồ cảm thấy việc này có chút vấn đề. Trong lúc Lục Vân thận trọng thám xét động tĩnh xung quanh, Thanh Hư đạo trưởng đã bắt đầu thi triển thu hồn thuật, chuẩn bị rút ra ý thức còn sót lại của hắc y nam tử. Thanh Hư đạo trưởng bàn tọa trước thi thể nam tử, song thủ kết ấn tại đan điền, một cỗ huyền thanh sắc quang mang mờ mờ từ trên người lão rời đến thân thể nam tử, tiến hành bí thuật thần kỳ. Tuy nhiên ngay khi Thanh Hư đạo trưởng thi triển kỳ thuật, một bóng mờ khó nhìn thấy từ bụi cỏ bên trái bắn thẳng đến Thanh Hư đạo trưởng. Quát khẽ một tiếng, tay áo trái Như Vân Đại Sư phất lên, một chùm kim quang lập tức đón lấy cái bóng mờ. Bên cạnh Âm Huyền Sinh ánh mắt nghiêm túc, miệng quát lớn: "Trường kiếm xuất, tất cả yêu ma đều hiện hình." Chương 116 Ma vực cao thủ. Trường kiếm rít lên như sấm, hàn quang lóe lên mang theo một đạo kiếm mang màu trắng bạc, sóng kiếm động trời phách thẳng vào bụi cỏ bên trái. Chỉ thấy kiếm khí như rồng, kiếm mang trắng bạc lăng lệ đi đến đâu cây cỏ bay tung, đá sỏi vỡ vụn đến đó. Trên mặt đất một rãnh kiếm sâu dài chục trượng cứ thế kéo dài mãi. Một tiếng cười lạnh vọng đến, một bóng xám đằng không bay lên tránh khỏi chiêu kiếm cực mạnh của Liễu Âm Huyền. Giữa không trung bóng xám chớp động, kẻ đánh lén lúc này hóa thân thành vô số quang ảnh mờ mờ bên ngoài. Như Vân Đại Sư và Huyền Sinh nhanh chóng tấn công 2 người. Cùng thời khắc đó, 2 đạo lục ảnh và 1 đạo hồng ảnh nhân cơ hội xuất hiện trên đầu Thanh Hư đạo trưởng, thân ảnh lao xuống mặt đất. Ma ảnh thiên huyễn, cẩn thận, đây chính là cao thủ Ma tông. Như Vân Đại Sư cùng Âm Huyền Sinh đồng thời thốt lên, 2 thân ảnh trên đất nhanh chóng chuyển động hình thành một lốc xoáy cường mãnh vững chắc không cho bóng xám xâm phạm. Trong lúc chuyển động xoay tròn 2 tay, Như Vân Đại Sư vỗ ra liên tục, vô số kim sắc Phật trưởng xuất hiện cùng với lốc xoáy bay lên, khiến toàn bộ khí lưu xoay chuyển được bao bọc bởi một tầng kim sắc. Đối diện, trường kiếm của Âm Huyền Sinh chấp động, vô số kiếm ảnh từ trong cơn lốc như những đóa hoa trắng không ngừng bắn ra ngoài. Tiếng cười âm sâm cùng tiếng hống dữ dội đồng thời phát ra từ miệng 2 phía. Chỉ thấy 3 nhân ảnh phía trên đều xoay chuyển phi người bắn tới vô cùng khí thế, nhắm thẳng xuống Thanh Hư đạo trưởng tấn công mãnh liệt. Trong lúc đó, Như Vân Đại Sư cùng Âm Huyền Sinh đang ứng phó với bóng xám Ma tông cũng toàn lực bay lên kháng cự lại 3 nhân ảnh kia. Hai lực lượng tương phản cực mạnh va vào nhau tức thì hóa thành hai đạo lực phá hoại khủng khiếp, tức thì sản sinh một tiếng nổ cường đại. Ánh sáng lóe lên như điện, âm thanh tựa sấm nổ, lực phá hoại cực mạnh của đòn tấn công tạo nên thế thôi sơn liệt nhạc. Trong chớp mắt cây cỏ xung quanh bị chấn nát vụn, trong đám nổ nhân ảnh chớp động, tiếng hống giận dữ vang lên không dứt. Như Vân Đại Sư cùng Huyền Âm Xanh thân hình nghiêng ngả lùi về sau hai bước, thần sắc kinh nộ nhìn bốn người xung quanh. Chỉ thấy bóng áo xám là một trung niên âm sâm trên dưới 40 tuổi, tay cầm một chiếc giáo ngắn. Ba người còn lại, hai đạo lục ảnh là hai lão già khoảng 70 tuổi có gương mặt và phục sức giống hệt nhau, đều dùng chùy thủ, nhãn thần đầy vẻ lãnh khốc. Hồng ảnh duy nhất là một cự hán khoảng 35-36 tuổi, thân hình cao lớn, tay cầm một chiếc chiến thiên phủ, thần sắc bá khí. Lục Bào Song Sát, Huyết Y Phách Vương, không thể tưởng là chúng. Như Vân Đại Sư cùng Âm Huyền Sinh kinh hoàng cùng thốt lên, trong ánh mắt hai thoáng hiện lên chút kinh ngạc. Hiển nhiên, có thể từ thần sắc và ngữ khí của họ cho thấy ba người đứng xung quanh lai lịch không hề đơn giản. Còn như trung niên mặc áo xám, một thân ma tông pháp quyết tinh thông, thân phận tự nhiên không cần nói cũng rõ. Nhìn lại Thanh Hư đạo trưởng vẫn tiếp tục thi triển thu hồn thuật, Huyết Y Phách Vương hét lớn. Lão đạo sĩ quỷ kia còn chưa tránh ra, hiểu biết nửa vời như lão chỉ làm phá hỏng vật báu. Nếu như vô tình hủy đi hồn phách của hắn, lão tử chẳng phải phí công đi một phen. Tránh ra, mau mau giao người cho ta còn mang đi. Vừa nói, chiến thiên phủ vừa vung lên phát ra một cỗ lực cuồng phách nhằm thẳng vào Như Vân Đại Sư và Âm Huyền Sinh. Một bên, lão đại trong Lục Bào Song Sát cất giọng âm sâm. Tên người máu kia, đừng có cậy mạnh xính cường. Đây không phải chỗ so xem ai mạnh hơn, tịnh không phải là nơi do ngươi quyết định. Ngươi nên nhìn cho rõ, chúng ta mấy người ở đây tất cả đều vì vật đó mà đến. Nếu ngươi làm hỏng sự việc, đến lúc đó đừng tưởng có thể đi. Huyết Y Phách Vương nghe thấy, sắc mặt giận dữ cố kìm nén nhìn Lục Bào Song Sát và trung niên áo xám căm tức chịu đựng. Bên cạnh, Như Vân Đại Sư liếc nhìn Âm Huyền Sinh ra hiệu, quay ra nhìn bốn người cất giọng hỏi. Bốn vị cùng vì vật đó mà đến, vậy tại sao vừa rồi trong bốn người lại có kẻ xuất thủ giết chết Hắc Y nam tử này? Nếu lúc trước muốn giết hắn ta sao giờ lại muốn cướp hắn, đây là đạo lý gì? Còn nữa, vị thí chủ áo xám này nhìn không quen mặt, không biết xưng hô thế nào. Lời vừa nói ra, sắc mặt Huyết Y Phách Vương nhất biến, mục quang không ngừng đưa đi đưa lại dò xét trên khuôn mặt của Song Sát và người áo xám, hiển nhiên đang đoán xem vừa rồi ai đã hạ thủ. Nhưng Song Sát nghe xong sắc mặt cũng khẽ biến đổi, mục quang chăm chú nhìn người mặc áo xám và Huyết Y Phách Vương, trong nhãn thần chứa nhiều nghi vấn. Duy chỉ có một kẻ thần sắc bình thường hoàn toàn không có chút thay đổi, chính là người mặc áo xám. Lúc này người áo xám nghe Như Vân Đại Sư hỏi như vậy, bất giác mỉm cười âm hiểm nói. Đại sư thấy ta không quen, nhưng ta không hiểu sao lại cảm thấy đại sư rất quen. À, ta nhớ ra rồi, đại sư không phải là cao thủ trong tứ Phật Lục Vân của Vạn Phật Tông Như Vân Đại Sư đó chứ? Nói như vậy, hai vị này tất là Thanh Hư đạo trưởng của Vô Vi đạo phái và Âm Huyền Sinh của Tiên Kiếm Tông. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, xưa nay ba đại môn phái vốn không hỏi tới sự tình của nhân giới, sao lần này nhẫn nại không được, lại nghĩ đến việc xuống nhân gian đi lại như vậy. Lời vừa nói xong, một bên Song Sát cùng Huyết Y Phách Vương sắc mặt đại biến, tựa hồ chưa hề nghĩ đến ba người hoặc bình phàm này lại là cao thủ của ba phái có danh vọng lớn nhất thiên hạ chân tu giới, thật là nhìn không ra. Nhìn bốn người trước mặt, Như Vân Đại Sư thấy thân phận đã bị bại lộ, không cần phải che giấu nữa, toàn thân tức thì phát xuất một cỗ khí thế vô biên, tức thì bao trùm toàn bộ không gian hoang dã bên trên. Mục quang lặng lẽ chăm chú nhìn người áo xám, Như Vân Đại Sư trầm giọng nói. Thí chủ kiến văn thật rộng rãi, Nguyên lão nạp nhiều năm không xuất sơn mà vẫn có thể nhận ra, thật là bội phục. Nhìn thí chủ một thân tu vi tinh thâm lại là ma tông pháp quyết, không biết có phải là từ ma vực, hay đến từ nhân gian. Đại sư hy vọng ta từ đâu đến? Một câu hỏi ngược ngắn gọn, người áo xám nhìn Như Vân Đại Sư không đáp. Trên đất Thanh Hư đạo trưởng đã gọi được hồn phách của nam tử đó, dùng vô thượng tu vi tìm cách nói chuyện với hắn. Chỉ thấy đạo trưởng toàn thân thanh quang lưu chuyển, phát ra từng tầng khí lưu màu ngọc bích cuộn lên như sóng bao bọc lấy hồn phách nam tử giữa không trung. Trong lớp lồng ánh sáng, hồn phách nam tử vùng vẫy vô cùng mãnh liệt, một cỗ khí tức phản kháng chất chứa oán hận và nỗi bất cam sâu sắc từ trong hồn phách xuất hiện. Mục quang chuyển động, người áo xám, Song Sát, Huyết Y Phách Vương đều nhìn hướng về phía Thanh Hư, trong nhãn thần hàm chứa thần sắc âm sâm. Không hề có dấu hiệu báo trước, Huyết Y Phách Vương với thân hình cao lớn phút chốc chớp động hóa thành một đạo hồng quang, bắn thẳng về phía Thanh Hư đạo trưởng. Ngay sau khi Huyết Y Phách Vương phát động, Song Sát cùng người áo xám đồng thời hét vang, ba đạo nhân ảnh nối tiếp nhau lao về phía trước. Như Vân cùng Âm Huyền Sinh sắc mặt lạnh lùng, hai người lúc này không cần che giấu tu vi của bản thân, hai cỗ khí tức tuyệt thế cường hoành trong chớp mắt hình thành xung quanh Thanh Hư đạo trưởng 12 đạo phòng ngự, nhất cử trấn lui kẻ đánh lén huyết y phách phương. Ngay khi ba người còn lại vừa tiếp cận, trường kiếm của Âm Huyền Sinh huyễn hóa thành 256 kiếm hình thành một đạo kiếm võng lóa mắt bọc lấy ba người. Lục Bào Song Sát giận dữ hét lớn, hai thanh chủy thủ phát ra hai đạo kiếm khí mãnh liệt, một hồng một xanh, cường hành ngạnh tiếp kiếm mang của Âm Huyền Sinh. Còn người áo xám gặp Như Vân đại sư, hai người xuất thủ dữ dội, cuồng công mãnh chiến. Chỉ thấy kiếm khí đầy trời, kiếm quang như nước chảy, cường đại đối lực trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mật độ giao phong cao tạo ra những tiếng nổ dữ dội khiến bốn phía cát bụi tung bay mù mịt. Giữa không trung, Lục Vân quan sát mấy người giao chiến, nhãn thần phát xuất những tia kinh dị. Đối với thân phận của ba người Như Vân đại sư, trong tâm chàng thập phần kinh ngạc, chàng nghĩ không ra cao thủ của ba phái thần bí cũng hiện thân tại nhân gian. Mục quang dừng trên người Như Vân đại sư, hai hàng lông mày Lục Vân nhíu lại, đột nhiên phát hiện một điều khiến chàng kinh ngạc vô cùng. Ngẩng đầu yên lặng nhìn trời, nhãn thần Lục Vân lúc này biểu hiện biến hóa khôn lường, người thường hoàn toàn không thể hiểu thấu. Trong lúc Lục Vân đang ngẩng đầu nhìn trời, người áo xám đột nhiên huyễn hóa thành 18 đạo nhân ảnh toàn lực xuyên qua Như Vân đại sư, nhằm Thanh Hư đạo trưởng tấn công. Trong lúc nguy cấp, Như Vân đại sư giận dữ hét lên, toàn thân kim quang đại thịnh, một cỗ khí thức Phật môn không thể kháng cự không ngừng tấn công người áo xám. Lúc này nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, thân thể Thanh Hư đạo trưởng đột ngột di động, hồn phách trong tay tức thì tan biến. Người áo xám phát ra tiếng cười âm sâm, sau khi đạt được mục đích thân hình chớp động, trong chớp mắt biến mất giữa không trung. Hắn vừa biến mất, cả Như Vân đại sư cùng Âm Huyền Sinh đồng thời đại nộ, thế công gia tăng mãnh liệt gấp bội, đánh cho Song Sát cùng huyết y phách vương liên tục kinh sợ. Lúc này Thanh Hư đạo trưởng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sắc mặt lộ vẻ tiếc nuối, thở dài một tiếng. Mắt nhìn thấy thành công đến nơi, không tưởng là cuối cùng thất bại trong gang tấc. Quay đầu nhìn lại hai người bạn, Thanh Hư đạo trưởng lắc mình xuất hiện bên cạnh Như Vân đại sư giúp ứng phó Song Sát. Một tiếng hống giận dữ không cam chịu vang lên, Song Sát thấy sự việc đã đến nước này, hiểu rõ đánh tiếp chỉ là vô nghĩa nên tấn công mạnh vài chiêu, nhân lúc Như Vân đại sư và Thanh Hư đạo trưởng bị trấn lui nhanh chóng đào tẩu. Bên cạnh huyết y phách vương cũng không ngốc, mượn thế lùi lại rồi chuyển mình biến mất giữa vùng hoang dã. Như vậy một trường tranh đoạt cuối cùng không ai thành công mà lại kết thúc thảm bại. Ba người Như Vân đại sư nhìn nhau lặng lẽ thở dài, thân hình nhẹ nhàng rời đi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, toàn bộ chiến trường sôi động nhanh chóng trở lại im lìm như cũ, bất quá trên mặt đất để lại một ít dấu vết trong không gian yên lặng, tựa như hướng lên trời kể lại sự việc. Giữa không trung, Lục Vân nhìn vào một cỗ khí tức yếu ớt trong lòng bàn tay, không chịu được nhẹ nhàng lắc đầu, quay mình nhằm hướng bắc lướt đi. Giao Sơn Thôn, một sơn thôn vô cùng hẻo lánh, nếu không phải là người ở vùng phụ cận thì tuyệt đối không thể biết được. Lục Vân hiển nhiên không hề biết Giao Sơn Thôn ở vị trí nào. Chàng trong lúc vô ý bắt lấy được tàn hồn khuyết phách yếu ớt của nam tử kia, từ đó chỉ duy nhất biết được ba chữ, Giao Sơn Thôn, còn lại tất cả đều phiêu tán hết. Đối với nam tử trước khi chết mà ý niệm vẫn không quên ba chữ Giao Sơn Thôn, trong tâm Lục Vân cảm thấy có chút kỳ quái, bất giác nảy ra ý niệm đi xem xét một chút. Do không biết vị trí cụ thể, Lục Vân phải thi triển ý niệm thần ba cẩn thận tra xét động tĩnh trong khuôn viên 10 dặm xung quanh, thân thể không ngừng di động và thay đổi phương vị. Sau khi tìm kiếm khoảng nửa canh giờ, Lục Vân xuất hiện trên không cách vị trí cũ chừng trăm trượng, mắt khẽ nhìn bốn phía. Nơi đây thật hoang vu, bốn phía đều là rừng rậm hoàn toàn không có bóng người. Nhưng chính tại nơi vắng vẻ này, ý niệm thần ba của Lục Vân phát hiện một cỗ khí tức thập phần cổ quái. Nhìn khu rừng rậm trước mắt, Lục Vân khẽ chau mày, không hiểu tại sao ý niệm thần ba vô cùng thần kỳ, đối với sự tình phía trong rừng lại không thể tra xét minh bạch. Nếu nói hoàn toàn không có cảm giác thì không phải, chỉ là cảm giác đó quá mông lung và mơ hồ, ẩn ước như biết chút gì đó nhưng cụ thể là gì thì không rõ. Do dự một lát, Lục Vân nhẹ nhàng bay lên hướng về khu rừng phía xa lao tới. Trong một thung lũng bốn phía sơn cốc bao quanh, lúc này đang diễn ra một cuộc chiến sinh tử. Chỉ thấy mặt đất xác người chất như núi, không đếm xuể bao nhiêu người già yếu, phụ nữ, trẻ em nằm trong vũng máu. Tứ phía vô số những tiếng la hét phẫn nộ cùng tiếng nguyền rủa thê thảm vang vọng cả sơn cốc. Điều kỳ lạ là âm thanh lớn như vậy mà trong vòng ngoài 10 trượng hoàn toàn biến mất, không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào. Bên trong một gian phòng đông đúc, lúc này bốn phía có khoảng 10 mấy bóng người không ngừng chuyển động. Quan sát kỹ thấy chia thành hai phe đang đánh nhau, một bên gồm 3 người, bên kia khoảng hơn chục người. Chỉ thấy ở phe 3 người có 2 người mặc áo đen và một người áo xám. Cả ba đều ở tuổi trung niên, tướng mạo và trang phục không giống người thường, ra tay lăng lệ rợn cả người. Phe kia mặc dù số lượng người rõ ràng đông hơn, nhưng trừ một người mặc áo xanh là một kiếm thủ trẻ khoảng 24, 25 tuổi ra, những người còn lại hầu như không có khả năng phản kích, trừ việc liên tục hò hét phẫn nộ, đối với ba người kia hoàn toàn không có tác dụng. Trong đám người có một cậu bé khoảng trên dưới 10 tuổi ánh mắt dị thường, tất cả đều đang dốc hết sức bảo vệ cậu không ngừng lui lại phía sau. Trong lúc gấp gáp rút lui thiếu niên áo xanh một mặt chống đỡ công kích của người áo đen, một mặt hét to. Mọi người chạy trước đi, không cần chờ tôi, cho dù thế nào thì Giao Sơn Thôn cũng phải bảo vệ giọt máu này, nếu không làm sao chúng ta có thể gặp mặt liệt tổ liệt tông. Nhớ rằng, dù tất cả phải chết, cũng phải bảo vệ Giao Quang, nhất định phải để cậu ấy sống sót. Chạy nhanh lên, tôi đến cản chúng. Nói xong hét lớn một tiếng, cả người toàn lực cuồng công, kiếm mang cường kích như nộ hải cuồng long tạo thành một lớp phòng ngự kiên cố trước mặt. Phía sau một hàng 13 người nhìn bóng thiếu niên áo xanh, ánh mắt đều toát lên vẻ đau thương tang tóc. Lúc này vị thần bảo hộ trong tâm tưởng tất cả những người dân Sơn Thôn đã nói như vậy, mọi người đều hiểu rằng đã không còn hy vọng gì nữa. Nhìn bóng người tịnh không cao lớn kia, ánh mắt dân chúng toát lên vẻ kính ngưỡng vô cùng, cho dù vóc dáng anh ta cao thấp thế nào, hình tượng của anh luôn như núi Thái Sơn sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim những người dân Giao Sơn Thôn. Ánh mắt lưu luyến nhìn chàng thanh niên chốc lát, 13 người dứt khoát quay người chạy khỏi thôn. Không cần biết kết quả thế nào, trước khi mọi chuyện được định đoạt tất cả đều phải cố gắng. Ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn về phía thiếu niên áo xanh, người áo xám cười nhạt nói. Tên tiểu tử này cũng được đấy chứ, ít tuổi như ngươi lại hoàn toàn không có sư phụ truyền thụ có thể tu luyện đạt được tới mức bất phàm thế này cũng là hiếm gặp rồi. Chỉ tiếc ngươi gặp phải bọn ta, vì thế ý định đào thoát của các ngươi chắc chắn không thành. Hôm nay đồ vật đó ta tuyệt đối không để các ngươi mang đi được, giờ ngươi hãy mở to mắt ra mà xem, ta sẽ cho ngươi thấy một chút kiến thức về sự lợi hại của chúng ta. Song vệ không cần đùa chơi nữa, do sự tình khẩn cấp nên phát động tấn công mạnh ngay lập tức cướp vật đó về rồi tính tiếp. Kẻ mặc áo xám nói dứt lời ánh mắt âm sâm chợt lạnh, khóe miệng nở nụ cười tàn khốc không hề tấn công mạnh mẽ. Vậy mà 13 kẻ tháo chạy kia đột nhiên la hét thê thảm. Từng người đều lăn lộn trên đất, hai tay ôm đầu đầy vẻ thống khổ không ngừng đập đầu xuống đất trông như đang phát điên. Thiếu niên áo xanh thân thể chấn động, mặt mày trắng bệch, thần tình kinh hãi nhìn người áo xám phẫn nộ quát. Ngươi đến từ ma vực, pháp quyết ngươi đang thi triển có phải là ma tông vô thượng pháp quyết tâm dục vô ngân? Vừa hỏi thiếu niên áo xanh toàn thân công lực mãnh liệt đề tụ, một cỗ quang mang tam sắc vàng đỏ xanh nhanh chóng tụ thành một quang mang bạo phát từ cơ thể. Lo lắng quay đầu lại nhìn cậu bé 10 tuổi tướng mạo thanh tú. Ánh mắt thiếu niên áo xanh lộ vẻ tang thương và đau khổ, sâu trong mắt còn giấu vẻ thất thần mà người khác không sao lý giải được. Nhãn thần lạnh nhạt, không nói lời nào cũng không hỏi lại, thiếu niên đột nhiên quay đầu nhìn kẻ áo xám đầy phẫn nộ, miệng hét ra âm thanh kinh thiên động địa. Trong lúc hét vang, sắc mặt người thiếu niên lúc này lập tức biến thành bi tráng vô cùng, dũng cảm tiến thẳng về phía trước, một cỗ khí thế hùng mạnh coi cái chết như không chớp mắt bao phủ cả sơn cốc. Xích huyết hồng, can đảm chiếu nhật nguyệt, cùng với tiếng hét phẫn nộ, trong tam sắc quang hoa bao quanh người thiếu niên hồng quang bạo phát, một cỗ lực lượng cường hãn hung mãnh như huyết sắc cuồng phong cuồn cuộn cuốn tới phía trước ba cao thủ ma vực. Trường kiếm huy động, hàng hà kiếm ảnh tựa như niềm phẫn nộ không nói lên lời của thiếu niên mang theo uy thế khai sơn phá thạch, hình thành ba đạo kiếm trụ phân ra tấn công ba người. Nhãn thần lãnh khốc nhìn thiếu niên người áo xám toàn thân hắc sát quang hoa chớp động, một cỗ hắc vụ như sóng dữ dâng lên nghênh đón đòn công kích của thiếu niên. Đòn công kích khủng khiếp của tinh thần dị lực mang theo uy lực xuyên thấu không gian thời gian, liên tục nhắm vào đại não thần kinh của thiếu niên. Phía sau hai hắc y song vệ chỉ lãnh đạm nhìn đòn công kích của thiếu niên, thân ảnh tức thì xuất hiện bên cạnh 13 người. Hồng quang thiểm trước, đạo kiếm cương cường kích lưu lại trên mặt đất một cái hố sâu, lực phá cường mãnh đáng sợ đẩy lùi người áo xám. Mượn lực phản chấn lùi lại phía sau, thiếu niên áo xanh thổ ra đất một đạo tiên huyết. Trường kiếm lại vung lên hóa thành hai đạo quang mang một vàng một xanh cấp tốc cuộn tới hắc y song vệ. Lúc này song vệ trực tiếp bước tới tiểu hài muốn cầm giữ người cậu bé. Trong lúc đó trong 12 kẻ thống khổ lăn lộn trên mặt đất, đột nhiên có 3 người hoàn toàn liều mạng huy trưởng động cước, chỉ công không thủ. Cười lạnh một tiếng, song vệ lạnh lùng âm hiểm nhìn nhau, lực lượng ma tông tâm dục vô ngân khủng khiếp ở cự ly gần phát động, một đòn đánh thẳng làm thân thể 3 người nát thành từng mảnh. Nhìn thấy màn huyết vụ trước mắt, song vệ cười vang, há miệng hít lấy một hơi lại tiếp tục bước tới tiểu hài. Trên đất còn lại 11 người, mặc dù bị chịu lực công kích tinh thần khủng khiếp của địch nhân thống khổ vô bì, nhưng mỗi người đều kiên cường đấu tranh chống lại, không một ai dễ dàng đầu hàng. Chỉ thấy song vệ tiến gần, trong 10 người nằm trên mặt đất lập tức truyền lại hai tiếng hét bi tráng cuồng nộ, hai đạo nhân ảnh khi vọt lại gần song vệ đột nhiên tự hủy kinh mạch, làm chân khí bản thân trong tình huống không còn chỗ nào thoát đi phát ra những tiếng nổ lớn sản sinh lực phá hoạt khủng khiếp, dùng sinh mệnh của họ ngăn trở bước tiến của đối phương. Kêu lên thất thanh, song vệ trong tình huống không phòng vệ bị chấn lui 2 bước. Đồng thời sau lưng hai đạo kiếm mang cường mãnh đáng sợ công tới, quang hoa lóa sáng chói mắt. Cùng với tiếng la thảm thiết của song vệ, trung niên áo xám gầm lên giận dữ, thân thể vô thanh vô tức xuất hiện phía trên thiếu niên áo xanh, một chưởng liên tục kích thẳng vào bối tâm thiếu niên. Kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt đất thân thể thiếu niên liên tục bị kích trúng, hoàn toàn không có cơ hội phản đòn. Đổi lại hắc y song vệ bị thiếu niên làm trọng thương, vừa lùi vừa phát ra hai tiếng kêu thảm khốc, thân thể bắn ra ngoài 3 trượng, toàn thân không ngừng run lên. Đến lúc này lực công kích tinh thần ngừng lại, song phương lại chia làm hai phía đối diện nhau. Chương 117 Sơn Thôn Huyết Đồ. Nhìn vào thanh y thiếu niên trên mặt đất, trong mắt ấu đồng mới 10 tuổi Giao Quang biểu lộ những tia đau xót. Mục quang di chuyển lên khuôn mặt của trung niên áo xám, Giao Quang thần sắc có chút lạnh lùng, hiện ra vẻ cực kỳ âm sâm. Môi mím chặt, khuôn mặt nhỏ thanh tú nghiêm nghị, đôi mắt sáng ngời ấy ẩn chứa vẻ thản nhiên bất khuất, nhìn thẳng vào đối phương. Lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, tiểu Giao Quang không biểu lộ ra chút sợ hãi nào, chỉ là trong ánh mắt lấp lóe chứa đựng một nỗi đau xót và bi thương vô tận. Sơn thôn hơn 200 người giờ đây chỉ còn lại khoảng chừng 11 người, Thanh Phong thúc thúc đã chết, lúc này đây Sơn thôn đã thực sự sắp bị diệt phong, tại sao lại như vậy? Lặng lẽ nhìn lên bầu trời, trong lòng tiểu Giao Quang chứa đầy cảm giác phẫn nộ bất phục. Người áo xám nhìn xong về một cái rồi chuyển mục quang sang người Giao Quang, cười lạnh nói. Tiểu Hai, ngươi nếu hy vọng những người bên cạnh ngươi được chết thống khoái một chút, thì tự mình mang viên châu đó giao ra đây. Nếu như nói không giao, ta sẽ từ từ tra tấn, sau khi cho bọn chúng chịu đựng muôn vàn khổ sở ta mới giết chúng. Thế nào, ngươi có nghĩ thông không, những loại thống khổ như vậy không phải kẻ nào cũng có thể chịu được đâu. Lạnh lùng nhìn đối phương, Giao Quang cất tiếng hỏi, ngươi là ai, nếu như ngươi không sợ phải nói ra thì hãy mau cho ta biết. Kiếp này chỉ cần ta không chết, ta thề tuyệt đối sẽ giết sạch bọn ngươi, xem như là báo thù cho toàn bộ người trong thôn. Thần sắc lạnh nhạt, câu nói đầu tiên của Giao Quang đứa trẻ 10 tuổi là báo thù. Không kinh sợ, không khuất phục, có chăng chỉ là sự phẫn nộ và cừu hận vô tận chờ đợi cậu ở khoảng đời sau này. Lạnh lẽo nhìn Giao Quang, người áo xám cười lạnh nói. Tính cách quả nhiên có phần sắc sược, tiếc là kiếp này ngươi tuyệt đối sống không được lâu đâu, bởi vì tàn nghi của ngươi lúc ẩn lúc hiện, chính là mệnh chết hiểu. Dựa vào chút đảm thức đó của ngươi, ngươi lại muốn biết ta là ai, ta sẽ nói cho ngươi biết, đằng nào thì các ngươi tất cả đều phải chết. Ta đến từ ma vực huyết giới, một trong huyết giới thất tuyệt, đứng thứ 6, tại ma vực có danh xưng là Huyết Công Tử. Hai tên này là vệ sĩ của ta, gọi là Ám Huyết Song Vệ. Hiện tại ta đã trả lời ngươi, đến lượt ngươi trả lời ta. Một câu thôi, nói hay không nói. Đưa mắt nhìn xung quanh, 10 người bên cạnh đều đang hộ vệ chặt chẽ cho mình, mặc dù không nói nhưng Giao Quang biết được trong lòng họ đều đang nghĩ gì. Mục quang lặng lẽ đảo một vòng khắp toàn thôn, mùi máu tanh đậm đặc tựa hồ đang nhắc lại nỗi thù hận vô biên, khiến ánh mắt Giao Quang dần dần trở nên ác liệt, biến thành hờ hững, biến thành tàn khốc. Ma vực huyết giới thất tuyệt, ta suốt đời sẽ không quên. Chỉ cần chưa chết, ta thề sẽ giết sạch các ngươi. Giờ đây, kể cả Giao Sơn thôn bị diệt, mọi người trong thôn đều chết, người cũng đừng vọng tưởng biết được nơi hạ lạc của hạt châu kia. Ta sẽ không cho ngươi biết bất cứ sự việc gì, ngươi hãy cứ động thủ đi, xem những người trong Giao Sơn thôn chúng ta có phải là loại tham sống sợ chết hay không. Nhìn thẳng vào Huyết Công Tử, Giao Quang lạnh nhạt trả lời. Nhẹ nhàng để lộ một nụ cười lạnh, Huyết Công Tử âm sâm nói. Bất luận kẻ nào trước khi chưa được thưởng thức qua thống khổ đều 10 phần kiên cường. Chỉ khi nào thực sự chịu đựng thống khổ, những kẻ còn có thể trụ được không nhiều. Hiện tại ta sẽ thử một tí, xem trong những người các ngươi tại đây có bao nhiêu kẻ thực sự quật cường. Dứt lời, hữu thủ phát chiêu trong tình huống không hề có chút dấu hiệu báo trước, một chảo phóng đến chụp vào nam tử ở gần nhất, bóp chặt lấy vai trái của hắn, đau đớn làm sắc mặt hắn đầy vẻ tang thương, mồ hôi đổ ra như mưa. Thế nhưng nam tử đó căm hận trừng mắt nhìn Huyết Công Tử, hai môi bặm nát, máu tươi chảy tràn cũng không mở miệng kêu tiếng nào, tự tử nhằm bảo toàn tôn nghiêm của người dân Giao Sơn thôn. Những tiếng hét giận dữ truyền lại, ba nam tử thấy đồng bạn bị bắt, điên cuồng vọt lên, song trưởng huy động toàn lực đánh tới, hy vọng có thể giải cứu đồng bạn. Tiếc là những võ kỹ bọn họ đã luyện qua này, đối với những người chưa tu luyện qua pháp quyết mà nói, trong mắt thường nhân chân khí này rất lợi hại, nhưng gặp phải Huyết Công Tử lại hoàn toàn chẳng có cảm giác gì. Khẽ vung tay, Huyết Công Tử phát xuất một cỗ lực xoáy cường mãnh, lập tức khiến cơ thể ba người tê liệt. Nội phủ trong người bắn tung xuống đất, tình cảnh thực sự thập phần khủng bố. Nhìn những trái tim vẫn còn đang đập, Huyết Công Tử mở miệng ra hút vào trong miệng, từ từ nhâm nhi thưởng thức. Sắc mặt đại biến, những người còn lại ngoại trừ Giao Quang, tất cả đều hoàn toàn nổi điên. 6 người, 12 ánh mắt ẩn ước thần tình cuồng loạn, hoàn toàn không để ý đến sự chênh lệch giữa hai bên, cùng lúc thi triển phương pháp tự hủy, lấy sự nổ tung của thân thể làm lực lượng tấn công đánh trả. Chỉ thấy 6 đạo nhân ảnh như 6 đạo sấm sét tạo ra xung quanh Huyết Công Tử, một tiếng nổ kinh nhân, khí lưu cường mãnh tạo thành một cỗ khí tức hủy diệt, điên cuồng tấn công liên tục lên cơ thể của Huyết Công Tử. Hét lên một tiếng giận dữ, xung quanh thân thể Huyết Công Tử hắc sắc quang hoa đột hiện, bao bọc bởi một tầng chân nguyên hắc sắc đậm đặc ngăn cách hắn hoàn toàn với đòn công kích của 6 người. Chỉ nghe 6 tiếng nổ vang truyền tới, 6 đạo oan hồn bất cam hóa thành một cỗ khí tức hung hãn, lao thẳng đến bao vây lấy Huyết Công Tử, thân thể thoáng rung động, ở giữa lực tấn công tự hủy cường đại đáng sợ này, Huyết Công Tử mặc dù thực lực cường hoành vẫn liên tục bị chấn lui mấy bước, vòng khí hộ thể bên ngoài bị phá tan thành từng mảnh. Lúc này, cơ thể thiếu niên áo xanh trên mặt đất bỗng động đậy, sau đó cố gắng toàn lực ngẩng đầu lên nhìn Giao Quang. Thấy tình cảnh lúc này, trên mặt thiếu niên xuất hiện vài phần bi thương ảm đạm, trong ánh mắt toát lên một cỗ quang mang kỳ dị khiến người không thể giải thích được. Không nói thêm điều gì, thiếu niên đưa mắt nhìn Giao Quang một lần cuối, sau khi gửi lại cho cậu ánh mắt quan tâm, cơ thể từ từ dịch chuyển, toàn thân bắt đầu xuất hiện tam sắc quang mang không tầm thường, tốc độ chính đang tăng lên gấp trăm lần, cuồng bạo bay lên. Ổn định thân thể, Huyết Công Tử có phần tức giận nhìn về phía Giao Quang, đột nhiên cảm thụ được sự dị dạng trên người thanh y thiếu niên. Nhìn tình trạng của thiếu niên, Huyết Công Tử sắc mặt đại biến, một mặt toàn lực để tụ chân nguyên bắt đầu phòng ngự, một mặt mãnh liệt quát lên. Tiểu tử ngươi điên rồi, thực sự không phải định tự hủy đi nguyên thần đã gian nan tu luyện, thi triển pháp quyết nguyên thần hủy diệt, ta. Hắn còn chưa nói xong, thiếu niên đã phát động đòn tấn công cuối cùng trong đời, hủy thần diệt thánh. Chỉ thấy hồng, hoàng, làm tam sắc quang mang hóa thành ba đạo tiễn mang từ ba góc độ khác nhau chia ra tấn công ba chỗ yếu hại trên cơ thể Huyết Công Tử. Do tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không có thời gian lóe lên, ba mũi tiễn mang tất cả đều đánh trúng Huyết Công Tử. Lực hủy diệt cường đại đáng sợ mang theo sự phẫn nộ một đời của thiếu niên dễ dàng xuyên qua ba đạo phòng ngự vừa bố trí tức thì của Huyết Công Tử, một đòn khiến hắn bắn ra xa. Một tiếng nổ như sấm chớp vang trời, thân thể thiếu niên đột nhiên nổ tung, cả người không lưu lại chút dấu vết, hoàn toàn biến mất vô ảnh. Giao Quang đứa trẻ còn lại, vào lúc này trong đôi mắt lần đầu tiên rơi ra hai dòng lệ. Ngẩng đầu nhìn trời, Giao Quang nhẹ nhàng nói, thúc thúc đi thong thả, tin rằng tương lai cháu sẽ gặp lại thúc ở trên trời. Đời này thúc đã vì Giao Sơn Thôn chúng cháu, cuối cùng tất cả sinh mệnh đều lưu lại nơi này, cháu thay mặt cho những người Giao Sơn Thôn đã khuất, tại đây hướng tới thúc bày tỏ kính ý vô thượng. Thiên ngôn vạn ngữ đều không cách nào biểu đạt được niềm cảm kích của mọi người, lúc này cháu chỉ muốn nói một câu, chính là cảm tạ thúc thúc, thúc vĩnh viễn sống trong lòng mọi người. Xuyên qua rừng cây, Lục Vân xuất hiện tại lối vào Giao Sơn Thôn. Từ xa, một mùi huyết tinh thoang thoảng mang theo vô số oan hồn truyền tới ý thức của Lục Vân. Mục quang nhìn qua thân cây bên cạnh tiểu đạo, ba chữ Giao Sơn Thôn được khắc rõ ràng trên đó. Ý niệm chuyển động, sắc mặt Lục Vân lập tức cực kỳ khó coi, một thần tình chấn nộ hiếm gặp lan tỏa toàn thân. Nhãn thần lăng lệ như đao, Lục Vân khẽ rít lên một tiếng lạnh lẽo, thân thể lao thẳng về phía sơn cốc. Nhế si ếch nhác từ bãi cỏ lao ra, trên mặt Huyết Công Tử tràn đầy phẫn nộ lẫn máu tươi, nhìn vào thực sự 10 phần đáng sợ. Chớp mình xuất hiện bên cạnh Giao Quang, Huyết Công Tử chụp lấy thân thể nhược tiểu của cậu, giận dữ quát lên. Nói mau, hạt châu đó rốt cuộc ngươi đã cất giấu tại nơi nào? Nói hay không, không nói ta sẽ giết ngươi. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch méo mó thống khổ, trên đầu Giao Quang mồ hôi như mưa, hai môi cắn chặt vào nhau, giữ nguyên im lặng biểu lộ sự phẫn nộ và bất khuất của cậu. Huyết Công Tử nộ khí ngùn ngụt, nhìn thấy bộ dạng đó của cậu, trong mắt tức thì xuất hiện quang mang ám hồng, một cỗ khí tức tà ác từ trên thân giấy lên. Tâm ý chuyển động, tinh thần dị lực mang theo lực lượng kinh khủng có thể tiêu diệt hồn phách con người điên cuồng lao tới công kích tiểu Giao Quang. Tức thì ánh mắt Giao Quang thất thần, trong miệng phát ra một tiếng thảm liệt. Một nhân ảnh chớp động, Lục Vân xuất hiện cách Huyết Công Tử chừng một trượng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn hắn, bộ dạng giống như người chết, không mang theo một chút tình cảm nào. Ý niệm chớp động, một đạo ý niệm thần ba cường hoành đột nhiên phát xuất, tần suất mỗi thức 248.000 lần phẫn nộ nhắm thẳng tới Huyết Công Tử. Chỉ nghe một tiếng hét thất thanh, toàn thân Huyết Công Tử đột nhiên bị bắn tung lên không, hai tay buông Giao Quang ra, trong miệng phát ra một tiếng thét thê thảm tê tâm liệt phế. Trái Lục Vân xuất chiêu hút lấy thân thể đang lơ lửng trên không của Giao Quang vào trong tay, thương xót nhìn cậu bé. Cẩn thận xem xét tình trạng của cậu, trong mắt Lục Vân lửa giận đùng đùng, sự độc ác của Huyết Công Tử quả thật là đã tới cực độ. Lúc này đại não Giao Quang đã bị trọng thương, hơn nữa cậu căn bản chỉ một đứa trẻ nhỏ không chút chân khí nội lực, mảy may không có sức đề kháng, do đó tình hình thập phần nghiêm trọng, nếu không cẩn thận có thể dẫn đến bị si ngốc, tinh thần bị hủy hoại. Không có nhiều thời gian xem xét việc sống chết của Huyết Công Tử, Lục Vân đặt Giao Quang bên cạnh, hữu thủ phát xuất một luồng ngũ thải quang hoa nhẹ nhàng chụp lên đầu cậu bé, linh lực sung mãn lúc này toàn lực tu bổ đại não, toàn lực khôi phục thần trí của cậu nhằm giúp cậu có thể khôi phục lại sự minh mẫn như bình thường. Lúc này Hắc Y Song Vệ vừa điều tức tỉnh lại, nhìn thấy Huyết Công Tử đang không ngừng kêu la, đều biết rằng do Lục Vân ngầm dở trò. Hét lên một tiếng, thân pháp Song Vệ nhanh như thiểm điện, một trước một sau công kích đến Lục Vân. Chỉ thấy toàn thân Song Vệ hắc sắc quang hoa chớp động không ngừng, song trưởng trở nên đen kịt mang theo một lực lượng tà ác đáng sợ nhắm thẳng vào trước ngực và sau lưng Lục Vân. Thần sắc lãnh khốc nhìn lướt qua Song Vệ, Lục Vân ý tùy tâm động, ý niệm thần ba vô hình ở bên ngoài cơ thể thiết lập 9 đạo phòng ngự, vô thanh vô tức lặng lẽ tập kích địch nhân. Chỉ thấy hắc sắc thân ảnh chớp động, Song Vệ cùng lúc xuất hiện bên cạnh Lục Vân, sắc mặt âm sâm mang theo sự độc ác khôn cùng tàn nhẫn tấn công vào những chỗ yếu hại của Lục Vân. Vừa lúc Song Vệ đến gần Lục Vân trong cự ly 3 thước, nhãn thần Lục Vân đột nhiên âm lãnh nhìn vào hai người, khóe miệng mang theo một thần sắc tàn khốc. Ánh mắt nhẹ biến động, một cảm giác bất tường đột ngột dâng lên trong lòng Song Vệ, đáng tiếc là lúc này mọi thứ đều đã quá muộn. Ý niệm thần ba phân bố xung quanh Lục Vân mang theo lực phản chấn trói buộc đột ngột bắn ngược trở lại Song Vệ, nhanh chóng và chắc chắn bám chặt lấy hai thân thể, triển khai công kích hung mãnh vào đại não bằng ý niệm với tần suất cao. Nhãn thần đại biến, khuôn mặt méo mó, toàn thân Song Vệ hắc sát quang hoa nhanh chóng rung lên, hiển nhiên đang toàn lực phòng ngự, chỉ tiếc là trước đòn tấn công xuất kỳ bất ý của Lục Vân, hoàn toàn vô lực kháng cự. Lúc này, hai tiếng kêu thảm phát ra từ miệng Song Vệ, chớp mắt tràn ngập khắp cả sơn cốc. Thu hồi mục quang, Lục Vân cẩn thận quan sát Giao Quang, trong ánh mắt lộ ra nét thương xót. Đối với cậu bé 10 tuổi này, Lục Vân không hiểu được những kẻ đó làm sao lại có thể dùng những thủ đoạn âm độc như thế này để đối phó với cậu, không hiểu là vì vật gì. Nghĩ tới đây, Lục Vân quay ra nhìn vào trung niên áo xám, trong mắt ánh lên tia nghi hoặc. Mặc dầu không biết tên của người áo xám, nhưng Lục Vân vẫn nhận ra, người này lúc trước tại vùng hoang dã cách đây 100 dặm đã xuất thủ thu thập nam tử áo đen, sát nhân diệt khẩu, chính là ma vực cao thủ. Nghĩ lại những hành động của hắn trước đó, Lục Vân đột nhiên minh bạch, nguyên lai hắn giết người diệt khẩu vì không muốn ai biết được tình hình ở Giao Sơn Thôn, để tiện cho việc thực hiện độc kế của hắn, nhằm tra ra nơi hạ lạc của vật thần bí đó. Nhìn những thi thể xung quanh, Lục Vân không kềm được sự giận dữ dâng lên trong lòng. Sự tình những người này muốn cướp vật đó khả dĩ còn có thể lý giải được, bởi vì con người ai cũng có lòng tham, còn như hành động đuổi tận giết tuyệt mất hết nhân tính thế này quả thật không thể tha thứ. Lãnh khốc nhìn vào Huyết Công Tử, Lục Vân đột nhiên minh bạch lý do vì sao những người tu chân ở nhân gian nhiều lần ngăn trở ma vực cao thủ xâm nhập nhân gian. Tịnh không thể nói ma vực cao thủ toàn là ác ma, nhưng ít nhất đại đa số đều là những hung thần tàn khốc lạnh lùng. Như vậy, vì hòa bình của nhân gian, giới tu chân đành phải nhìn thấy thì giết, nhằm đề phòng bất chắc. Thở hắt ra một hơi, Huyết Công Tử 10 phần kinh hãi nhìn Lục Vân, mục quang dừng lại trên thân của Hắc Y Song Vệ. Phát hiện ra tình hình Song Vệ lúc này không ổn, Huyết Công Tử đứng thẳng thân thể dậy, bước lên phía trước một bước nói. Tiểu tử ngươi là ai, ngươi khi nãy công kích ta có phải sử dụng pháp quyết tâm dục vô ngân của ma vực ta không? Còn ngươi là ai, lúc trước cách đây 100 dặm, ngươi mang Hắc Y nam tử đó giết người diệt khẩu, nhất định là vì sợ người khác biết được ngươi ở đây hành ác, phải không? Lạnh lùng nhìn Huyết Công Tử, trong mắt Lục Vân ẩn chứa sát khí. Thấy Lục Vân không trả lời, Huyết Công Tử tức giận nói. Ta là ai đợi ngươi chết rồi hãy hỏi Diêm Vương đi, xem chiêu. Thân ảnh lao tới Lục Vân, Huyết Công Tử toàn thân bạo phát ra một vòng ánh sắc ám hồng mang theo khí tức tà ác, như một dải ánh sáng chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Lục Vân. Nhãn thần lạnh lùng, đối với tu vi thâm hậu của Huyết Công Tử, Lục Vân đã biết qua, hiểu rằng tên ma đầu này vô cùng giàu hoạt, không thể không để mắt lưu tâm nhiều hơn. Liên tục bố trí 12 đạo ý niệm thần ba, Lục Vân tay trái đồng thời nắm viên mộc, ở trước mặt huyễn hóa ra một đoàn thanh quang bát quái đổ, nhanh chóng hướng về phía Huyết Công Tử đẩy đến. Quang ảnh chớp động, thân thể Huyết Công Tử còn cách người Lục Vân 3 thước liền phát sinh chấn động kịch liệt, lúc này hắn sử dụng thân pháp nhanh như thiểm điện, nhìn như trùng trùng ma ảnh, chính đang điên cuồng xoáy tròn quanh người Lục Vân. Ma tông tâm dục vô ngân đấu với ý niệm thần ba của Lục Vân, hai loại tinh thần dị lực cùng nguồn gốc, phạm vi công kích và phương thức đối kháng nhau, tức thì sản sinh ra sóng thần niệm ba động cường mãnh, khiến thi thể và tạp vật bốn phía lần lượt bắn lên giữa trời, tan thành từng mảnh. Trong lúc giao thủ, Huyết Công Tử liên tục 96 lần cùng viên mộc trong tay Lục Vân giao phong, kết quả đều bị bắn ngược ra, điều này khiến trong lòng hắn cực kỳ chấn động. Mục quang chuyển động, Huyết Công Tử một mặt di chuyển với tốc độ cực nhanh, một mặt dùng pháp quyết tâm dục vô ngân xem xét tình hình Song Vệ. Thấy Lục Vân lúc này tinh lực chủ yếu tập trung trên người, trong mắt Huyết Công Tử lóe lên một tia sáng kỳ dị, tinh thần dị lực cường kích, đột nhiên chặn đứng đòn tấn công của Lục Vân nhằm vào Song Vệ, một đòn giải cứu hai người. Lục Vân sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, ý niệm thần ba lại tăng lên một bậc, tàn nhẫn công thẳng vào Hắc Y Song Vệ. Chỉ nghe tiếng la thảm thiết truyền lại, Đại não thần kinh của Song Vệ tức thì bị ý niệm thần ba cường kích phá hủy, hai người điên cuồng vò xé đầu tóc, thần tình rơi vào điên loạn. Cùng lúc này, Huyết Công Tử sau khi giải cứu Song Vệ, nhân lúc Lục Vân nhắm Song Vệ phát động tấn công, toàn thân hắc sắc quang hoa bạo phát, đột ngột thi triển Ma Tông kỳ học Ma Ảnh Thiên Huyễn. Chỉ thấy trong màn Ma Ảnh Thiên Huyễn, Huyết Công Tử không đi cứu Song Vệ mà lại lao thẳng đến phía Giao Quang. Thừa lúc Lục Vân tâm thần đang chấn động, Huyết Công Tử cười lên một tiếng độc ác nói: "Ta không đoạt được thì người cũng đừng vọng tưởng đoạt được, mà diệt kỳ tâm." Một trường mang theo uy lực hủy diệt khủng bố tàn nhẫn nhắm vào ngực Giao Quang, chớp mắt đã tiến nhập vào trong nội thể Giao Quang, điên cuồng phá hoại sinh cơ của cậu. Thần sắc biến động, khi Lục Vân phát hiện ra ý đồ của Huyết Công Tử, mọi việc đều đã quá muộn. Lục Vân cách nào cũng không nghĩ đến Huyết Công Tử lại tàn ác như vậy. Vì đạt mục đích bất chấp tất cả, thực sự lãnh khốc đáng sợ. Nhìn thấy thân thể Giao Quang bị chấn bay, trong mắt Lục Vân giấy lên lửa giận ngùn ngụt, cả trăm người dân trong sơn thôn này đều đã chết, nếu như mệnh mạch cuối cùng này cũng chết thì sơn thôn này sẽ vĩnh viễn biến mất trên nhân thế. Giận dữ hét vang, ý niệm thần ba của Lục Vân đột nhiên tăng lên mỗi thức 379.000 lần, điên cuồng nhắm đến Huyết Công Tử công kích. Vào lúc này, Lục Vân đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt cho bằng được hắn, đã không còn chút nhân nhượng nào, toàn lực xuất thủ. Đồng thời trong thời khắc đó, thân ảnh Lục Vân chớp động, sau khi tay phải ấn lên ngực Song Vệ một đạo hắc sát ấn ký, tiếng la thảm thiết nháy mắt liền biến mất, sau đó thân thể hai tên hóa thành những làn khói mỏng tiêu tán giữa không trung. Nhẹ nhàng tiếp lấy thân thể Giao Quang, Lục Vân xếp bằng trên đất, song thủ đồng thời đặt lên đầu và ngực Giao Quang. Lúc này, viên mộc trong tay Lục Vân bay lên trên đỉnh đầu, tự động xoay chuyển tán phát ra một luồng ám hồng sắc quang mang bao trùm lấy thân thể Lục Vân và Giao Quang vào bên trong. Nhìn về phía Huyết Công Tử, ý niệm thần ba của Lục Vân lúc này liên tục đuổi theo truy kích không một chút lơi lỏng. Đồng thời, hai tay Lục Vân đặt trên người Giao Quang, phát ra quang mang kim sắc, lúc này toàn lực thi triển Phật môn Tâm Thiện Bất Diệt Quyết không ngừng đối kháng với pháp chú hủy diệt sinh cơ ma diệt kỳ tâm của Huyết Công Tử. Xét theo thương thế của Giao Quang, thực sự hoàn toàn không còn chút sinh cơ nào. Chỉ là Lục Vân không nỡ nhìn sinh mệnh cuối cùng của Giao Sơn Thôn kết thúc như thế này nên dốc toàn lực ứng cứu, muốn tranh mệnh cùng với ông trời. Chỉ thấy lúc này Lục Vân toàn thân kim quang tỏa sáng, từ trên người phát ra Phật ra từ bi chi khí thần thánh trang nghiêm, chính là dùng tu vi vô thượng nỗ lực khắc chế lực phá hủy tàn bạo của ma diệt kỳ tâm, nỗ lực bảo vệ mạng sống của Giao Quang. Lúc này, tiếng kêu la thảm thiết của Huyết Công Tử đã biến mất, khi Lục Vân đang toàn lực tranh đoạt sinh mệnh của Giao Quang, Huyết Công Tử chấp thời cơ thoát khỏi đòn công kích ý niệm của Lục Vân, cả người ngã lăn ra đất, hoàn toàn không còn chút sức lực phản kháng. Nhìn thấy nhân dạng của Lục Vân kim quang tỏa sáng, sắc mặt Huyết Công Tử biến đổi, khí thức Phật gia thần thánh trang nghiêm đó khiến hắn toàn thân cảm thấy thập phần khó chịu. Trong mắt chuyển động, Huyết Công Tử hiểu rằng nếu mình không thể tìm cách thoát được khỏi tay Lục Vân thì hôm nay chắc chết. Lúc này hắn một mặt nghĩ cách, một mặt toàn lực vận công khôi phục chân nguyên. Chương 118 Ma Châu đột hiện, một làn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt bay nhẹ trên bầu trời sơn thôn, dường như nó không muốn bay đi xa. Giữa lưng chừng trời, trong màn huyết vụ mờ nhạt, vô số vong hồn nhìn chăm chú vào Giao Quang đang nằm trong lòng Lục Vân, hàng trăm vong hồn đang chúc phúc cho cậu bé. Nhìn thấy người duy nhất còn sống của sơn thôn, những vong hồn đó đều ngửa mặt lên trời khóc ròng, giống lên giận dữ. Tuy không có thanh âm nào vang lên, nhưng sự oán hận cố chấp không cam chịu đó trong lúc này lại từ từ biến thành một luồng oán khí kinh thiên động địa, sộc thẳng lên tận 9 tầng mây. Ở phía đằng xa, vài đạo khí tức đã nhận ra sự khác thường trên bầu trời, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt lộ ra cái vẻ vô cùng kinh ngạc. Cảm giác được rằng sự oán hận vô cùng mãnh liệt đó rất lâu vẫn không tiêu tán, những luồng khí tức đó liền quay người bay đi muốn dò la xem rốt cuộc đó là thứ gì. Trên bầu trời quang hoa lấp loáng, chỉ thấy liên tiếp ba đạo quang ảnh bay qua, lao thẳng tới nơi oán khí hội tụ. Sau đó, trong khoảnh khắc lại nhìn thấy bóng của bốn người, ba người trước, một người sau bay qua, hai nhóm người này chỉ cách nhau một khoảng thời gian rất ngắn. Kim quang vụt sáng, Lục Vân thu hồi pháp quyết, nhìn Giao Quang một cách thương tiếc xót xa. Trải qua sự cứu giúp toàn tâm toàn lực của Lục Vân, pháp chú ma diệt kỳ tâm tà ác đáng sợ tạm thời đã bị áp chế. Nhưng trong lòng Lục Vân hiểu rõ, nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được nửa giờ, sau nửa giờ sẽ không còn ai có thể áp chế được cỗ lực lượng thôn phệ tà ác đó, tính mạng của Giao Quang cũng đi vào bước đường cùng. Nhìn đứa bé thanh tú khiến người ta phải yêu mến, Lục Vân bất giác nhớ lại thời thơ ấu của mình, lúc đó chẳng phải chàng cũng anh tuấn thanh tú, thông minh lanh lợi như thế này sao? Nhưng còn hiện tại, tất cả đều đã trôi vào dĩ vãng. Tuy chỉ là hồi ức nhưng suy cho cùng bản thân chàng vẫn có thể thường xuyên nhớ lại, còn Giao Quang, cậu bé thậm chí đã không có thời gian để nhớ tới những hồi ức tuổi thơ nữa. Khẽ thở dài, tay phải của Lục Vân xoa nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé của Giao Quang đang ngủ mê mệt, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên đôi mắt vì đau khổ mà nhăn nhúm lại của Giao Quang. Nhìn cậu bé một lúc trong yên lặng, Lục Vân đau buồn nói. Bất luận như thế nào ta cũng phải làm cho cháu tỉnh lại để sống nốt quãng đời còn lại, xem như là một chút tấm lòng của ta đối với cháu. Nói xong, lòng bàn tay phải của Lục Vân lóe lên thất thải quang hoa, nhẹ nhàng đánh vào bách hội huyệt trên đầu Giao Quang. Đôi lông mày khẽ cử động, Giao Quang nhẹ nhàng mở to mắt, cậu bé có chút gì đó mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh. Người đầu tiên đập vào mắt nó là một vị thúc thúc mặt mày khôi ngô tuấn tú. Điều này làm cho Giao Quang có chút khó hiểu không biết vị thúc thúc này là ai và đến đây lúc nào. Khẽ đảo mắt, Giao Quang rất nhanh liền phát hiện ra Huyết Công Tử, trong chốc lát sắc mặt biến đổi, song nhãn xạ ra cừu hận vô tận, cực kỳ lăng lệ. Nhìn Giao Quang một cách hiền từ, Lục Vân hết sức nhu hòa nói. Đừng tức giận, lúc này thân thể cháu đang bị thương nặng, không nên nổi cáu, như vậy mới có lợi cho cháu. Hãy nói cho ta biết cháu tên là gì, tại sao ở đây lại xảy ra những chuyện như thế này, tên ma đầu kia tại sao lại muốn sát hại toàn bộ những người trong thôn làng của cháu. Ngẩng đầu lên nhìn Lục Vân, Giao Quang từ từ kiềm chế được sự phẫn nộ, hỏi nhỏ. Thúc thúc, là thúc cứu cháu phải không? Cháu tên là Giao Quang, là người cuối cùng của Sơn Thôn. Câu nói cuối cùng phát ra từ miệng đứa bé mới chỉ 10 tuổi chứa đựng vài phần thê lương và tang thương, làm cho người ta cảm thấy có chút gì đó chua xót thương cảm. Lục Vân nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy, là thúc cứu cháu, nhưng tiếc là thúc đến muộn một chút nên cuối cùng cháu vẫn bị trọng thương dưới tay của ma đầu, không có cách nào cứu sống cháu được. Đừng khóc, biết không, nam tử Hán không được dễ dàng rơi nước mắt. Bây giờ thúc nói với cháu, cháu hãy nghe cho rõ đây, cháu đã trúng pháp chú ma diệt kỳ tâm vô cùng tà ác của ma đầu, thúc chỉ có thể tạm thời khống chế được nó, thời gian khống chế chỉ được nửa giờ. Một khi thời gian đó hết thì thúc cũng không thể cứu được cháu, khi đó cháu sẽ chết. Bây giờ cháu có điều gì muốn nói với thúc hoặc muốn thúc giúp cháu hoàn thành việc gì, cháu có thể nói ra, bất kể là việc gì thúc cũng đồng ý với cháu, cháu rõ chưa, Giao Quang. Giao Quang sắc mặt biến chuyển, nhẹ nhàng nhìn về phía chân trời, trong nháy mắt vẻ mặt liền bình tĩnh trở lại. Ánh mắt Giao Quang hướng về phía Lục Vân, bình tĩnh nhìn chàng một hồi lâu rồi mới điềm tĩnh nói. Cảm ơn thúc, bất luận như thế nào cháu cũng không dễ dàng khóc đâu. Giao Sơn Thôn tất cả có 274 người, tính cả Đồng Thanh Phong thúc thúc là tổng cộng 275, đến nay chỉ còn mình cháu. Cháu cũng sắp được lên trời để gặp họ rồi, trong lòng cháu cảm thấy rất vui sướng. Tuy cháu biết rằng họ đều không muốn gặp cháu, họ đều hy vọng rằng cháu có thể sống tốt đẹp, cho nên để bảo vệ cháu mà tất cả mọi người ở Sơn Thôn đều chết, nhưng đáng tiếc thay cuối cùng cháu cũng không thể trốn thoát. Suốt đời này cháu mãi mãi không thể quên những người ở Sơn Thôn, từng khuôn mặt tươi cười, từng lời hỏi thăm ân cần của họ, cháu mãi mãi ghi tạc trong lòng. Tại đây cháu là bảo bối được cưng chiều nhất của tất cả mọi người trong Sơn Thôn, mọi người đều yêu quý cháu nhất, cho nên hôm nay khi xảy ra tai họa chết người này, tất cả mọi người đều liều chết để cứu cháu, hy vọng cháu có thể thoát chết. Nhưng tiếc thay ý trời khó đoán, hoặc có thể đây là số mệnh của cháu, tuy cháu không phục, nhưng cháu lại chẳng biết làm thế nào. Giao Quang rất bình tĩnh lãnh đạm nói ra những điều đó, hệt như không phải đang nói về chính mình vậy. Lục Vân nhìn cậu bé với ánh mắt bi thương đau xót. Chàng không hiểu tại sao mình và Giao Quang tuy lần đầu tiên gặp nhau, chàng đã cảm thấy rất thông cảm cho Giao Quang, là vì có duyên với nhau hay vì Giao Quang cũng không phục trời đất như chàng. Lục Vân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé mềm yếu của Giao Quang, im lặng lắng nghe cậu tiếp tục nói. Cuộc đời này coi như là hết, tiếng hát tiếng cười vui vẻ những ngày trước đây vẫn chưa kịp thưởng thức kỹ thì bây giờ tất cả đều đến bước đường cùng, có thể đối với người khác mà nói. 10 tuổi là cái tuổi vô ưu vô lo nhưng đối với cháu thì lúc 10 tuổi lại để lại một ký ức mà cả đời này cũng không bao giờ mở phai. Nếu như có tương lai sau này, cháu cũng sẽ nói với chính mình, cả đời này cái gì cũng có thể quên được, nhưng ba chữ, Giao Sơn Thôn, thì nhất định không được quên, bởi vì ở đó có hồi ức cả đời của cháu. Dù có chết đi, suốt đời này cháu mãi mãi ghi nhớ ba chữ, đó chính là Giao Sơn Thôn. Bây giờ cháu sắp đi rồi cháu rất muốn mọi người có thể đến tiễn cháu hoặc đến đón cháu. Như vậy thì trên đường đi của cháu, cháu mới không cảm thấy cô đơn. Nhìn xung quanh một cách lãnh đạm, vẻ mặt Giao Quang rất bình tĩnh, nhưng sự mất mát đau buồn nơi đáy mắt thì lại vô tâm bộc lộ ra. Lục Vân toàn thân chấn động, lần đầu tiên một đứa trẻ 10 tuổi đã làm cảm động tâm hồn chàng. Nhìn Giao Quang, Lục Vân đột nhiên minh bạch, thì ra trên mình Giao Quang có bóng dáng chàng hồi nhỏ, chẳng trách mà mình có tình cảm đặc biệt với thằng bé. Đôi môi khẽ run lên, Lục Vân chần chừ hồi lâu, câu nói đó cuối cùng vẫn lưu lại trong tim. Nụ cười tang thương xuất hiện trên khuôn mặt ngây thơ non nớt có chút gì không được hài hòa, tuy nhiên lại làm cho người ta cảm thấy đau lòng một cách lạ thường. Giao Quang nhìn Lục Vân, cảm nhận được tình cảm của Lục Vân dành cho nó, bất giác bình tĩnh nói. Thúc không nên quá đau lòng vì cháu, không phải thúc đã từng nói nam tử Hán không được dễ dàng rơi lệ đó sao? Cháu sẽ không khóc, hy vọng rằng thúc cũng sẽ không khóc. Lúc này cháu sắp đi rồi, cháu có hai tâm nguyện muốn nhờ thúc giúp cháu hoàn thành, mong rằng thúc có thể đáp ứng cháu. Thần sắc yêu thương nhìn Giao Quang, Lục Vân cố gắng giữ bình tĩnh nói. Cháu hãy nói đi, thúc nhất định sẽ đồng ý với cháu, cho dù là yêu cầu gì đi nữa thúc cũng sẽ làm giúp cháu. Nở một nụ cười nhợt nhạt, sắc mặt của Giao Quang gần như trắng bệch nhưng sự cảm kích lại biểu lộ ra một cách rõ ràng. Nhìn xung quanh một lúc, ánh mắt Giao Quang hướng về phía Huyết Công Tử đang toàn lực khôi phục chân nguyên, lạnh lùng nói. Người này đến từ ma vực huyết giới, xếp thứ 6 trong huyết giới thất tuyệt. Cháu đã từng nói, chỉ cần không chết kiếp này nhất định phải tiêu diệt chúng. Bây giờ cháu không thể làm điều đó được nữa, thúc hãy thay cháu hoàn thành, cũng coi như là báo thù cho Giao Sơn Thôn. Lục Vân liếc nhìn Huyết Công Tử rồi trầm giọng nói. Thúc đồng ý với cháu, nhất định cả đời này thúc sẽ vì cháu, vì Giao Sơn Thôn mà tiêu diệt ma vực huyết giới, cũng là để báo thù cho tất cả mọi người. Còn có tâm nguyện gì nữa thì cứ nói ra, thúc nhất định sẽ làm cho cháu. Giao Quang nghe xong những lời đó, ánh mắt lại một lần nữa nhìn xung quanh, mang theo một vẻ không đành lòng, lưu luyến bịn dịn vô cùng, trên mặt lộ ra nụ cười nhợt nhạt thảm đạm. Giao Quang thu hồi lại ánh mắt, yên lặng nhìn về phía đằng xa, chìm trong cơn trầm mặc. Trong thời khắc đó, bề ngoài nó tuy là một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng thần sắc của nó giống hệt như một thiếu niên già dặn, điều đó làm cho Lục Vân trong lòng cảm thấy đau đớn xót xa. Bốn phía xung quanh yên tĩnh, Lục Vân không thèm để ý đến tình hình của Huyết Công Tử, bởi vì chàng đã đồng ý với Giao Quang là giết chết Huyết Công Tử thì cho dù tình hình của hắn có như thế nào đi chăng nữa, chàng nhất định sẽ làm được. Yên lặng nhìn về phía chân trời, ánh mắt của Lục Vân khẽ biến đổi lộ ra vẻ ưu tư suy nghĩ, thân hình không hề di động. Quang hoa lóe lên, ba đạo nhân ảnh giành nhau vượt lên trước rồi xuất hiện tại trường. Nhìn ra thấy ba người này không phải là ai khác mà chính là Lục Bào Song Sát và Huyết Y Bá Vương mà Lục Vân đã nhìn thấy khi ngầm theo dõi lúc trước. Lướt qua một lượt tình hình xung quanh, ánh mắt Huyết Y Bá Vương hướng về phía Huyết Công Tử, nói. Không hổ là người đến từ ma vực, thật quá tàn nhẫn, ngay đến những người dân bình thường ngươi cũng không bỏ qua cho. Nhưng đáng tiếc là bộ dạng của ngươi lúc này chẳng ra làm sao cả, có phải đã chịu thiệt thòi rồi không, có muốn ta giúp ngươi xem thế nào không? Huyết Y Bá Vương vừa nói vừa âm trầm đi về phía Huyết Công Tử. Cạnh đó, Lục Bào Song Sát nhìn Lục Vân với nhãn thần lăng lệ, hạ giọng nói. Lão nhị cẩn thận một chút, tiểu Lục của ta nhận thấy có một thứ gì đó rất kỳ quái, chính là trên người của tên thiếu niên kia. Bây giờ chúng ta hãy để tâm, cần phải lập tức đoạt lấy nó rồi nhanh chóng rời đi trước khi cao thủ tam phái phía sau tới kịp. Hành động, nhanh lên, vừa dứt lời, chỉ thấy thân ảnh của Song Sát vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Lục Vân, một đôi chủy thủ phát ra một hồng một lục hai đạo kiếm khí với kình lực mạnh mẽ chia ra tấn công vào đầu và ngực Lục Vân. Lục Vân nhìn hai người với ánh mắt lãnh khốc, ý niệm thần ba với công hiệu thần kỳ đặc hữu một mặt phân tích điểm yếu trong thế tấn công của hai người, một mặt tìm đúng cơ hội để phát ra ý niệm công kích với mật độ cao. Đồng thời thân thể của Lục Vân bay lùi về phía sau, tay trái ôm lấy Giao Quang, tay phải nắm lấy cây gỗ tròn, cấp tốc vung ra một loạt kiếm ảnh ngăn chặn sự tấn công của Song Sát. Phía bên này, Huyết Công Tử nhìn Huyết Y Bá Vương với ánh mắt phẫn nộ căm tức, người nhảy vọt lên trong tư thế cảnh giác phòng bị. Đảo mắt nhìn qua thân ảnh của Song Sát đang tấn công Lục Vân, ánh mắt Huyết Công Tử lóe lên thần sắc tàn khốc, vào thời khắc chiến thiên phủ của Huyết Y Bá Vương bổ xuống gần sát tới thân thì đột nhiên hắn biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ngay sau lưng Lục Vân. Huyết Công Tử nhìn Lục Vân với ánh mắt u tối, hữu thủ hàm chưa quang hoa hắc sắc nồng đậm, âm thầm bổ một chưởng vào lưng Lục Vân, tay trái chộp lấy Giao Quang từ tay Lục Vân. Hiển nhiên là tới thời khắc này, hắn vẫn không buông tha cho Giao Quang, muốn đoạt được thứ mà hắn muốn tìm từ miệng Giao Quang. Lục Vân đang mang Giao Quang bên mình, ba đại cao thủ lại đồng thời tấn công, vì vậy làm cho tình thế thập phần bất lợi. Mục quang chuyển động, Lục Vân ý tùy tâm động, ý niệm rất nhanh chóng phát ra sự công kích về phía ba người. Cùng lúc đó, thanh gỗ tròn trong tay của Lục Vân bất ngờ phát ra một đoàn quang hoa đỏ rực chói mắt, một luồng sức mạnh mãnh liệt dữ dội bất ngờ xuất hiện trước mặt của Song Sát, ngăn chặn sự tấn công của hai thanh chủy thủ. Lão nhị, người kẻ nhắn lại, còn đâu giao cho ta, trong tiếng thét khẽ, lão đại của Song Sát tránh đối diện trực tiếp với Lục Vân, màn hào quang hộ thể không ngừng bị nghiền nát dưới sự công kích của ý niệm thần ba, rồi lại dần dần trở về nguyên trạng. Tranh thủ lúc lão nhị đang toàn lực tấn công điên cuồng, đại sát tung ra một chảo về phía tả thủ của Lục Vân, dường như muốn thừa cơ cướp lấy Giao Quang. Lục Vân nhãn thần biến đổi, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước pháp quyết cổ quái phòng ngự sự công kích tinh thần của Song Sát. Lúc này, nhìn thấy đại sát định cướp lấy Giao Quang, Lục Vân vẻ mặt lạnh lẽo, người hơi nghiêng, tay phải rút thanh gỗ tròn ra, lôi điện quang cầu từ trường tâm của Lục Vân vô thanh vô tức xuất hiện trước ngực đại sát. Phía sau, Huyết Công Tử thấy Lục Vân tựa hồ như không hề phát giác ra, ánh mắt lập tức toát lên vẻ thù hận, hữu thủ hung ác bổ ra một trường thập tầng công lực kèm theo quang hoa hắc sắc. Cười một tiếng lạnh lẽo, tuy Lục Vân không cảm thấy một điểm khí tức nào nhưng ý niệm thần ba thần kỳ vô bỉ, mọi động tĩnh xung quanh chỉ cần có tồn tại, bất kể che giấu thế nào cũng đều không tránh khỏi sự tra xét của chàng. Đợi cho đến hữu thủ của Huyết Công Tử còn cách lưng 3 tấc, toàn thân Lục Vân phát ra ngân sắc quang hoa, cả người biến mất một cách thần bí. Đại sát và Huyết Công Tử tiền hậu giáp kích lại thành ra công kích lẫn nhau. Một tiếng giống kinh hãi cuồng nộ phát ra, hình bóng của ba người lần lượt tản mạn. Huyết Công Tử nhìn song sát với sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hắn bừng cháy ngọn lửa căm phẫn ngút trời. Song sát cũng đồng thời nhìn hắn với vẻ phẫn nộ không kém, sắc mặt rất khó coi, điều đó thể hiện rằng đòn công kích vừa rồi cả hai bên đều bị thất thế. Nhìn thấy Lục Vân xuất hiện cách đó khoảng 3 trượng, song sát liếc nhau một cái rồi lại lao thẳng về phía Lục Vân. Cùng lúc đó, Huyết Y Bá Vương sau khi tấn công Huyết Công Tử, nhìn thấy Lục Vân xuất hiện cách mình không xa, trong ánh mắt lập tức lộ hung quang, chiến thiên phủ vung lên bổ xuống người Lục Vân. Chỉ thấy một đạo đao quang dài hàng chục trượng tỏa hào quang chói lóa mang khí thế kinh người trong chốc lát đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Lục Vân. Lục Vân không chút hoang mang khẩn trương, thanh gỗ tròn trong tay bắn ra kéo theo một loạt âm thanh vang động trời đất, dưới ánh hào quang đỏ rực, bạo phát một đạo kiếm trụ dài chục trượng, nghênh đón đòn công kích của Huyết Y Bá Vương. Hai đạo quang trụ huyết sắc xung kích, pháp lực mạnh mẽ dữ dội lập tức làm nổ tung tất cả mọi thứ xung quanh. Trong tiếng nổ vang, Huyết Y Bá Vương gầm lên một tiếng phẫn nộ, thân hình lùi liên tiếp 3 bước, màn hào quang đỏ rực quanh thân rung động dữ dội. Còn Lục Vân sắc mặt đại biến, thân thể liên tiếp lùi 2 bước, vẻ mặt đầy kinh hãi. Chàng không thể tưởng được rằng tu vi của Huyết Y Bá Vương lại mạnh mẽ như vậy, không ngờ lại có thể sánh ngang với trưởng giáo của Lục Viện. Đúng lúc Lục Vân bị chấn động lùi lại phía sau, song sát và Huyết Công Tử lại một lần nữa phát động sự tập kích, cả ba đều hướng về phía tay trái của Lục Vân. Người đầu tiên xông vào là Huyết Công Tử, hắn một tay chộp về phía Giao Quang, đáng tiếc là bị Lục Vân phát hiện, làm cho hắn bị chấn động lùi lại phía sau. Tiếp theo, chủy thủ trong tay nhị sát huyễn hóa thành 13 đạo kiếm mang, theo phương vị ngũ hành bát quái hình thành một thế công kích thần kỳ khó mà tính trước được, không ngờ chiêu này lại ngăn chặn được toàn bộ sự phản kích của Lục Vân. Cảm giác được sự huyền diệu trong chiêu thức của nhị sát, Lục Vân bất giác chau mày, ý niệm thần ba phân tích một cách tỉ mỉ sự huyền bí của nó. Tuy nhiên đúng lúc đó, hữu thủ của đại sát đã kịp chộp lấy tả thủ của Lục Vân một cách xảo diệu, nhanh chóng chế trụ huyền mạch của chàng, muốn khống chế thân thể chàng. Ánh mắt Lục Vân khẽ biến đổi, lúc này song sát đột nhiên thi triển pháp quyết thần kỳ khiến Lục Vân phải thất kinh. Nhìn thấy tả thủ của mình bị nắm chặt, Lục Vân không kịp nghĩ nhiều, cánh tay liền co rụt lại, toàn bộ cánh tay mềm nhũn như nước đang nằm trong tay của đại sát nhanh chóng thu về. Đại sát dường như không thể nghĩ được rằng Lục Vân lại phản ứng nhanh như thế, thủ pháp thần kỳ đến vậy, hắn ngây người ra nhưng chỉ trong nháy mắt đã lập tức phản ứng lại. Hữu thủ giơ ra trước, từ ống tay áo của đại sát bay ra một đạo lục ảnh, vô thanh vô tức rơi xuống cổ tay trái của Lục Vân. Chỉ thấy lục ảnh chớp động, ống tay áo của Lục Vân bị chấn nát, chùm ngọc châu ở bên cánh tay lập tức tung ra. Ma Long Châu, hóa ra Ma Long Châu ở trong tay hắn ta, thật không thể ngờ được. Một tiếng kêu phát ra từ miệng của Huyết Công Tử và đại sát, lúc nhìn thấy chùm ngọc châu cả hai đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc kêu lên. Lúc đó Huyết Y Bá Vương và Lục Vân đều chấn động trong lòng, trong giây lát đã ý thức được điều gì đó. 4 đại cao thủ đều chăm chú nhìn tay trái của Lục Vân, chỉ thấy chuỗi ngọc khoảng 3 tấc có một con bích long toàn thân tỏa hào quang lục sắc đang uốn lượn ngự trên bề mặt, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào hạt châu màu xám. Gầm lên một tiếng, 4 đại cao thủ đồng thời xông thẳng về phía Lục Vân, mục tiêu chính là Ma Long Châu. Lục Vân nhìn con bích long, tâm niệm cấp tốc chuyển động, tả thủ trong lúc bị chấn động đã dùng nhu kình đưa thân thể của Giao Quang ra ngoài 3 trượng. Sau đó, ở chỗ tay trái của Lục Vân xoát hiện một đoàn quang hoa hắc sắc, hóa hồn đại pháp của Quỷ Tông mang khí tức quỷ dị như muốn thôn tính tất cả bất ngờ bao trùm lấy bích long. Lúc đó thân ảnh lục sắc của bích long vẫn ngự trên tay Lục Vân bỗng phát ra một tiếng rít kỳ quái, thân thể nhỏ bé trong phạm vi khoảng 1 thước bất ngờ bắn ra kịch liệt, dường như muốn thoát khỏi lực lượng hóa hồn đáng sợ đó. Đại sát giống lên phẫn nộ, huy động chủy thủ trong tay, một đạo kiếm mang lục sắc chói mắt bạo phát quang trụ dài chục trượng điên cuồng chém xuống Lục Vân. Nhị sát, Huyết Y Bá Vương và Huyết Công Tử khi nhìn thấy hiện trạng đó đều nhân cơ hội hành động, trong thời khắc đó, 4 đại cao thủ mỗi người vì mục đích riêng của mình mà cuối cùng liên thủ phát ra một đòn tấn công cực mạnh. Sắc mặt biến đổi, ý niệm thần ba lập tức phân tích sự đáng sợ trong đòn liên thủ của 4 đại cao thủ, điều đó làm cho Lục Vân vô cùng cẩn trọng. Không kịp bắn bích long ra, thanh gỗ tròn rung lên trong hữu thủ Lục Vân, một âm thanh kinh thiên động địa phát ra, như ý tâm hồn kiếm cuối cùng đã phá lớp gỗ ngoài xuất ra. Thần kiếm trong tay, ánh mắt Lục Vân lập tức trở nên lãnh khốc vô bỉ. Trong lúc hữu thủ huy động, trên thân kiếm đỏ rực một đạo quang ảnh huyết sắc mang sát khí vô biên hóa thành ngàn đạo huyết ảnh, trong nháy mắt đã bao trùm lên toàn bộ không gian xung quanh. Chỉ thấy huyết quang đại thịnh, thiên ảnh huyết mị với sát khí cực kỳ đáng sợ bằng một phương thức điên cuồng tàn nhẫn đã dễ dàng đột phá màn hào quang hộ thể của bốn đại cao thủ, làm cho bốn người cảm thấy vô cùng kinh hãi. Trong lúc nguy kịch đó, song sát gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, trong nháy ma thân thể biến thành hai đạo hào quang một hồng một lục, cùng với hai thanh chủy thủ xả thẳng về phía tả thủ của Lục Vân. Còn Huyết Y Bá Vương lại chọn một phương thức khác, chỉ thấy chiến thiên phủ trên tay phải của hắn ta quay tròn rất nhanh, lúc tốc độ đạt đến cao nhất, Huyết Y Bá Vương hét lớn một tiếng, thân thể bất ngờ xoay tròn, cả người hóa thành một cơn lốc huyết sắc, thúc động chiến thiên phủ đâm thẳng về phía Lục Vân. Từ xa nhìn lại, Huyết Y Bá Vương tựa như một dải lụa màu máu, hỏa diễm như một cái đuôi đằng sau cuộn tròn phi đến thân thể Lục Vân. Nhìn thấy sự chọn lựa của Song Sát và Huyết Y Bá Vương, Huyết Công Tử hơi chần chừ do dự, toàn bộ thân thể đột nhiên bay chế xiết xuống, xông thẳng vào Giao Quang đang nằm trên mặt đất. Không hề đối đầu với Lục Vân, lúc đó Huyết Công Tử dường như cảm giác được Lục Vân không dễ dàng đối phó, do đó hắn quyết định chọn giải pháp tránh mặt. Chương 119 Tối Hậu Tâm Nguyện. Bên này giữa trung tâm trận chiến, thần kiếm của Lục Vân biến thành nghìn đạo kiếm ảnh lượn quanh người lập tức kết thành cửu đạo phòng ngự, phối hợp phía trên đỉnh đầu là thiên ảnh huyết mị tạo nên thế kiên cố như tường đồng vách sắt. Tuy thế, ba người kia vẫn chọn cách tấn công dựa vào thực lực, hoàn toàn không hề có ý né tránh. Chỉ thấy hai đạo lục hồng quang mang xoáy tròn đan xen vào nhau hình thành một đạo quang hoa kỳ dị, hung hãn liên tiếp phá vỡ 8 đạo phòng ngự của Lục Vân, nhắm thẳng bản thể của chàng lao tới. Ở một phía khác, chiến thiên phủ của Huyết Y Bá Vương phát ra chiến thiên cương cường mãnh không gì so sánh được, lực xoay chuyển cực cao điên cuồng xé nát tầng khí tức phòng ngự của Lục Vân, chỉ trong chớp mắt đã công phá đạo phòng ngự thứ 9 đánh thẳng vào ngực chàng. Trường kiếm cấp tốc rung lên, vô số lần cường kình giao phong khiến cho sắc mặt Lục Vân hơi tái đi, thân thể liên tục lùi lại phía sau không ngừng tăng cường phòng thủ. Vào lúc song phương toàn lực giao thủ, Lục Vân mới hiểu rõ được sự lợi hại của ba cao thủ, phát hiện ra tu vi của ba người này tuyệt đối không dưới trưởng giáo Lục Viện. Trong tình huống như vậy, nhãn thần Lục Vân hơi chuyển động, một cỗ khí thế mãnh liệt cùng huyền thanh sắc quang mang đột nhiên bạo phát. Đạo gia vô thượng pháp quyết Thái Huyền Liệt Thiên Đạo với uy lực bá đạo liệt thiên xuất hiện xung quanh Lục Vân. Thanh quang vừa hiện, ngay lập tức Lục Vân chặn đứng đòn tấn công của ba đại cao thủ, ổn định thế trận. Đang lúc Lục Vân chuẩn bị toàn lực phản kích, hành động của Huyết Công Tử xuất hiện rõ ràng trong tâm trí khiến chàng hét lên giận dữ. Ý niệm thần ba lập tức phát ra 19 đạo công kích cường mãnh, tần suất liên tục gia tăng xoay quanh Huyết Công Tử điên cuồng tấn công. Ở bên này, Song Sát và Huyết Y Bá Vương phát giác sự phân thần của Lục Vân liền nhân cơ hội bức ép đột phá, một chiêu phá tan Thái Huyền Liệt Thiên Đạo, hung hãn tấn công thân thể chàng. Miệng hét vang một tiếng, quanh thân Lục Vân cấp tốc lóe lên một đạo thanh quang, cản trở hơn phân nửa lực tấn công, thân thể dưới sự công kích mạnh mẽ lùi về sau 4 bước, khóe môi rớm máu. Quang hoa chấp hiện, đại sát từ lục quang chuyển hóa thành hình người nhằm tay phải của Lục Vân chộp tới, muốn cướp lấy chuỗi ngọc châu trên tay chàng. Huyết Y Bá Vương thấy vậy chiến thiên phủ vung lên, một cỗ kình lực mạnh mẽ công thẳng tới làm cho chuỗi ngọc châu trên cổ tay Lục Vân tức thì bị bắn tung tóe khắp nơi, viên ma long châu màu xám cho bắn ra vài thước thu hút mục quang của Song Sát, Huyết Y Bá Vương và cả Lục Vân. Lưu quang chấp động, nhân ảnh cấp xạ, bốn người đồng thời bổ nhào tới ma long châu muốn giành vào tay. Lục Vân sở dĩ muốn xuất thủ thật ra có hai nguyên nhân, thứ nhất đây là vật thiếu nữ có tên Tâm Nhi tặng, nó thuộc về chàng nên không cho phép ngoại nhân cướp đoạt. Thứ hai, nguyên nhân sâu xa cũng vì lo nghĩ cho thiên hạ, Lục Vân hiểu rất rõ bên trong ma long châu ẩn tàng ma khí hung sát vô cùng, một khi rơi vào tay tà ma sẽ tiếp tay cho ma quỷ làm nguy hại đến bách tính. Còn ba tên này cướp đoạt với mục đích gì không nói cũng hiểu, tự nhiên vì tư lợi bản thân. Lưu quang chấp động, nhân ảnh cấp xạ, bốn người đồng thời nhắm hướng ma long châu nhào tới, muốn giành vào tay. Lục Vân sở dĩ xuất thủ là do hai nguyên nhân, thứ nhất vì đây là vật mà thiếu nữ có tên Tâm Nhi tặng, nó thuộc về chàng, không thể để ngoại nhân cướp đoạt. Thứ hai, nguyên nhân sâu xa cũng vì lo nghĩ cho thiên hạ, bởi Lục Vân hiểu rất rõ bên trong ma long châu ẩn tàng ma khí hung sát vô cùng, một khi rơi vào tay tà ma sẽ tiếp tay cho ma quỷ làm nguy hại đến bách tính. Còn ba tên này cướp đoạt với mục đích gì không nói cũng hiểu, tự nhiên là vì tư lợi bản thân. Trong lúc giao thủ, tứ đại cao thủ phát ra khí lưu mạnh mẽ hình thành một cơn bão cuồng bạo, trên mặt đất đá chạy cát bay, bụi cuốn lên mù mịt. Vô số kiếm ảnh, trưởng kình giao tranh dữ dội trong không gian nhỏ hẹp, phát ra âm thanh như sấm nổ chấn động màng nhĩ, ma long châu không ngừng bắn tung loạn xạ nhất thời không ai đoạt được. Cách đấy hai trượng, Lục Vân trong cơn phẫn nộ kích tới huyết công tử làm cho toàn thân hắn chấn động, hắc sát quang hoa quanh thân bị phá nát, cả người đẫm máu phi thân tìm đường tẩu thoát. Dưới mặt đất, Giao Quang nhìn bốn đạo nhân ảnh đan sen cực nhanh vào nhau, miệng cậu hơi hé ra khẽ thốt lên những âm thanh kinh ngạc. Mặc dù nhìn không rõ thân thể của Lục Vân, Giao Quang vẫn cố gắng mở to mắt, ánh mắt chứa đầy sự chúc phúc. Đang lúc cậu nhìn đến hoa cả mắt, giữa không trung, bốn người đang giao thủ đồng loạt kêu lên kinh ngạc, mà Long Châu đang bị tranh đoạt bỗng nhiên bay ra bắn thẳng vào cái miệng nhỏ đang hé mở của Giao Quang. Song Sát và Huyết Y Bá Vương nổi cơn đại nộ, chẳng thèm để ý tới Lục Vân đều xông thẳng về phía Giao Quang. Giữa không trung, Lục Vân nhìn Giao Quang với ánh mắt cổ quái, miệng phát ra tiếng than khẽ, ngoài thân ngân quang vừa lóe lên đã ôm lấy Giao Quang cấp tốc tránh khỏi đòn công kích của ba đại cao thủ. Tên tiểu tử kia, mau giao thằng bé ra, nếu không lão tử sẽ tiêu diệt ngươi. Huyết Y Bá Vương vừa chộp hụt vào khoảng không chừng ánh mắt độc ác nhìn Lục Vân giận dữ thét lớn. Bên cạnh, Đại Sát cũng đồng thời chụp hụt nghe vậy cười lạnh nói. Huyết man tử, không cho phép ngươi ngông cuồng, có Song Sát bọn ta ở đây đâu đến lượt ngươi lên tiếng. Tiểu tử thối, nếu mi không muốn chết lập tức giao thằng bé cho ta, chỉ cần ta mổ bụng nó ra lấy Ma Long Châu, sẽ tha tội chết cho ngươi. Lục Vân thoáng chút đau buồn nhìn Giao Quang khẽ than. Hài tử, có lẽ vận mệnh của con đã định sẵn phải chịu nhiều gian khổ, tuổi còn nhỏ đã phải trải qua một cuộc sống khác nhiều so với thường nhân. Thúc thúc không phải đau lòng vì Giao Quang, cho dù sắp chết nhưng con sẽ không khuất phục trước số phận. Kiếp này có thể gặp được một người tốt như thúc thúc là Giao Quang đã mãn nguyện lắm rồi. Thúc thúc còn chưa nói với con tên thúc là gì. Giao Quang muốn biết tên của thúc thúc, để đến khi gặp người trong thôn ở trên trời con có thể nói cho họ biết rằng con đã giao tâm nguyện cho một vị thúc thúc rất tốt, thúc ấy sẽ hoàn thành tâm nguyện vì mọi người. Không lý đến ba đại cao thủ bên cạnh, Lục Vân để mặc cho thiên ảnh huyết mị trông chừng động tĩnh của ba người kia, mục quang vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt Giao Quang. Miễn cưỡng mỉm cười, nét mặt Lục Vân xuất hiện vài phần thương cảm nói. Thúc thúc tên là Lục Vân, đến từ một sơn thôn nhỏ. Ở nơi đó có rất nhiều thúc thúc bá bá, mọi người chung sống với nhau rất chan hòa và tràn ngập niềm vui. Nơi ấy rất bình yên, có phong cảnh mỹ lệ, có rất nhiều điều khiến người ta phải nhớ đến. Hồi nhỏ thúc thúc rất giống con, hay nói cách khác trông con rất giống ta lúc nhỏ, vừa trầm tĩnh lại vừa lý trí, vừa cứng rắn lại vừa kiên cường. Nhìn Lục Vân, Giao Quang khẽ nói, trong con có hình bóng của thúc thúc, đúng không? Đáng tiếc là vận mệnh của con lại không được may mắn như thúc thúc, phải không? Lục Vân tâm thần rung động, chàng đưa mắt nhìn Giao Quang rồi di chuyển mục quang nhìn về phía chân trời đằng xa lặng yên suy nghĩ. Có lẽ Giao Quang nói đúng, trên người cậu bé có bóng dáng của mình nhưng cuộc đời nó có được vận may như mình không? Con đường sau này của mình suôn sẽ hay chắc trở. Thấy Lục Vân không chú ý, Song Sát sắc mặt đại nộ thét lên một tiếng hung bạo, hai đạo hồng lục quang mang đan sen vào nhau cùng với khí thế hãi nhân công kích mãnh liệt vào thân thể của chàng. Bên cạnh Huyết Y Bá Vương đã sớm không nhịn được, vừa thấy Song Sát xuất thủ liền ném tung chiến thiên phủ lên cao, song thủ nhanh chóng đặt trước ngực kết thành một pháp ấn cổ quái. Cùng lúc pháp ấn vừa xuất, chiến thiên phủ giữa không trung phát ra một đạo hồng sắc quang hoa cường thịnh bao trùm toàn bộ chu vi 10 trượng quanh Lục Vân. Trên tầng không, chiến thiên phủ tự động xoay tròn, hồng sắc quang mang không ngừng hội tụ quanh nó, chỉ trong chớp mắt hình thành nên một chiến thiên phủ khổng lồ dài đến 10 trượng. Cự phủ lấp lánh hồng quang chói lòa, dưới sự điều khiển của Huyết Y Pháp Vương bổ thẳng xuống đỉnh đầu Lục Vân. Thản nhiên quay đầu lại, nhãn thần nhu hòa của Lục Vân nháy mắt chuyển sang lạnh lùng tàn nhẫn. Thoáng nhìn chiến thiên phủ và hai đạo kiếm mang, toàn thân Lục Vân hắc sắc quang hoa lóe lên, một hắc sắc quang cháo đường kính 1 trượng tức thì che chở toàn bộ thân mình của Lục Vân và Giao Quang. Cùng với sự xuất hiện của tầng hắc sắc quang cháo, một cỗ khí tức âm sâm quỷ dị nhanh chóng xuất hiện xung quanh, khiến ba tên đang tấn công đều mơ hồ nhận ra có gì đó bất thường. Một âm thanh lớn vang lên kèm theo hai tiếng kêu thất thanh, Song Sát và Huyết Y Bá Vương gần như đồng thời kích trúng hắc sát quang cháo. Dưới ba đòn công kích cường hoành, chỉ thấy hắc sắc quang cháo dao động kịch liệt, sau một lúc co giãn đột nhiên vỡ vụn. Hắc sắc quang cháo vừa vỡ tung, bóng dáng Lục Vân hiện lên rõ ràng trong mắt ba đại cao thủ. Lập tức ba âm thanh khiếp sợ vang lên, ba đại cao thủ vội vàng lùi lại, nhãn thần cực kỳ kinh hãi nhìn Lục Vân. Trên thân Lục Vân hiện tại mặc một chiến giáp thần kỳ đen kịt, đầu mang mặt nạ quỷ vương, trước ngực là một tấm ám hồng sắc bát quái, bên trong có khảm một cổ kính trên mặt tỏa ngũ thải lưu quang, phía sau lưng là một tấm hắc sắc bát quái lấp lánh khí tức hủy diệt, cả người Lục Vân trông hết sức quỷ dị khác thường. Trên đỉnh đầu, Như Ý Tâm Hồn kiếm phát xuất hồng quang nhàn nhạt, hình thành tầng hồng sắc quang trảo nhu hòa đỡ lấy Giao Quang trong không trung. Thời khắc này, Lục Vân thi triển quỷ vương chiến giáp với ý định tiêu diệt ba đại cao thủ trước mắt. Im lặng không nói năng gì, ý niệm chấp động, mỗi một cái chớp mắt, 19.000 lần ý niệm công kích với tần số cao dễ dàng đột phá hàng phòng thủ hung hãn kích thẳng vào trung khu não bộ ba đại cao thủ. Lục Vân thân ảnh xoay chuyển, vô số hắc sát quỷ khí từ xung quanh hình thành tầng tầng phòng hộ vây khốn toàn bộ ba người vào bên trong. Đồng thời hóa hồn đại pháp cực kỳ đáng sợ của Quỷ Tông với sức mạnh tiêu hồn hóa phách có 102 bắt đầu xâm nhập thân thể địch nhân. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba đại cao thủ dưới ý niệm công kích của Lục Vân lập tức bị trọng thương. Xét về tu vi ba người quả thâm hậu không dưới Huyết Công Tử, nhưng đối với ý niệm công kích đáng sợ của Lục Vân, sức phòng ngự của ba đại cao thủ lại kém xa Huyết Công Tử. Vì Huyết Công Tử tinh thông pháp quyết ma tông Tâm Dục Vô Ngân, đối với tinh thần dị lực rất am hiểu và nắm rõ, do vậy tinh thần lực của hắn so với người thường vững chắc hơn gấp nhiều lần. Cũng chính vì lý do này, Lục Vân liên tiếp mấy lần đánh Huyết Công Tử trọng thương nhưng không thể giết được hắn. Thân người run rẩy, ba đại cao thủ nhất loạt gầm lên giận dữ, quanh thân quang hoa đại thịnh toàn lực chống lại ý niệm công kích của Lục Vân. Đồng thời cùng nhận ra hóa hồn đại pháp đáng sợ lan tỏa xung quanh, cả ba người sắc mặt kinh hoàng sợ hãi nhìn Lục Vân, ra sức vùng vẫy tìm mọi cách thoát khỏi vòng vây của chàng. Trong cơn nguy cấp, Huyết Y Bá Vương toàn thân công lực điên cuồng gia tăng, thôi động chiến thiên phủ trên đỉnh đầu, cả người hóa thành một đạo nguyên thần nương theo đà bay lên đột một bắn xiên ra ngoài. Cùng lúc ấy song sát đưa mắt nhìn nhau rồi song thủ hai người hợp lại, một hồng một lục hai đạo quang hoa chói mắt hội tụ thành một quang trụ màu đen mang theo toàn bộ công lực của song sát hướng về phía bên trái đột phá vòng vây. Với thực lực mạnh mẽ, song sát liên tiếp đột phá 12 đạo phong tỏa và thoát khỏi sự công kích của Lục Vân. Nhưng lúc này sau khi song sát đã phá được 12 đạo phong tỏa có vẻ đuối sức đang chuẩn bị hoán khí để nhanh chóng rút chạy, dường như đợi sẵn ở bên ngoài thiên ảnh huyết mị đột nhiên xuất hiện, vô số hồng quang hợp thành một đám mây huyết sắc nhấn chìm song sát. Cùng lúc ấy song sát đưa mắt nhìn nhau, song thủ hai người hợp lại, một hồng một lục hai đạo quang hoa chói mắt hội tụ thành một quang trụ màu đen mang theo toàn bộ công lực của song sát hướng về phía bên trái đột phá vòng vây. Với thực lực mạnh mẽ, song sát liên tiếp đột phá 12 đạo phong tỏa thoát khỏi sự công kích của Lục Vân. Tuy thế, song sát sau khi phá được 12 đạo phong tỏa, thế tiến đã yếu đi đang chuẩn bị hoán khí tăng tốc trốn chạy, thiên ảnh huyết mị luôn đợi sẵn ở bên ngoài đột nhiên xuất hiện, vô số hồng quang hợp thành một đám mây huyết sắc nhấn chìm song sát. Trong âm thanh kinh hoàng và giận dữ của song sát, chỉ nhìn thấy thiên ảnh huyết mị từ miệng phát ra tiếng gào rú quái dị hết sức tà ác, huyết sắc hồng vân chí tà chí sát dưới sự đối kháng qua lại của song phương biến hóa không ngừng cùng nhau tranh đấu vô cùng lăng lệ. Nhìn huyết sắc hồng mang biến hóa khôn lường, xích huyết ma nhãn trên đầu thiên ảnh huyết mị không ngừng bắn ra huyết sát ma quang hung hãn kích lên cụm huyết vân. Mỗi lần huyết sát ma quang kích trúng huyết vân là một lần song sát ở bên trong bị đánh một đòn nặng, mức độ chấn động kịch liệt giảm đi rõ rệt. Theo sự công kích dồn dập của thiên ảnh huyết mị, huyết vân từ từ bình ổn không thấy xuất hiện dấu hiệu phản kháng. Đợi đến khi thiên ảnh huyết mị chuẩn bị thu hồi huyết mang, hồng vân đột một vỡ vụn ra, hai đạo nguyên thần hồng lục quang hoa điên cuồng lao ra phía ngoài đào thoát. Hống lên một tiếng giận dữ, huyết mị hóa thân thành ngàn vạn, tầng tầng dòng chảy xích hồng sáng đỏ rực rỡ như những đám mây lửa ngùn ngụt cháy phía chân trời, hình thành một vỏ bọc ánh sáng cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa chụp lấy hai đạo nguyên thần. Khắp bốn phương tràn ngập huyết sát chi khí cùng khí tức hung tàn, điên cuồng thôn tính nguyên thần của song sát trong một huyết cầu vừa thu hẹp lớn chừng một thước. Liên tục gầm lên tức giận, song sát điên cuồng giãy giụa dưới sự công kích đáng sợ của thiên ảnh huyết mị, đáng tiếc huyết sát khí lại chính là khắc tinh của mọi nguyên thần đang không ngừng phá hủy và ăn mòn nguyên thần của bọn chúng. Lục Vân ngạo nghễ đứng giữa không trung nhìn huyết y pháp vương đang đào thoát, ánh mắt lộ ra vẻ lãnh khốc. Nhìn lướt qua đường chân trời, trông thấy nơi đó có bốn đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, đôi chân mày Lục Vân chợt nhíu lại, trong lòng thoáng chút lo ngại. Quay lại nhìn Giao Quang, Lục Vân dịu dàng khẽ nói. Lúc trước con nói có hai tâm nguyện, một điều đã nói ra, còn lại một bây giờ hãy nói nốt cho thúc biết. Nhìn Lục Vân rồi ánh mắt Giao Quang lại hướng về phía xa xa, giọng nói hơi trầm xuống lại có chút thê lương. Trước kia Thanh Phong thúc thúc thường đưa con đến một nơi, ở đó có một thác nước vô cùng mỹ lệ. Bây giờ con sắp lìa khỏi cõi đời, trước khi chết con muốn về lại nơi ấy. Lục thúc thúc nếu có thể đưa con đến đó trước khi con chết, có lẽ con còn một tia hy vọng sống. Lục Vân nghe xong sững sờ có phần không hiểu ý tứ lời nói cuối cùng của Giao Quang, nhưng chàng tịnh không hỏi chỉ dịu dàng nói. Được, thúc thúc đưa con đi, con chỉ cần nhớ làm sao để đến nơi đó, thúc thúc nhất định sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện. Đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, trên khuôn mặt của Giao Quang mang một vẻ bi thương nhàng kể rõ độ cao của thác nước, hai bên khe núi đứng riêng biệt hai khối cự thạch, nhìn từ xa giống như một cửa ải, lại có vẻ như hai con quái thú. Đưa mắt nhìn Giao Quang, Lục Vân hỏi. Là nơi này sao? Chưa trả lời ngay câu hỏi của Lục Vân, Giao Quang nhìn xung quanh với ánh mắt lưu luyến, phảng phất như muốn khắc ghi mọi vật nơi đây vào trong tim. Mục quang dừng lại trước khe núi có lối vào ngọn thác, trong đôi mắt của Giao Quang thoáng lộ vẻ đau buồn, tự hồ có việc thương tâm bỗng nhiên xuất hiện trong lòng cậu bé. Nhẹ nhàng rời mắt, Giao Quang nhìn Lục Vân, khẽ nói. Đúng rồi, đây là nơi con muốn tìm, cảm ơn thúc thúc. Khẽ lắc đầu, Lục Vân tránh nhãn thần của Lục Quang, cố giữ vẻ bình tĩnh nói. Con không phải nói gì cả, chúng ta đi tiếp thôi. Ta muốn đi cùng con vào bên trong, đến sau khi con rời khỏi trần thế ta sẽ để con yên nghỉ ở đây, được không? Lục Vân vừa hỏi Giao Quang vừa bước tới gần khe núi. Lặng lẽ nhìn Lục Vân, Giao Quang nói, thúc thúc không cần phải theo con vào trong đâu, xin hãy dừng lại ở đây đi. Ở bên trong có một vị bằng hữu của con, ngoài con ra, bất kỳ ai tiếp cận, vị bằng hữu đó đều phát nộ, kể cả Thanh Phong thúc thúc cũng không ngoại lệ. Thúc thúc hãy để con xuống, cho phép một mình con từ từ đi vào trong ấy nhé. Lục Vân nghe xong ngẩn người, liền đặt cậu bé xuống đất khẽ hỏi. Con nói ở đây có một vị bằng hữu, phải không? Ban nãy con nói chỉ cần đến được nơi này thì con còn hy vọng sống là chỉ vị bằng hữu này, hắn có thể cứu được con phải không? Nhưng sao ta không cảm giác được khí tức của hắn? Nhẹ nhàng thả lỏng chân tay một chút, Giao Quang nhìn Lục Vân, trên mặt lộ ra một nụ cười trìu mến, nhẹ nhàng trả lời. Đúng đấy ạ, con muốn nói đến vị bằng hữu này. Tuy con không biết hắn có chắc chắn cứu được con hay không, nhưng con nghĩ đó là niềm hy vọng duy nhất của con. Kiếp này chỉ cần có một tia hy vọng sống sót con đều không bỏ qua, vì con hy vọng con có thể dùng chính đôi tay của mình báo thù cho mọi người trong thôn. Nhìn nụ cười của Giao Quang, Lục Vân đột nhiên dâng trào niềm vui, có vẻ như gương mặt tươi cười của Giao Quang mang lại cho chàng một cảm giác rất đặc biệt. Đưa mắt nhìn xung quanh, Lục Vân dịu dàng nói, nếu đã như vậy, ta cầu chúc con mau chóng hồi phục. Bây giờ thời gian của con không còn nhiều, hãy đi tìm vị bằng hữu của con đi, thúc thúc ở đây nhìn theo con và sẽ luôn mong chờ con. Lặng lẽ nhìn Lục Vân, Giao Quang trịnh trọng nói, cuộc đời này chỉ cần con không chết, trong lòng con mãi mãi nhớ đến thúc thúc. Đồng thời con hy vọng thúc thúc cũng sẽ mãi nhớ về Giao Quang, nhớ về một đứa bé 10 tuổi. Xoay người, Giao Quang đứng yên một lúc rồi đi về phía cửa thác. Kiếp này thúc thúc sẽ vĩnh viễn nhớ về một tiểu hài 10 tuổi tên là Giao Quang, bởi vì cậu bé ấy rất giống ta lúc còn nhỏ. Nhìn thân ảnh yếu ớt nhỏ bé của Giao Quang, trong lời nói của Lục Vân có một chút yêu thương. Không quay đầu lại, Giao Quang chỉ chậm rãi tiến về phía trước. Dưới ánh nắng mặt trời, một cái bóng gầy yếu nhỏ bé đang di chuyển chậm chạp, từng bước đi sâu vào trong ký ức Lục Vân. Khoảng cách 20 trượng đối với một người bình thường rất ngắn, chỉ một lúc có thể vượt qua, nhưng đối với một tiểu hài trọng thương sắp chết, khoảng cách này dường như có phần quá xa. Giao Quang đi được nửa đường thì dừng lại, hơi ngoái đầu nhìn về phía Lục Vân, trong ánh mắt lóe lên một chút vẻ cổ quái khiến Lục Vân không hiểu rõ. Nghỉ một chút, Giao Quang không nói gì lại tiếp tục bước đi chậm chậm về phía trước. Chương 120 Thần khí dị thú. Khi Giao Quang đi đến giữa hai tảng đá lớn đó, bóng dáng nhỏ bé của cậu dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào cảnh sắc phía trước. Từ trên bờ nhìn xuống độ sâu hàng trăm trượng, thấy một đầm nước lớn chừng 10 trượng, nước chảy cuồn cuộn, phát ra những tiếng gầm rú kỳ lạ. Lặng lẽ nhìn thác nước, Giao Quang hạ giọng như đang nói điều gì đấy, tiếc rằng trong dòng nước chảy cuồn cuộn đó, âm thanh trở nên rất mơ hồ không thể nghe rõ. Nhìn Giao Quang một cách thương cảm, Lục Vân không thể đoán ra Giao Quang có bằng hữu nào ở nơi này, bởi vì ý niệm thần ba trong đầu chàng không có một chút cảm giác gì. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, đến khi mặt trời đã gần đứng bóng, ánh mặt trời dọi vào thân ảnh Giao Quang tỏa ra hàng vạn tia sáng, khiến cho Giao Quang trong giờ khắc này trông đầy vẻ thần bí vô ngần. Trong ánh sáng, Giao Quang đang đứng yên bỗng nhiên quay người lại nhìn thẳng vào Lục Vân, trong ánh mắt hiện lên một sự thương tâm cô độc. Giao Quang, một đứa trẻ 10 tuổi trong lúc này bỗng nhiên làm cho Lục Vân có một sự cảm động rất khác thường, khiến cho Lục Vân cảm thấy dường như mình có chỗ nào không đúng. Lặng lẽ suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được điều gì cả. Trong lúc đang trầm tư, giọng nói yếu ớt của Giao Quang truyền đến thức tỉnh Lục Vân. Nhìn vào Giao Quang chỉ nghe cậu bé nói, thúc thúc, trong thời khắc này xin thúc hãy nhìn rõ con hy vọng thúc có thể mãi mãi ghi nhớ hình ảnh của con vào giờ phút này trong tim thúc. Như vậy, sau này thúc mới không thể quên được hình dáng của Giao Quang. Thúc mới có thể nhớ được đứa trẻ 10 tuổi đó, nhớ được mối huyết cừu đó của Giao Sơn Thôn. Nhìn vào ánh mắt tươi cười kiên nghị của cậu bé, trong lòng Lục Vân lại cảm thấy ẩn ước báo trước một sự bất tường không rõ vì sao. Cố gắng giữ nụ cười ấm áp trên môi, Lục Vân gật đầu nói. Yên tâm đi, thúc thúc sẽ mãi nhớ Giao Quang, nhớ Giao Sơn Thôn, nhớ mối huyết cừu diệt thôn đó. Nhìn Lục Vân từ xa, Giao Quang nhẹ nhàng nói. Thúc thúc, ánh mắt của Giao Quang đã mở đi rồi, không thể nào nhìn rõ được mặt thúc, thúc phải nhớ lời thề của thúc, nếu như con chết thúc nhất định phải báo thù cho tất cả mọi người của Giao Sơn Thôn. Bây giờ thúc nhìn Giao Quang thêm lần nữa đi, nhìn rõ vào, con sợ thúc sẽ quên mất hình ảnh của con, đến lúc đó có thể thúc sẽ rất hận con. Nói xong đôi mắt tán loạn nhìn lên bầu trời, cuối cùng một giọt nước mắt đã rơi xuống từ khuôn mặt trắng bệch của cậu bé. Lặng lẽ nhìn lên trời, Giao Quang như đang nói điều gì đó, cũng giống như đang từ biệt cái gì, sắc mặt đó làm cho người ta cảm thấy tràn đầy nghi vấn. Nhìn giọt nước mắt rơi xuống, trong lòng Lục Vân bỗng trào lên một cảm giác đau xót vô cùng. Trong giờ phút này chàng dường như đã hiểu ra rằng Giao Quang sắp chết, không ai có thể cứu sống được sinh mạng non nớt của cậu bé. Thời khắc này Lục Vân đã không để ý đến câu nói của Giao Quang, đó chính là câu nói cuối cùng của cậu, đến lúc đó có lẽ thúc sẽ hận con. Hận cậu bé, tại sao? Khép lại đôi mắt mơ hồ, Giao Quang nhẹ nhàng quay người lại, dưới ánh nắng của mặt trời cậu bé đã nhảy xuống thác nước trăm trượng không hề sợ hãi, không do dự, đứa trẻ 10 tuổi đó đã chọn con đường này. Lục Vân khẽ rùng mình, trong lúc Giao Quang nhảy xuống chàng đã cảm nhận thấy điều này, lẽ ra nếu chàng muốn cứu Giao Quang thì hoàn toàn có thể làm được, nhưng chàng đã không làm như vậy, vì chàng biết đó chính là sự lựa chọn của Giao Quang. Nhìn lên bầu trời với ánh mắt thương cảm, Lục Vân đứng ngây ra đó một mình trầm tĩnh, lặng lẽ. Hoặc có thể do cái chết của Giao Quang, một cậu bé cũng có tuổi thơ giống chàng, mà hồi ức tuổi thơ của chàng theo đó trỗi dậy. Trên bầu trời có một đám mây đen trôi đến rất nhanh đã che lấp mặt trời, nhìn lên đám mây đen đó, Lục Vân nghĩ có thể lúc này ngay cả trời cao cũng cảm thấy thương xót cho Giao Quang và cho những người đã chết của Giao Sơn Thôn. Một Sơn Thôn có 275 người đều bị chết như vậy, nếu như chỉ nghe qua miệng người khác nói thì có thể chỉ là kinh ngạc và tức giận nhất thời, rất nhanh sau đó sẽ quên hết. Nhưng chính mắt Lục Vân chứng kiến toàn bộ việc này, ngoài việc căm phẫn chàng biết rõ vẫn còn những điều mà chàng mãi mãi không thể quên được, đó là lời hứa. Thở dài một cái, Lục Vân không dám nhìn lên thác nước phía trước mặt vì chàng sợ sẽ không kìm được sự đau xót. Lục Vân quay người lại lặng lẽ bỏ đi, chỉ sau khi Lục Vân bước đi chưa đến 10 bước đã cảm thấy cơ thể mình có một chấn động mạnh, chàng liền quay đầu lại ánh mắt nhìn chăm chăm vào dưới chân thác nước. Từ bốn phía một luồng khí tức cường đại cổ quái bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã bay lên bầu trời. Luồng khí tức thần bí ngày càng trở nên mạnh mẽ đó làm cho thác nước đang chảy xuống đột ngột đổi dòng, một cột nước lớn chừng 3 trượng đột nhiên xuất hiện xuyên thẳng lên bầu trời. Khi cột nước này dâng cao lên đến một khe sâu phía trên chừng 10 trượng thì dừng lại và giữ nguyên hình dạng đó. Phía trên cột nước có một bóng người nhỏ bé được bao trùm bởi một luồng sáng kỳ dị trong không gian cách mặt nước chừng 6 thước, đang chuyển động không ngừng trông có vẻ rất cổ quái. Lục Vân nhìn bóng người nhỏ bé đó, trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Chàng hoàn toàn không nghĩ đến Giao Quang lúc này lại xuất hiện trên cột nước đó. Ý niệm thoáng chuyển, Lục Vân cẩn thận quan sát tình hình của Giao Quang, phát hiện ra cậu bé vẫn chưa chết, bên ngoài cơ thể cậu bé được bao trùm bởi những tia sáng kỳ lạ đang không ngừng truyền vào trong cơ thể nhỏ bé yếu ớt của cậu những luồng linh khí lớn. Khuôn mặt Lục Vân biến sắc, chàng bỗng nhiên nhận ra rằng đây có thể chính là người bạn mà Giao Quang đã nói, đang cố hết sức để cứu sống cậu. Chỉ là người đó đang ở đâu, tại sao lại không nhìn thấy thân ảnh? Cảm thấy khó hiểu, Lục Vân không ngừng điều chỉnh tần suất của ý niệm thần ba tìm tòi kỹ lưỡng tất cả các luồng khí tức đang ẩn tàng tứ phía, rất nhanh đã cảm nhận thấy một luồng khí tức khác lạ xuất hiện từ bên dưới thác nước. Lặng lẽ chăm chú nhìn cột nước, trong mắt Lục Vân vẫn có gì đó khó hiểu, chàng không biết người bạn này của Giao Quang rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao có thể ẩn mình trong thác nước mà không bị một chút vết nước nào. Trên không trung, cơ thể của Giao Quang ngày càng xoay nhanh, ánh sáng bao trùm bên ngoài cơ thể cũng ngày càng mạnh lên. Chỉ một lúc đã biến thành một quang cầu rực rỡ nhiều màu sắc. Cùng với ánh sáng của quang cầu ngày càng cường thịnh, cột nước đó cũng ngày càng lớn lên. Không lâu sau cột nước có đường kính từ 3 trượng đã biến thành 5 trượng, cả quá trình đó có vẻ thần bí quỷ dị khiến người ta không thể giả ý thích được. Khi cột nước ngừng khuấy xĩa tán, phía dưới thác nước một đạo quang hoa trắng sáng như ngọc hợp với 8 đạo quang hoa cùng lúc chiếu lên bầu trời. Trong khi Lục Vân cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cả cột nước đó lại bắt đầu dâng lên. Rất nhanh sau đó một con quái thú hình dạng kỳ lạ nổi lên trên cột nước xuất hiện giữa không trung. Nhìn thấy con quái thú đó, khuôn mặt của Lục Vân biến sắc, mắt chàng hiện lên một sự nghi hoặc chừng như đã cảm nhận được điều gì. Ở chỗ miệng thác nước, chỉ nhìn thấy cơ thể kỳ thú lớn chừng 4 trượng đội cả cột nước lên thành hình tròn lớn. Cơ thể của con kỳ thú này trông giống như một chiếc bánh hình tròn, đường kính khoảng 10 trượng, chỉ cao khoảng 3 trượng, 8 con mắt phân bố đều ở 4 phía lóe lên những tia sáng có những màu sắc khác nhau. Phía dưới của con kỳ thú có 4 chân ngắn và thô dài không quá 1 trượng trông không hề nổi bật, còn phía trên ở giữa cái cơ thể tròn vo đó là một cái miệng rất lớn có màu đỏ như máu, 4 phía có 8 cái lỗ nhỏ rất kỳ lạ phân bố tạo thành hình bát quái. Xung quanh cơ thể của con kỳ thú là những tia sáng bát sắc tạo thành một luồng sáng tuyệt đẹp bao phủ lên toàn bộ cơ thể của nó. Lúc này bát nhãn kỳ thú không biết tên há miệng phát ra một làn hồng quang làm cho cả cột nước chuyển động mà không phát ra âm thanh nào, lững lờ trôi trên không trung. Cùng lúc đó, xung quanh cơ thể kỳ thú phát ra vô số các tia sáng nhỏ nhiều màu sắc, tụ lại ở bên ngoài cơ thể của Giao Quang đang ở phía trên cột nước tạo thành một quang cầu tràn đầy linh khí. Đứng lặng nhìn kỳ thú, Lục Vân hiểu ra rằng đây chính là người bạn mà Giao Quang nói. Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng trong lòng Lục Vân lại có một tia hy vọng rằng dị thú thần kỳ này có thể cứu sống Giao Quang, đồng thời Lục Vân cũng cảm thấy nghi hoặc tại sao con kỳ thú này lại xuất hiện tại nơi này. Tuy đây là lần đầu tiên gặp kỳ thú này, nhưng trước kia Lục Vân đã từng nhìn thấy hình vẽ của nó tại Phong Vương Đài ở Âm Thi Gian của Quỷ Vực, trên Phong Vương Đài khắc họa hình ảnh trận chiến giữa bát nhãn kỳ thú và sát huyết diêm la. Đồng thời Lục Vân cũng lấy được khối ngọc bích thần kỳ tại nơi đó. Trên không trung lúc này, mỗi lần Giao Quang chuyển động một vòng, khuôn mặt cậu lại hiện lên thêm phần đau đớn, tia sáng màu hồng trong miệng cậu cứ chuyển động là lập tức biến thành tia sáng màu xanh nhạt. Cùng với sự xuất hiện của tia sáng màu xanh nhạt, cột nước giữa kỳ thú và Giao Quang lại chấn động mạnh hơn, vô số các con sóng đang chuyển động lên quanh cột nước bên ngoài cơ thể Giao Quang lại hình thành một luồng ánh sáng xanh mang theo các khí âm nhu nhanh chóng truyền vào cơ thể Giao Quang, làm cho khuôn mặt cậu bé dần bình thường trở lại, không còn thấy đau đớn nữa. Luồng ánh sáng xanh này thật ra chính là luồng khí huyền âm trong nước, dưới sự chuyển hóa sức mạnh dị thường của kỳ thú đã biến thành nguồn chân khí lớn mạnh làm dễ chịu cơ thể của Giao Quang. Được tiếp thêm nguồn chân khí lớn như vậy, sức đề kháng của Giao Quang được tăng lên không ít. Cứ như thế kỳ thú càng lúc càng tăng nhanh tốc độ, toàn thân phát ra ánh sáng hào quang chói lọi bắt đầu dồn hết sức để cứu lấy Giao Quang. Giữa không trung, ánh hào quang trên cơ thể kỳ thú lúc này đã sáng lên gấp 3 lần, các màu sắc ánh sáng mờ nhạt ở bốn phía lập tức chuyển thành đậm, tạo thành ánh hào quang bát sắc bắt đầu tiến hành chữa trị toàn diện cho Giao Quang. Cùng với sự chiếu rọi của ánh hào quang bát sắc, lúc này Giao Quang đã không còn xoay chuyển nữa mà cơ thể đứng yên trên cột nước, ánh hào quang trên người luân chuyển, trên khuôn mặt nhỏ bé xuất hiện một luồng ma khí màu đen đang đối kháng với ánh hào quang bát sắc đó. Luồng ma khí màu đen này chính là luồng tà khí mà đã bị Lục Vân khống chế, lúc này, trong khi kỳ thú hóa giải pháp lực áp chế của Lục Vân bỗng nhiên lại phản tác dụng, nó đang phá hoại điên cuồng các chức năng kinh mạch toàn thân Giao Quang. Nhưng khi luồng ma khí đen này xuất hiện thì đã bị ánh hào quang bát sắc đó nhận ra, hai bên đánh nhau dữ dội đều muốn tiêu diệt đối phương. Thời gian giao tranh giữa hai bên đã qua được một lúc, luồng ma khí màu đen trên mặt Giao Quang đã lắng xuống. Xem ra đánh nhau chưa được mấy chiêu mà ma khí đã lập tức rút lui, theo đó các kinh mạch của Giao Quang cũng tụt xuống, không ngừng phá hoại cơ thể cậu. Khi luồng ma khí này đi tới nơi đan điền của Giao Quang thì lập tức dừng lại bên trên viên ngọc ma long màu nâu xám, không hoạt động nữa. Ánh hào quang bát sắc bắt đầu truyền vào cơ thể Giao Quang, nguồn linh khí vô cùng thần kỳ đó đã nhanh chóng làm phục hồi các kinh mạch của Giao Quang. Đến gần đan điền, khi ánh hào quang bát sắc áp sát viên ngọc ma long, viên ngọc vốn không động đậy bỗng nhiên phát ra một luồng hắc sắc ma mị, cả viên ngọc vỡ vụn ra. Chính lúc hạt ngọc vỡ vụn, một thể khí màu đen đột nhiên xuất hiện tại vùng đan điền Giao Quang hút lấy linh khí, chân khí của Giao Quang một cách điên cuồng để có thể bành trướng thực lực. Dưới mặt đất, Lục Vân thấy cơ thể của Giao Quang đột nhiên có gì đó khác thường, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Trên không trung, kỳ thú lúc này cũng đã biết được sự khác thường của Giao Quang, 8 con mắt đồng thời chiếu vào cậu bé các tia sáng chói lọi, tỏ ra hết sức tức giận. Một tiếng kêu kỳ lạ truyền tới, ánh hào quang trên người kỳ thú lóe lên, 8 lỗ nhỏ ở phía trên cùng lúc bắn ra 8 tia sáng khác nhau, xoay chuyển trong không trung, hình thành nên 8 dải màu đan chéo vào nhau, cuối cùng tụ lại ở phía trên cơ thể Giao Quang. 8 tia sáng đột ngột xuất hiện, luồng khí lớn mạnh và thần thánh lập tức tạo ra một sức mạnh lớn gấp 5 lần, dùng hết sức để đến gần ma long ở trong đan điền của Giao Quang. Trong thoáng chốc, cơ thể nhỏ bé yếu ớt của Giao Quang đã biến thành chiến trường của chính tả lưỡng khí. Nhìn từ bên ngoài, toàn thân Giao Quang lúc này đang tỏa ra hai luồng ánh sáng kỳ dị, từ đầu đến vùng bụng là vùng có ánh sáng hào quang bát sắc lẫn vào nhau. Còn từ vùng bụng trở xuống dưới lại là một luồng ánh sáng màu đen đang ngoan cố chống lại luồng ánh sáng 8 màu kia, hai bên đều không ai nhường ai. Lục Vân nhìn Giao Quang với vẻ mặt lo lắng sốt ruột, chàng đang định tiến lên giúp cậu bé một tay để có thể dễ dàng ép ma long ra ngoài hơn, tránh cho cậu bị ma khí xuyên vào não lại rơi vào tà ác. Nhưng chính lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện 3 ánh hào quang. Như Vân Đại Sư, Thanh Hư Đạo Trưởng, Âm Huyền Sinh, 3 vị cao thủ của 3 phái cùng lúc xuất hiện. Chỉ một lúc sau khi 3 vị cao thủ hiện thân, trên không trung lại xuất hiện thêm một ánh hào quang nữa, chính là Văn Bất Danh đang đưa Bách Linh đến bên cạnh Lục Vân. Nhìn thấy con dị thú thần kỳ đó và Giao Quang, 5 người vừa xuất hiện đều kinh sợ hét lên một tiếng, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Bách Linh ngay sau khi hét lên liền phát hiện ra Lục Vân, thần sắc lập tức vui lên, giục Văn Bất Danh cho xuống dưới mặt đất. chạy băng băng đến bên Lục Vân. Bách Linh nắm chắc tay chàng, nũng nịu nói. Lục Vân chàng được lắm, dám bỏ ta, chàng nói đi, phải phạt chàng thế nào đây? Bây giờ ta quyết định rồi, để phạt chàng lần này không từ mà biệt, cố ý tránh mặt ta, sau này không cho chàng rời xa ta ngoài 10 bước, nghe rõ chưa? Nếu như chàng dám trốn tránh ta, ta sẽ đến dịch viên tố cáo chàng bỏ rơi ta, sau đó sẽ tự sát để cho chàng phải hối hận cả đời, đã biết chưa hả? Lục Vân nhìn Bách Linh không biết phải làm sao, tất nhiên chàng hiểu rằng đây là nàng cố ý nói như vậy. Nhưng cho dù có thế đi chăng nữa, chàng cũng không biết phải làm sao với nàng đây. Đưa mắt nhìn Văn Bất Danh tưởng chừng đang cao hứng cười mình, Lục Vân chỉ biết lắc đầu thở dài. Ánh mắt lại hướng lên nhìn lên Giao Quang, Lục Vân thản nhiên nói. Đợi đến khi mọi việc ở đây kết thúc, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Bây giờ hãy nhìn kỹ kia kìa. Bách Linh nhìn lại Lục Vân, phát hiện sắc mặt của chàng có gì đó rất khác, giống như là đã rất lâu rồi không gặp. Trên người Lục Vân cũng như có gì đó thay đổi, nhưng là điều gì đấy mà trong phút chốc khó thể thấy ra được. Nhẹ nhàng dựa vào vai Lục Vân, Bách Linh ngã vào lòng chàng, hạ giọng nói. Hình như chàng thay đổi rồi, việc gì đã khiến chàng thay đổi vậy? Ta không thích chàng như thế này, ta thích vẻ kiêu ngạo ngông nghênh của chàng trước kia. Khi đó chàng mới giống Lục Vân, mới giống chàng thật sự, chỉ tiếc là chàng vẫn cứ che giấu mãi. Lục Vân động lòng, nhìn nàng một cách kỳ lạ, ánh mắt sáng lên một cách dịu dàng, nhẹ nhàng nói. Nếu nàng cứ dịu dàng như thế này, thì sẽ chẳng ai trốn tránh nàng cả. Bách Linh nghe vậy, ánh mắt vẫn cứ nhìn Lục Vân, rất lâu sau mới gật đầu rồi nói. Thật ra chàng bây giờ mặc dù không đủ anh tuấn, không đủ ngang ngược, không đủ để hấp dẫn người khác, nhưng lại vẫn rất đáng yêu. Mà sao lại nhìn tôi như vậy, không phải là sợ tôi chạy mất rồi lại không tìm được đấy chứ? Nói xong, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng vẻ đắc ý và tự hào. Lục Vân ngượng nghịu nhìn Bách Linh, chàng không thể nào hiểu rõ tính cách của nàng. Vốn dĩ câu đầu tiên có vẻ rất dịu dàng, khiến người ta cảm thấy sự chu đáo, thông cảm với người khác của nàng. Nhưng đến câu thứ hai thì lại thay đổi đến buồn cười, làm người khác hoàn toàn không thể biết được trong đầu nàng rốt cuộc là đang nghĩ gì. Khẽ lắc đầu, ánh mắt Lục Vân lại chuyển lên nhìn Giao Quang ở trên không trung. Giữa không trung, ánh hào quang trên thân con kỳ thú vẫn luân chuyển, một chùm ánh sáng hỗn hợp tạo thành một cột sáng chói lọi xuyên thẳng lên bầu trời. Cùng với sự cường đại của sức mạnh kỳ thú, cơ thể Giao Quang bỗng run rẩy, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé bắt đầu có sự thay đổi, trên mặt xuất hiện vẻ vô cùng đau đớn. Cùng lúc này, ma long trong cơ thể Giao Quang càng hút nhiều linh khí hơn từ cơ thể của cậu bé, thực lực của nó mạnh dần, sức đối kháng cũng mạnh lên. Bên ngoài cơ thể Giao Quang, kỳ thú mặc dù đã cảm nhận thấy việc ma long đang hút linh khí mà nó đã truyền cho Giao Quang, tiếc là nó không thể dừng lại được. Bởi vì một khi dừng lại Giao Quang sẽ chết ngay. Để tranh thủ cơ hội đẩy ma long ra, kỳ thú đành phải không ngừng dồn công lực, dùng linh khí có sẵn giữ chắc lấy Giao Quang. Cùng với công lực của kỳ thú ngày một tăng, ma long trong đan điền của Giao Quang cũng bắt đầu cảm thấy bị uy hiếp, không thể tiếp tục hút linh khí của Giao Quang được nữa, cả cơ thể chui qua các kinh mạch của Giao Quang, dần dần xuất hiện ở phía sau cậu bé. Xung quanh, cao thủ của ba phái cùng với ba người bọn Lục Vân đều kinh sợ nhìn Giao Quang, chỉ thấy phía sau Giao Quang lúc đó đột nhiên xuất hiện một đám mây đen đang không ngừng thay đổi hình dạng. Thấy ma long hiện thân, kỳ thú phát ra một tiếng thét động trời vô cùng uy nghiêm, ánh hào quang bát sắc vừa bao trùm lấy Giao Quang lúc này đã di chuyển đến cơ thể ma long, hình thành một luồng sáng đầy màu sắc bao trùm ma long ở bên trong. Hào quang hắc sắc nhấp nháy, khi ma long bị các tia hào quang bát sắc đến gần, cả đám mây đen bỗng nhiên biến thành một con rồng, lập tức lộ ra bộ dạng vốn có của nó. Chỉ thấy con ma long dài khoảng 3 trượng, ngoại hình gần giống như rồng thần trong truyền thuyết, chỉ khác ở chỗ các vảy rồng trên mình nó đều dựng hết lên. Cơ thể lóe lên hắc sắc ma quang rất kỳ lạ. Một âm thanh lớn truyền đến, trong không trung, các tia sáng nhiều màu sắc tan ra và bay mất giống như tiên nữ tán hoa, chói lóa nhưng rất đẹp. Ma long phá được lưới của kỳ thú thoát ra ngoài, cơ thể nó xuất hiện trên đầu Giao Quang nhìn cậu bé một cách cổ quái. Phía dưới, kỳ thú tưởng rằng ma long đang muốn làm hại Giao Quang, lập tức gầm lên một tiếng, thoát một cái cơ thể đã xuất hiện bên cạnh Giao Quang. 8 lỗ nhỏ đồng loạt bắn ra 8 cột sáng chói lọi cùng với 8 luồng khí khác nhau nhắm thẳng vào ma long. Ma long nhìn kỳ thú với đôi mắt đỏ ngầu, trong ánh mắt có chút sợ hãi, rất nhanh chóng đã biến mất. Trong lòng nó hiểu rằng nó lúc này vừa mới phá bỏ được cái vỏ cứng để thoát ra ngoài, thực lực vẫn rất yếu, vốn không phải là đối thủ của kỳ thú. Trước mắt, hy vọng duy nhất của ma long là rời xa nơi này, nhưng nó lại không nỡ bỏ qua Giao Quang. Bởi vì trong lúc hút linh khí của Giao Quang, nó còn lấy được hơi thở cậu bé. Và viên ngọc ma long vẫn còn ở trong cơ thể cậu. Việc lấy lại viên ngọc ma long để duy trì tính mạng nó mặc dù không thực hiện được, nhưng sự lưu luyến đó vẫn mãi mãi ở trong lòng nó, không cách nào thay đổi. Nhìn kỳ thú một cách độc ác, cùng lúc ma long biến mất, cơ thể nó bỗng nhiên biến thành một làn xương đen, định đánh bại kỳ thú để giành lấy Giao Quang. Trong khi luồng ánh sáng bên ngoài cơ thể Giao Quang đang tách ra, ma long phát ra một tiếng gầm kinh dị, bỗng nhiên tiến vào đầu Giao Quang từ huyệt bách hội của cậu bé, ở lại bên trong đầu. Ở phía dưới, kỳ thú tức giận gầm lên động trời, linh quang mạnh mẽ được truyền vào cơ thể Giao Quang từ dưới lòng bàn chân cậu bé, nhanh chóng đi đến vùng não muốn đẩy ma long ra ngoài. Ma long vốn đã ở trước trong vùng não yếu nhất và cũng là vùng quan trọng nhất, lập tức khống chế được thần trí của Giao Quang, dùng hết sức chống lại kỳ thú. Kỳ thú do sợ làm tổn thương đến Giao Quang nên trong lòng có chút e ngại, hai bên lại rơi vào tình trạng rằng co thêm một lần nữa. Chương 121 Giao Quang dị biến. Lại nói tam đại cao thủ của tam phái khi nhìn thấy ma long xuất hiện tất cả đều biến hẳn sắc mặt, kinh hoàng thốt lên, ma long. Văn Bất Danh đứng bên cạnh vừa nghe cũng biến sắc, kinh sợ nhìn lên không trung. Ngoảnh lại nhìn Như Vân Đại Sư, Văn Bất Danh hỏi. Đã lâu không gặp, chẳng ngờ lại được diện kiến Đại Sư tại đây. Vừa rồi Đại Sư cũng phải kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ ma long là có thật? Đại Sư có biết gì về con quái thú tám mắt này không? Thần sắc vẫn còn lo âu, Như Vân Đại Sư nhìn Văn Bất Danh nói. Thì ra là Hạo Thiên phủ chủ Văn Đại Hiệp, kể từ lần cuối gặp nhau trông thí chủ vẫn khang an. Còn về quái thú này thì là lần đầu tiên lão nạp trông thấy, tuy nhiên theo một bản ghi chép của bản phái thì rất có thể chính là ma long, một trong tam đại ma linh trong truyền thuyết ma vực. Nghe nói quái thú này cực kỳ tà ác, bản tính hung tàn, ai gặp phải cẩn thận kẻo nguy tới tính mạng. Thật không ngờ hôm nay quái vật này lại hiện thân ở nhân gian. Còn về con quái thú tám mắt, nói thật lão nạp chưa từng nghe qua. Văn Bất Danh đưa ánh mắt hàm ý muốn xin chỉ giáo sang Thanh Hư đạo trưởng, thấy vậy đạo trưởng nói. Ta cũng không rõ lắm về quái thú này, chỉ biết rằng theo truyền thuyết có câu ca dao nói về ma long xuất, nại hà hiện. Hôm nay ma long đã hiện thân, chẳng biết nại hà châu bao giờ sẽ xuất hiện. Như Vân Đại Sư và Văn Bất Danh không ai trả lời câu hỏi của Thanh Hư đạo trưởng, hai người thần sắc lo âu lộ rõ vẻ nghiêm trọng nhìn lên trời đầy vẻ trầm tư. Âm Huyền Sinh của Tiên Kiếm Tông nghe vậy tiếp lời. Những việc trong truyền thuyết không ai có thể lường hết được. Vấn đề cần phải suy nghĩ hiện nay là chúng ta có nên ra tay tiêu diệt đứa bé đã bị ma long khống chế hay không? Như Vân Đại Sư sắc mặt có phần trầm trọng nhưng ngữ khí vẫn kiên định. Đã bị ma long khống chế, đứa bé đó đã không còn là con người nữa, một khi đã nhập vào ma đạo thì đã trở thành ác ma rồi. Vì an nguy của nhân gian, dù nó vốn vô tội nhưng chúng ta cũng phải tiêu diệt, đây là việc bất đắc dĩ không thể không làm. Khẽ gật đầu, cả Thanh Hư đạo trưởng và Văn Bất Danh đều hết sức tán đồng. Dưới mặt đất, ánh mắt Lục Vân vẫn không rời thân hình Giao Quang, mục quang lấp loáng đầy vẻ cổ quái. Trong suy nghĩ của chàng, nếu lát nữa Giao Quang hoàn toàn bị ma long khống chế tinh thần chẳng phải nó sẽ trở nên hung tàn thành tính, Lục thân bất nhận hay sao? Đến lúc đó liệu bản thân chàng có nhẫn tâm giết chết nó hay không? Trên đầu thác nước trong vô danh cốc, kỳ thú thần bí đang dùng toàn lực bức ép ma long phải lộ diện. Giao Quang đại não bị ma long khống chế, đôi mắt vẫn luôn khép chặt bỗng nhiên mở bừng phát ra hai đạo huyết sắc quang tà ác lập lòe hàn quang kinh nhân. Thân thể Giao Quang bồng bềnh trong không trung, từ thân người toát ra quỷ khí âm sâm tà dị, cả gương mặt nhỏ nhắn thanh tú cũng phủ đầy hắc khí. Lạnh lùng nhìn kỳ thú, cậu bé dường như đã quên mất người hảo bằng hữu của mình. Kỳ thú nhìn Giao Quang miệng phát ra âm thanh kỳ lạ như đang nói chuyện, đang kêu gọi nó. Nghe được âm thanh đó, thần sắc đứa bé có hơi thay đổi như chợt nhớ ra điều gì, nhưng lập tức hắc sắc quang hoa quanh thân đại thịnh, một cỗ ma lực cường đại đã áp chế những cảm giác quen thuộc đó lại. Kỳ thú đối với ma long trong nội thể Giao Quang có lẽ thống hận đến tận xương tủy, giống lên một tiếng giận dữ, bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu đứa bé. Toàn thân kỳ thú lúc này hóa thành một khối cầu kỳ dị tỏa ra bát sắc hào quang không ngừng rung động biến hóa, khí tức thần thánh cực mạnh toàn lực xâm nhập các yếu huyệt hòng trục xuất ma long ra ngoài. Tuy nhiên dưới sự khống chế của ma long, yếu huyệt toàn thân Giao Quang đều bị phong bế chống lại mọi sự xâm nhập từ bên ngoài. Rằng có được một lúc, dù thực lực của kỳ thú vượt xa,